Y đạo quan đồ. Chương 136, lại thấy ánh mặt trời. Sở Yên Nhiên nói lại, chỉ cần hắn bình an trở về mọi chuyện với ta đều không quan trọng nữa. Tần Thanh cùng Sở Yên Nhiên có thể chấp nhận nhau nhanh như vậy cũng là điều dễ hiểu, vì khi đã yêu một người quá sâu sắc, khi mà người đó là một phần tất yếu không thể thiếu trong cuộc sống thì bạn sẽ chấp nhận tất cả những gì thuộc về người đấy. Nếu như Trương Dương mà nghe được tiếng lòng của hai cô gái này, thì chắc chắn hắn phái nhảy cẫng lên hò hét vui sướng chứ chẳng chơi. Rất nhanh tin tức Trương Dương gặp nạn liền trở thành tin rất nóng hổi nhất của toàn bộ thành phố Giang Thành, đài chu viên hình, radio, đền tất cả các tòa soạn báo đều đưa tin xoay quanh vụ tai nạn của Trương Dương. Càng lúc càng đông người tới hiện trường xảy ra vụ tai nạn hơn. Trải qua một ngày một đêm cật lực đào bới, mãi tới tận 6 giờ chiều ngày hôm sau, cuối cùng đội cứu hộ mới đào tới chỗ đất đá chặn kín cửa động, chỉ cần di rời nốt chỗ đất đá này chắc có thể tìm thấy Trương Dương. Nhưng vấn đề đặt ra là nếu như cứ tiếp tục đào bới tiếp thì sợ rằng lại gây ra vụ sụt lở lớn nữa thì thiệt hại không thể tính được. Hơn nữa chặn trước cửa động lại là một khối đá cực lớn, chỉ bằng sức người e rằng khó mà lấy nó ra được. Audio điện tử võ tấn bền Sau nhiều giờ thảo luận tìm kiếm hướng giải quyết, đội cứu hộ cũng mời nhiều chuyên gia nổ bom mìn phá đường tới để xem xét hiện trường cuối cùng phương án cho nổ mìn phá đá khơi thông cửa động là khả thi nhất, tuy rằng điều này sẽ làm nguy hại đến công trình cung điện ngầm phía dưới chùa, thế nhưng nếu như không khai thông cửa động sớm e rằng để lâu thiếu không khí thì tính mạng Trương Dương bị nguy hiểm. Hiện giờ tính mạng con người là quan trọng nhất về phần những kiến trúc ngầm bên dưới có bị hư hại gì không thì không còn quan trọng nữa. Ở bên trong, từ sự chấn động nhẹ nhẹ của mặt đất dưới chân, Trương Dương cũng nhận ra đội cứu viện đang ở bên ngoài tìm cách cứu hắn, trong lòng hắn liền mừng như điên, quả nhiên ông trời không tuyệt đường sống của ai. Thế nhưng hắn cũng biết, sẽ không dễ để phá tảng đá lớn như vậy, hắn cũng chỉ biết giao mạng sống mình vào tay đội cứu hộ, việc hắn có thể làm bây giờ chỉ là chờ đợi, chờ đợi tin tốt lành, chờ đợi chút ánh sáng le lói. Lại sau nhiều giờ đào bới, mãi sau đội cứu hộ mới đến được trung tâm tảng đá to nhất, vẫn biết rằng Trương Dương không nghe thấy nhưng họ vẫn bắt loa kêu Trương Dương tránh xa tảng đá một chút, bọn họ sẽ cho nổ mìn phá đá. Do đất đá bịt quá chặt nên Trương Dương ở bên trong hoàn toàn không nghe thấy mấy lời của đám nhân viên cứu hộ nói bên ngoài, thấy lâu như vậy rồi mà vẫn không có động tình gì nên hắn mới tỏ mò tiến lại gần tảng đá lớn nhưng vẫn thấy im lìm như trước. Một ngày một đêm ở nơi tối tăm lạnh lẽo này, trong tình cảnh đợi cái chết đến từng phút từng giây thì dù là Trương Đại Quan nhân tâm tính trầm ổn, hay võ công có cao cường đến mấy cũng không chịu được, lúc nãy hy vọng bao nhiêu thì giờ hắn lại tuyệt vọng bấy nhiêu, hắn nóng luật hét lớn một tiếng, mọi người đi đâu hết rồi sao không thấy gì nữa mấy chữ cuối trương dương còn chưa kịp nói hết thì đột nhiên ầm um, một tiếng như trời long đất lở đất đá bay mù mịt mặt đất dưới chân thì rung lên dữ dội từng tảng đá lớn nhỏ từ trên đỉnh đầu rơi xuống như mưa trương dương còn đang mải hô lớn nên cũng không ngờ sự việc lại phát sinh như vậy dù võ công cái thế nhưng trương dương cũng không kịp trở tay bị sức ép của vụ nổ thổi bay đi rồi lại bị đống đất đá vùi lấp bên ngoài khói bụi vừa tan hai gã nhân viên cứu hộ mặc đồ bảo hộ vội vàng chạy vào bên trong xem xét tảng đá lớn nhất đã bị phá hủy hoàn toàn hơn hết lực vụ nổ cũng vừa phải nên không xảy ra hiện tượng sụn lún ngoài ý muốn hai gã nhân viên cứu hộ lại tiếp tục mò vào bên trong theo khoảng trống do vụ nổ mìn gây ra vừa đi họ vừa hô lớn có ai ở đây không thế nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cũng không thấy ai trả lời lại mãi một lúc lâu sau mới thấy một âm thanh khó nhọc từ đâu đó phát ra ta kháo các ngươi là muốn cứu ta hay muốn chôn sống ta vậy? Liền sau đó trương đại quan nhân mới chật vật chui ra từ đống đất đá ngổn ngang. Cũng may thân thể hắn cường tráng, lại có nội lực thâm hậu nên mới chịu được sức ép của vụ nổ, chứ nếu là người thường thì đừng nói đến sức ép của vụ nổ mà ngay đến đống đất đá đó vùi lắp cùng khó mà toàn mạng. Trương Dương cả người bùn đất lấm lem, vừa tập tĩnh đi ra thì tất cả mọi người bên ngoài đều vỗ tay hoan hô ẩm ý sở yên nhiên là người đầu tiên tách khỏi đám đông chạy vò tới nhào thẳng vào lòng hắn, khuôn mặt xinh đẹp của nàng cũng đã đẫm lệ. Trương Dương thâm tình xoa xoa đấu nàng mỉm cười nói, nhà đầu ngốc này. Đừng khóc nữa, chẳng phải ta đã bình yên trở lại rồi sao? Nói xong Trương Dương liền chuyển ánh mắt nhìn Tần Thanh đang đứng không xa phía trước. Nàng đang khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt của sự vui mừng khôn xiết. Nàng cũng đang chăm chú nhìn Trương Dương, lúc thấy hắn bình an nàng mới mỉm cười nhẹ gật đầu một cái rồi xoay người biến mất trong vòng người đứng bên ngoài. Vài vị lãnh đạo cũng tới hiện trường để chi huy công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, trong đó cũng có Lý Trương Vũ. Thấy Trương Dương không việc gì hắn mới gật đầu mỉm cười nói, tiểu tử ngươi đến đâu là phải làm chỗ đó náo nhiệt mới chịu thôi. Nghe vậy Trương Dương không khỏi cười khổ, ta cũng chẳng ham cái loại nổi danh như vậy. Chi tổ làm đề tài miễn phí cho đám nhà đài với báo chí lý trường vũ đảo mắt nhìn xung quanh rồi lắc lắc đầu mỉm cười nói chỉ sợ ngươi không muốn cũng không được tiếp đó là cục trưởng cục khai quật và bảo vệ di tích vãn hoa lịch sử quốc gia khâu thường tay cấm đống tài liệu vội vàng chạy tới trương trưởng phòng rốt cuộc bên dưới có những gì vậy trương dương ra vẻ thần thần bí bí đảo mắt nhìn xung quanh rồi mới thấp giọng nói đều là bảo bối hiếm có cả ta xem lần này nam lâm tự không nổi danh cũng không được rồi khâu thường kích động đến độ hai mắt phát sáng hẳn lên Lúc sau 7-8 gã phóng viên nhà đài hay của các báo chạy tới phỏng vấn Trương Dương cùng Lý Trường Vũ tình hình cụ thể tai nạn với công tác tìm kiếm cứu nạn ra sao? Lý Trường Vũ đánh mắt ra hiệu cho mấy người nhân viên công tác ngăn đám phóng viên lại, còn hắn thì mỉm cười hô lớn: "Các vị, nhận thấy sức khỏe người gặp tai nạn cũng không được tốt lắm, cần phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, mong rằng mọi người hợp tác cho. Có vấn đề gì tôi sẽ thông báo với các vị sau." Trương Dương không bị việc gì nên cũng chẳng cần tới bệnh viện làm gì mà tới thẳng một khách sạn gần đờ, nhanh chóng tắm rửa cho sạch sẽ rồi thay bộ quần áo mới. Sau đó sở nhiên nhiên đánh xe đưa hắn về căn nhà ở bên bờ Nhã Vân Hồ nghỉ ngơi. Trải qua một ngày một đêm mệt nhọc, vừa về đến nhà cái hắn liền lăn ra giường ngủ thiếp đi. Nhìn khuôn mặt anh Tuấn đang ngủ say sưa của hắn mà sở yên nhiên lại cảm thấy ấm áp vạn phần đột nhiên nàng nhớ ra hắn chưa có ăn gì nên vội vàng lấy chìa khóa xe chạy ra ngoài mua hắn chút đồ ăn. Lúc ra khỏi cửa nàng lại nhớ tới Tần Thanh nên rút di động ra báo cho nàng ta một tiếng. Tần Thanh cũng vừa mới về, nàng cũng không ngờ cô nàng sợ yên nhiên lại gọi điện cho mình nhanh như vậy. Nàng tỏ ra bình tĩnh trả lời lại, yên nhiên đó à. Chị Thanh, em đã đưa hắn về nhà, hiện hắn đang ngủ, chị có muốn tới thăm hắn hay không? Tần Thanh do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn lựa lời từ chối, chỉ còn phải về Xuân Dương công tác, ngày mai còn cuộc họp quan trọng phải dự. Có gì nhờ em chiếu cố hắn vậy? Vừa ngắt điện thoại xong nàng liền cảm thấy một sự mất mát khó tả cứ thế dâng trào trong lòng. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, cố gắng đè nén cảm xúc của mình lại, cố gắng tạm thời quên hắn đi, cố gắng không được khóc. Lúc Trương Dương tỉnh giấc thì đã là 9 giờ sáng hôm sau. Hắn nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, lúc ngửi thấy từng đạt hương thơm từ nhà bếp truyền ra, cái bụng rỗng tuyết của hắn liền kêu ầm lên. Trương Dương cũng chẳng thèm sỏ dép lê vào nữa, cứ thế đi chân đất chạy vào nhà bếp. Vừa vào đến cửa liền thấy sở nhiên nhiên mặt chiếc tạp dề đỏ đang chăm chú nấu nấu nướng nướng. Trương Dương lặng lẽ tiến tới, từ phía sau choàng tay ôm eo nàng. Sở yên nhiên bị hắn tập kích bất ngờ nên cũng hơi giật minh, đừng làm loạn nữa, mau đi tắm đi. Ta đã chuẩn bị nước nóng rồi đấy, tắm nhanh còn ăn sáng nữa một loại cảm giác ấm áp khó tả khiến Trương Dương phải nở nụ cười vui, hắn gật gật đầu nhưng lén hôn má sở yên nhiên một cái rồi mới chịu đi tắm. Sở yên nhiên làm bữa sáng kiểu châu Âu, cũng có bánh mỹ nướng, trứng tráng với nước hoa quả. Để làm bữa sáng này nàng cũng phải chuẩn bị khá cầu kỳ, từ mua viên liệu đến chảo tráng trứng, rồi còn cả máy nướng bánh mỹ, máy xay hoa quả nàng cũng đều phải mua hết. Trương Dương cười cười nhẹ giọng nói, cần gì phải phiền toái như vậy hai ta ra ngoài ăn cùng đâu có khác gì Sở Yên Nhiên chừng mắt gắt giọng nói, sao mà giống nhau được? mấy đồ bên ngoài sao thể sánh được với chính tay ta làm? Thơm thật đó, thằng nhãi này chẳng bao giờ tiếc gì mấy lời khen lấy lòng như vậy. Được từ tay Sở Yên Nhiên săn sóc, rồi còn tốn bao công sức chuẩn bị bữa sáng cho mình, Trương Dương cũng cảm thấy hạnh phúc khó tả. Thế nhưng Thủy Trung thằng nhãi này vẫn cứ lòng tham không đấy kể cả ở bên người này hắn vẫn luôn thương nhớ mong ngóng mấy hồng nhan chi kỳ khác. Nào là Tần Thanh, Cố Giai Đồng, nào là Tả Hiểu Tình rồi Hải Lan, Thủy Trung hắn cũng không thể quên được mấy người bọn họ. Đang nghĩ gì vậy? Sở Yên Nhiên ôn nhu hỏi. Trương Dương lắc đầu thở dài chán nản nói, ta đang nghĩ sao ta lại tốt số đến vậy. Sở Nhiên Nhiên mỉm cười nói, đương nhiên rồi, vì ngươi có tại yêu ngươi mà. Nàng dừng lại một chút rồi lại nói tiếp, còn có cả chị Thanh cũng yêu ngươi nữa. Nghe mấy lời này mà suýt chút nữa Trương Dương bị sặc, may mà không vì cả đám nước hoa quả đang uống ra thế. Tối qua ngươi ngủ ở đâu vậy? Sở yên nhiên chỉ chỉ phòng khách bên ngoài, ngủ ngoài sofa chứ ở đâu nữa? Vẻ mặt Trương Dương hối hận không ngớt thở dài cảm thán, ta đúng là đồ đần mà, ỏ lỡ một cơ hội trời cho thâu hương trộm ngọc. Đột nhiên sở yên nhiên lại nhỏ giọng nói, kỳ thực thấy ngươi vẫn còn sống bước ra khỏi chỗ đó, lúc đó ta có một ý nghĩ, ta sẽ cho ngươi tất cả hai mắt trương dương phát sáng như đèn pha thế nhưng sở yên nhiên lại nói tiếp nhưng hiện giờ ta đã tỉnh táo lại cũng may lúc đó ta không làm gì thái quá dù sao ngươi cũng là cán bộ nhà nước cũng là đảng viên chỉ cần nhẫn nhịn một chút liền có thể dễ dàng vượt qua chút khó khăn nho nhỏ đó trương dương vội vàng nói thế vạn nhất ta lại không nhịn được nữa thì sao nếu vậy ta liền đem hành động lưu manh của ngươi nói cho chị thanh biết để chị ấy biết rõ bộ mặt thật của ngươi sở yên nhiên cho rằng đã nắm được điểm yếu của thằng nhãi này, không thể để hắn tự tung tự tác như trước kia được. Nghe vậy trương đại quan nhân không khỏi thầm than, không lẽ tần thanh này lại đi cấu kết với cô nàng sở yên nhiên này đàn áp mình. Nếu như hai bọn họ thực sự kết hợp ăn ý với nhau thì sợ rằng sau này mình sẽ phải chịu khổ dài dài rồi. Bật thử xem tin tức chút đi, vừa nói Sở yên nhiên vừa bấm điều khiển bật tivi lên. Đài Chu Vền Hình Giang Thành đang phát bản tin về Trương Dương mà Trương Đại Quan Nhân cũng muốn mình ở trên TV đẹp trai anh Tuấn ngời người ra sao. Thế nhưng bản tin chỉ lướt qua vài cảnh của hiện trường xảy ra tai nạn rồi lại chuyển đến cận cảnh MC đưa tin, buổi tối hôm trước, một cán bộ trẻ của Cục Du lịch Thành phố đã vô tình rơi vào một cái động dưới ngôi chùa Nam Lâm Tự. Nhưng không may thay do chấn động quá mạnh khiến đất đá sụt lở rơi xuống bịt kín cửa động. Các cấp lãnh đạo thành phố cũng rất chú trọng chu viện lần này, ngay phó thị trường thành phố Lý Trường Vũ cũng đích thân tới hiện trường chỉ đạo cuộc tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Cuối cùng sau hơn 24 giờ đồng hồ, đội cứu hộ cùng sự giúp sức của toàn thể nhân dân đã cứu sống vị cán bộ trẻ này khỏi bàn tay tử thần. Điều này thể hiện rõ sức mạnh của sự đoàn kết quân dân một lòng, của đường lối đúng đắn của đảng và nhà nước. Trương Dương xem mà thấy phát bực, không ngờ vụ tai nạn của mình lại thành chiến tích vẻ vang của Lý Trường Vũ. Nghe cứ như là chính hắn bị rơi xuống động rồi được cứu sống lên không bằng. Nếu như chuyện này có lợi cho lý trường vũ thì Trương Dương cũng không so đo tính toán thiệt hơn làm gì, dù sao nước phủ xa cũng không chảy ruộng ngoài. Khác với Trương Dương, sở yên nhiên xem xong bản tin thì chỉ cười nhẹ không nói gì. Suốt bản tin chỉ nhắc tới mỗi mấy từ cán bộ trẻ cục du lịch, đừng nói là quay cận cảnh Trương Dương mà đến tên hắn cũng không thấy nhắc đến. Nàng cũng biết tính tình hắn thích nổi trội chắc chắn giờ hắn phải thấy thất vọng không ít. Quả nhiên Trương Dương nhếch mép cười nhạt một tiếng, mấy cái chu viên mục tin tức này cũng chỉ để phục vụ chuyện chính trị, ta cũng chẳng cần quan tâm làm gì. Sở yên nhiên hào hứng hỏi, đúng rồi, người vẫn chưa nói cho ta biết, thế rốt cuộc bên dưới động có cái gì vậy? Địa cung bên dưới đều là di tích khảo cổ có từ lâu đời. Thực ra Trương Dương cũng không biết tòa tháp bên dưới lại chính là Phật Quang Tháp nổi tiếng của Nam Lâm Tự đó cũng là một trong những di tích khảo cổ trọng điểm của Cục Khai quật và Bảo vệ Di tích Văn hoa lịch sử quốc gia. Ngay sau lúc giải cứu Trương Dương, đoàn khảo cổ của Cục liền xuống bên dưới động kiểm tra xem xét, quan niên đại những đồ sành sứ ở nơi đó kết hợp với những chữ trên văn bia cổ tìm được, đoàn khảo cổ liền nhận định. Đây chính là Phật Quan Tháp. Tòa tháp Phật này là một trong 19 tòa tháp Phật mà A Dục Vương xây ở Trung Quốc. A Dục Vương thống nhất Ấn Độ vào thế kỷ thứ ba trước công nguyên, trải qua nhiều năm chinh chiến, sau khi xây dựng đế quốc đầu tiên trong lịch sử Ấn Độ, để chuộc lại sự giết chóc trong chiến tranh, ông ta bắt đầu ra sức phổ biến Phật giáo. Do đó A-dục Vương phái đi nhiều tín đồ và hòa thượng ra nước ngoài, tuyên dương sự nhân từ và phi bạo lực, cố gắng tuyên truyền Phật giáo, bỏ rất nhiều công sức của cải để xây dựng mấy tòa tháp Phật ở các nơi trên thế giới, tạo điều kiện để mọi người kính lễ Phật tổ. Tương truyền, chùa Pháp môn Đại Kỳ Tích thứ 9 của Trung Quốc chính là một trong số đó nếu theo những căn cứ cổ xưa thì tòa Phật Quang Tháp ở Nam Lân Tự Nạp rất có thể sẽ là một tòa Pháp môn thứ hai. Tòa tháp được chia làm ba phần, phía trước, ở giữa, phía sau. Phía trước bảy phòng, phía sau ba, còn ở chính giữa là một tòa tháp cao bằng đá cẩm thạch. Tương truyền đó chính là A Dục Vương Tháp truyền từ Ấn Độ sang, bên trong tháp hẳn có cất giữ xá lị. Quả nhiên không ngoài dự đoán của các nhà khảo cổ học, Tòa Phật Quang Tháp này có kết cấu kiến trúc cùng lối xây dựng giống y hệt chùa Phật môn và trên đỉnh của tòa tháp cao nhất trung tâm, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một viên xá lợi cực lớn, xung quanh tỏa lung linh ánh vàng cực kỳ đẹp mắt. Lần phát hiện Tòa Phật Quang Tháp này không khác gì tiếng nổ mạnh gây chấn động toàn bộ giới khảo cổ lẫn Phật giáo trên cả nước. Vừa phát hiện ra diều này, đội khảo cổ liền phát tin tức lên toàn bộ các đài báo thông tin đại chúng, mặt khác họ liền báo cáo lên lãnh đạo thành phố rồi chuyển hồ sơ, cùng các ghi chép vấn đề liên quan lên Tổng cục Khảo cổ và Bảo vệ Di tích lịch sử quốc gia ở Trung ương. Mà Trương Dương lại là người vô tình tìm ra được tòa tháp cực kỳ nổi tiếng này. Đến mãi tận giữa trưa hôm sau, lúc Trương Dương cùng sở yên nhiên ra khỏi cửa thì tin tức Nam Lâm tự xuất hiện xá lợi của phà tổ đã truyền khắp ngõ to xóm nhỏ cả thành phố Giang Thành. Ngay lập tức cái thành phố có ngành công nghiệp nặng này được che phủ bởi một bức màn thần bí kỳ ảo. Lâm Tú vừa từ Kinh Sơn chạy tới đây thăm đứa cháu gái sở yên nhiên thì nghe thấy tin tức này, bằng trực giác nghề nghiệp của mình nàng liền nhận định đây là cơ hội tốt để phát triển làm ăn. Nếu như cái tin tức kia là sự thật thì chắc chắc nơi đây sẽ thu hút không ít khách du lịch từ bốn phương tám hướng tới thăm. Chỉ cần là người theo đạo Phật thì có ai mà không ao ước được một lần tận mắt chứng kiến xá lị của Phật tổ không cơ chứ? Mà trên 90% dân số Trung Quốc đều theo đạo Phật, một số lượng người lớn như vậy thì doanh thu thu được từ việc du lịch tham quan thì sẽ khổng lồ đến đâu. Bởi vì Trương Dương phải đi dự một cuộc họp khẩn cấp, vì thế nên Sở Yên Nhiên phải một mình đi gặp dì Lâm. Lâm Tú chỉ hỏi thăm Sở Yên Nhiên hai ba câu rồi liền chuyển chủ đề đến việc tìm ra xá lị Phật tổ. Sở Yên Nhiên nói Trương Dương phải đi họp khẩn cấp chắc cũng là vì việc này. Không ngờ hắn lần này gặp họa đắc phúc, vậy mà lại tìm ra một tòa tháp lớn đến vậy. Lâm Tú mỉm cười nói, tiểu tử này vận khí quả không nhỏ a. À. Nếu như đó quả thực là xá lợi Phật tổ thì khu vực Nam Lâm tự này rất có triển vọng đó. Đương nhiên không chỉ có mình Lâm Tú mới có những luận điểm như vậy. Tin tức tìm thấy xá lợi Phật tổ ở Phật Quang tháp đã gây chấn động toàn bộ đám lãnh đạo cao tầng thành phố Giang Thành. Phó thị trưởng Lý Trường Vũ là người đầu tiên ra chỉ thị cho đoàn khảo cổ tích cực khai quật điều tra tìm hiểu lịch sử của tòa tháp này. Nhưng những báo cáo bước đầu lại cho rằng Phật cốt xá lị được thờ phụng trong tháp chưa chắc đã là xá lị Phật tổ. Tuy rằng đều là xá lị cả nhưng ý nghĩa lại khác xa nhau một trời một vực. Trong cuộc họp hội nghị thực nghiệm khẩn hôm nay thì người nôn nóng nhất phải kể đến Cục trưởng Cục Khảo Cổ và Bảo vệ Di tích Văn hóa Lịch sử Quốc gia Khâu Thường. Mới vào cuộc họp, hắn liền vội vàng đứng dậy báo cáo tình hình, ta dám khẳng định phát hiện lần này có ý nghĩa cực kỳ to lớn đối với nền khảo cổ Giang Thành, hay cả khắp tỉnh Bình Hải này nói đúng ra thì nó phải mang tầm cỡ quốc gia tôi xin kiến nghị lấy trung tâm là nam lâm tự mở rộng ra xung quanh thành lập hội phật giáo giang thành thứ nhất nhằm phát triển giáo hội phật giáo ở giang thành nói riêng cũng như tỉnh bình hải nói chung thứ hai nơi đây sẽ thành một điểm hành hương của các phật tử cũng như những người theo đạo phật tới cúng bái tham quan tất cả từ việc xây dựng đến quản lý sẽ đều do cục khảo cổ bảo vệ di tích văn hóa lịch sử chúng tôi đứng ra lo liệu Phó thị trường thường vụ Lý Trường Vũ cười nói: Lão Khâu, quan điểm của ngài không hẹn mà họp với ý kiến của tiểu trương. Có ai ở đây mà không nghe ra hàm ý sâu xa trong những lời nói đầy uyển chuyển của Lý Trường Vũ? Hắn là muốn ám chỉ Khâu Thường chỉ là người lấy sáng kiến của người khác nói thành của mình. Vốn dĩ việc đề xuất cải tạo nâng cấp Nam Lâm tự thành một điểm du lịch là sáng kiến trước đó của Trương Dương, mà Trương Dương cũng là người đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện dự án này. Hơn hết cũng chính trương dương là người tìm ra tòa tháp bí mật cực kỳ nổi tiếng kia. khâu thường người dựa vào cái gì mà đòi tranh công với người ta. bí thư của khu vực phan uyên là phạm bá hy vẫn tươi cười lẳng lặng ngồi nghe mọi người tranh luận nãy giờ. bất kể là việc tu sửa nâng cấp nam lâm tự thuộc về cục du lịch hay cục khảo cổ, bất kể là địa cung, bất kể là đài các gì thì cũng đều trong địa phận quản hạt của hắn. các người đấu đá nhau cũng chẳng liên quan gì đến ta. các người có chiến tích ta không cần làm gì cũng có chiến tích, vậy thì việc gì phải tranh công với các ngươi làm gì? Người thứ hai giống Hạ Bá Hy vẫn lẳng lặng ngồi nghe nãy giờ là cổ ngôn giám đốc cục du lịch Giang Thành. Ngoài mặt thì hắn có vẻ bình tĩnh không nói năng gì, vẫn chỉ một mực ngồi lắng nghe, thế nhưng ai biết rằng trong lòng hắn lại đang lo lắng vạn phần. Hắn không lo lắng sao được cơ chứ? Thằng nhãi Trương Dương kia tới cục du lịch chưa đầy một tháng, thế mà hắn liền kiến tạo một cái chiến tích lóa mắt, kinh thiên động địa đến vậy đương nhiên hắn cũng chỉ cho rằng do thằng nhãi kia số sao 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 chó, chẳng may chó đất phải ruồi mà thôi. Thực ra từ lúc trương dương được chuyển về cục du lịch với quan hệ của thằng nhãi này với lý phó thị trưởng cổ ngôn hắn cũng ẩn ẩn nhận ra cục du lịch giang thành mà thậm chí cả thành phố giang thành này sắp có sự thay đổi to lớn. Sự thật liền chứng minh, vừa rồi lý phó thị trưởng đã công nhiên đứng về phía bên cục du lịch. Tuy rằng chức năng của hai ngành khác nhau rõ rệt rõ ràng việc này giao cho Cục Khảo Cổ và Bảo vệ Di tích văn hóa lịch sử sẽ hợp lý hơn, thế nhưng Lý Phó Thị trưởng vẫn đem quyền quản lý cùng xây dựng kiến thiết Nam Lâm tự giao cho Trương Dương. Nghĩ đến đây cổ ngôn không khỏi cảm thấy may mắn, bởi nhẽ trước đó hắn cũng đồng ý với đề xuất của Trương Dương, hơn hết còn tùy tiện giao cho Trương Dương một tổ phụ trách nhỏ vậy mà lại thành phụ thái tử đọc sách. Tuy rằng vẫn thấy lo lắng nhưng cổ ngôn cũng không lo sợ nhiều lắm, dù gì tiểu tử kia cũng chỉ mới tới cục chưa đầy một tháng, dù có làm ra vài chiến tích lớn như vậy cũng không có khả năng uy hiếp địa vị giám đốc cục du lịch của hắn. Lý Trường Vũ lại chậm rãi nói tiếp, Tổng bộ Cục Khảo Cổ Di tích Lịch sử Quốc gia sẽ cử chuyên gia tới Giang Thành, nếu như Giang Thành thực sự xuất hiện xá lợi Phật tổ thật thì đó sẽ là tin tức trọng đại chấn động không chỉ trong mà cả ngoài nước. Nhưng trên hết ta cần cảnh tỉnh nhắc nhớ các ngươi, truyền thuyết là truyền thuyết, thật là thật, giả là giả, không được để thật giả lẫn lộn. Bất kể là thế nào cũng phải nghiêm minh công tư chính xác nhất quyết không được để danh tiếng Giang Thành bị huy hoại trong tay chúng ta. Lý Trường Vũ quay sang nói với Khâu Thường, Lão Khâu, người sẽ phụ trách tiếp đón cũng như hỗ trợ các chuyên gia của Tổng Bộ Cục Khảo Cổ Quốc gia. Còn việc tu sửa kiến thiết lại Nam Lâm Tự thì vẫn như cũ, sẽ giao cho Trương Dương đảm nhiệm. Nói xong hắn lại nhìn Trương Dương cười tủm tỉm nói, Tiểu Trương, người còn trẻ, tuy năng lực làm việc rất khá. Thế nhưng trách nhiệm công việc lần này rất nặng, người có làm được không? Trương Dương trịnh trọng gật đầu thật mạnh một cái, trong lòng thì lại âm thầm cảm thán. Công nhận miệng lưới của Lý Trường Vũ quá sắc xảo, chỉ một câu nói đơn giản liền giao toàn bộ việc kiến thiết xây dựng khu vực Nam Lâm tự cho mình, bất kể kẻ nào cũng không thể xem ngang vào được nữa. Lúc này bí thư khu vực Phan Huyên Phạm Bá Hy mới mở lời, thế mới là cán bộ trẻ tuổi nhiệt huyết, luôn sung phong đi đầu nhận nhiệm vụ. Mà chuyện này giao cho hắn cũng không có gì là lạ, dù sao trước đây hắn cũng được nhận nhiệm vụ này từ Cục Du lịch Thành phố, hơn hết cũng nhờ hắn dũng cảm một mình đi thăm dò mới tìm được cái địa cung kia, mọi người thấy có phải không?" Gần như tất cả mọi người trong cuộc họp đều nở nụ cười. Phạm Bá Hy lại cười nói, "Bất kể là có xá lợi của Phật tổ có phải là thật hay không, nhưng chắc chắn danh tiếng của Nam Lâm tự lần này sẽ truyền đi vang dội. Bất kể là cuộc du lịch hay cuộc khảo cổ nhận nhiệm vụ xây dựng kiến thiết khu vực Nam Lâm tự thì cũng đều cần phải có số tiền đầu tư rất lớn, bởi vậy cần phải có những bản dự thảo" các phương án chính xác cùng tính toán cẩn thận từng khoản mục một. Lúc nhận được tin tức, tôi cùng với các vị lãnh đạo trực thuộc Thu vực Phan Uyên mở cuộc họp khẩn, bàn về vấn đề tu sửa mở rộng khu vực Nam Lâm Tự. Tất cả mọi người đều nhất quán, coi việc tu sửa mở rộng khu vực Nam Lâm Tự là một trong ba trọng điểm cần gấp rút hoàn thành của khu vực trong năm nay. Chúng tôi đã bàn kỹ đến vấn đề mở rộng cũng như việc quy hoạch bồi thường, di rời các hộ dân cư trong khu vực xây dựng dự kiến khu vực Văn Huyên chúng tôi xin góp 200 vạn nhân dân tệ để xây dựng tu sửa cũng như mở rộng Nam Lâm Tự. Đương nhiên tất cả mọi người ở đây đều rõ 200 vạn này chẳng khác gì muối bỏ bể đối với việc xây dựng cả khu vực Nam Lâm Tự. Phạm Bá Hy chủ động nói ra số tiền đó là muốn lấy tiến làm lùi, hắn muốn biểu đạt thành ý của khu Văn Huyên muốn giúp đỡ thành phố trong việc xây dựng mở rộng Nam Lâm Tự. Nhưng sức bọn họ cũng chỉ có hạn, số tiền này là cực hạn mà bọn họ có thể bỏ ra. Lý Trường Vũ lại mỉm cười, "Chuông Dương, trước kia ngươi từng là chủ nhiệm công tác ở ban kế hoạch đầu tư Sở Thương mại huyện Xuân Dương. Với kinh nghiệm của mình, lần này ngươi có tin tưởng sẽ kêu gọi được đầu tư tài chính xây dựng mở rộng Nam Lâm tự hay không?" Trương Dương nhỏ giọng sửa lại cho đúng, "Phó chủ nhiệm." Nghe vậy tất cả mọi người ở đây đều cười ầm lên. Lý Trường Vũ ha hả cười nói, "Ta mặc kệ ngươi là chủ nhiệm hay phó chủ nhiệm." chỉ cần ngươi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này thì ngươi có thể chứng minh với đảng và nhà nước mình là một cán bộ một đảng viên có năng lực trương dương lắc đầu cười khổ nói hiện giờ tôi cũng chỉ là một gã trưởng phòng quen hơn nữa chức năng cũng không phải là kế hoạch đầu tư như vậy xem ra có phần danh không chính mà ngôn cũng không thuận cho lắm ngài xem muốn làm gì thì cũng phải có năng lực nhất định chứ tất cả mọi người sao lại không nghe ra thằng nhãi này chưa có công đã đòi được thăng quan tiến chức rồi Lý Trường Vũ vẫn tươi cười như trước, nhưng trong lòng lại thầm mắng thằng nhãi tham lam kia. Người vừa mới được làm trưởng phòng ở cục du lịch thành phố được vài ngày, còn chưa làm ra cái chiến tích gì thế mà đã đòi thưởng công rồi. Người làm thế chẳng phải để người khác nói ta vì tình riêng mà thiên vị ngươi hay sao? Nhưng ngẫm lại thì thằng nhãi này nói cũng có lý, chỉ là một gã trưởng phòng quen thì muốn làm gì cũng khó. Lý Trường Vũ cười cười uyển chuyển nói, Trương Dương, ngươi nhiệt tình với công việc như vậy thực sự là rất tốt. Người cứ yên tâm, trước mắt người chỉ cần xây dụng tu sửa những hạng mục cần thiết nhất, rồi chuẩn bị thật tốt cho những bước tiếp theo. Còn về việc mở rộng thêm khu vực Nam Lâm tự với việc điều động kêu gọi vốn đầu tư thì cứ từ từ giải quyết dần dần, ta tin chắc người có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này. Mọi người ở đây đều biết, đây vừa là cơ hội thăng tiến lại vừa là mồ chôn sự nghiệp. Nếu như nhà nước chịu rót vốn liên tục thì chắc chắn công việc sẽ được thực hiện nhanh chóng, còn không chỉ dựa vào năng lực cá nhân thì chỉ có nước chết chắc chứ chẳng chơi. Quả thực những lời nạp của Lý Trường Vũ đã bịt kín mọi đường lui của Trương Dương, hắn chỉ còn một con đường tiến lên, không còn đường sống quay lại. Thực ra tiếp xúc lâu, Lý Trường Vũ cũng nhận ra tính cách tiểu tử Trương Dương này, càng khó khăn nguy hiểm, càng gây áp lực cho hắn thì hắn lại luôn biến đó thành động lực để tiến lên. Sau khi tan họp, Trương Dương tìm Lý Trường Vũ nói chuyện. Lúc không còn ai khác, hắn cũng chẳng cần khách sáo làm gì, nói chuyện ngắn gọn đi thẳng vào chủ đề, cả gia tài ta còn không đến 100 ngàn tệ. 2 triệu, khác gì người bảo ta đi cướp ngân hàng. Lý Trường Vũ cười khổ nói, quả thực hiện giờ tài chính Giang Thành cũng khó khăn, một khoản tiền lớn như vậy sợ rằng khó mà hoạch toán trong một sớm một chiều được. Trương Dương cười nói, ta cũng biết, nếu không có khó khăn thì cũng chẳng đến lượt ta lý trường vũ mỉm cười ở giang thành này có không biết bao nhiêu người nhưng chưa chắc đã làm tốt chuyện lần này ta giao chuyện này không phải là vì nể tình riêng mà hơn hết ta muốn ngươi thông qua chuyện này để mọi người nhận thấy năng lực thực sự của ngươi người khác không làm được nhưng ngươi lại làm được đến cả thành phố không đủ tiền xây dựng cũng không kế hoạch đầu tư được nhưng ngươi lại giải quyết ổn thỏa thế theo ngươi ta lấy cái gì mà đi kêu người ta bỏ tiền ra đây hiện giờ ta đang công tác ở cục du lịch không phải ở ban kế hoạch đầu tư sở thương mại A. À. Chuông Dương lại nhắc lại chủ đề lúc nãy. Lý Trường Vũ cười nói, công tác cách mạng thì đâu cần phải phân biệt rõ ràng như vậy. Dù là mèo trắng hay mèo đen, chỉ cần bắt được chuột là mèo giỏi. Ta cùng Hồng Bí Thư đã thảo luận một chút, có chăng thì nên để ngươi làm nhân viên không chính thức của ban kế hoạch đầu tư sở thương mại thành phố. Vậy tức là ta được lên phó xử rồi sao? nhìn vẻ mặt vui sướng đầy chờ mong của hắn mà lý trường vũ dở khóc dở cười mẹ nó chứ quan trường mà ngươi cứ tưởng như đường phố thích tiến lên là tiến lên được ngay sao lý trường vũ vỗ vỗ vai trương dương chậm rãi giải, giải thích không phải vẫn chỉ là cấp khoa thôi tiếng thì ngươi là nhân viên không chính thức của ban kế hoạch đầu tư nhưng thực ra ngươi lại không có liên quan gì tới sở thương mại cả đột nhiên trương dương lại cho rằng lý trường vũ cũng giống như hình triệu huy chỉ là nói miệng hứa xuông lừa mình bán mạng làm việc rồi sau thì mất hút. Trương Dương cũng biết từ trước đến nay bí thư thị ủy Hồng Vĩ cơ hay đến cả Lý Trường Vũ, rồi cả cục du lịch, cục khảo cổ cũng chẳng coi trọng gì Nam Lâm Tự. Kể từ khi tìm ra Phật Quang Tháp thì Hồng Vĩ cơ cùng Lý Trường Vũ mới coi trọng Nam Lâm Tự. Cũng vì thế mà hai người bọn họ mới chịu để mình được làm nhân viên không chính thức của Ban Kế hoạch Đầu tư Sở Thương mại Thành phố. Thực tế Lý Trường Vũ còn làm hơn thế, định nhân chuyện này nói với hồng vĩ cơ để trương dương đảm nhiệm hẳn chức phó chủ nhiệm ban kế hoạch đầu tư sở thương mại để trương dương dễ dàng làm việc hơn hồng vĩ cơ nghe vậy không khỏi ha hả cười lớn trường vũ ơi là trường vũ người có biết bên ngoài người ta đồn đại thế nào hay không lý trường vũ rút một điếu thuốc ra đưa cho hồng vĩ cơ rồi châm lửa cho hắn chỉ là mấy tin đồn thất thiệt suốt ngày cứ lo lo sợ sợ mấy cái tin đồn vớ vẩn đó thì còn làm được chuyện gì nữa hồng vĩ cơ rít một hơi dài sau khi nhả ra đám khói mới tủm tỉm nói trường vũ à lá gan ngươi cũng lớn thật đó hiện giờ bên ngoài người ta đồn rằng ngươi vì tình riêng mà dùng người không khách quan họ còn nói ngươi vì muốn nâng đỡ đứa con nuôi mà làm việc tắc trách lý trường vũ nở nụ cười nhẹ đáp lại ngươi còn bắt ta phải nói bao lần nữa mới chịu tin trương dương không phải con nuôi ta ta chỉ có một người con nuôi đó là em gái hắn triệu tính dù ta tin ngươi thế nhưng người khác có chịu tin không lý trường vũ nhả ra một đám khói xong chậm rãi nói hồng bí thư chắc ngài cũng biết tin tức phát hiện phật cốt xá lợi trong địa cung ở nam lâm tự đã làm chấn động cả trong lẫn ngoài nước chắc chắn sau này nam lâm tự sẽ trở thành địa phương để những người theo đạo phật trên cả nước hành hương về dân hương kính phật ngài nghĩ mà xem một cơ hội ngàn năm có một như vậy đừng nói là trong nước mà các thương nhân nước ngoài cũng nhằm nghe đầu tư vào kiếm lời bởi vậy giang thành chúng ta phải đi trước một bước mau chóng kiến thiết xây dựng quy hoạch toàn bộ khu vực xung quanh Nam Lâm Tự, biến nơi đó trở thành trọng điểm du lịch của cả thành phố. Thế nhưng khó khăn hiện giờ là vấn đề tài chính. Dự kiến sơ bộ việc xây dựng các hạng mục trọng yếu cơ bản nhất cũng phải mất 200 vạn. Vậy tôi xin hỏi, theo ngài trong thể chế giang thành chúng ta thì ai là người có năng lực có thể giải quyết tốt chuyện lần này? Hồng Vĩ Cơ không nói gì mà chỉ lẳng lặng hút thuốc lúc sau hắn mới thấp giọng nói số tiền này cũng không phải là nhỏ vậy sao ngươi lại tin tiểu tử trương dương đó có thể giải quyết được lý trường vũ đáp lại trước kia còn làm ở ban kế hoạch đầu tư sở thương mại huyện xuân dương mà hắn còn kêu gọi được cả an lão chịu bỏ tiền đầu tư ta tin lần này hắn sẽ tìm ra biện pháp thích hợp quả thực từ trước tới nay lý trường vũ vẫn luôn tin tưởng trương dương những việc trương dương đã làm đủ để hắn tin tưởng vô điều kiện năng lực của trương dương Đến cả Hồng Vĩ Cơ cũng bị cuốn theo những lời vừa rồi của Lý Trường Vũ, nếu như hắn có thể mời gọi đầu tư phát triển dự án lần này thì dù cho hắn làm chủ nhiệm ban kế hoạch đầu tư sở thương mại cũng không có gì là quá. Tạm thời hiện giờ để hắn giữ chức phó chủ nhiệm ban kế hoạch đầu tư không chính thức đi, đãi ngộ vẫn là chính khoa, cấp bạc phó sử. Lý Trường Vũ cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ Hồng Vĩ Cơ lại nhanh chóng chấp nhận đề nghị của mình như vậy, xin Hồng Bí Thư cứ yên tâm ta tin chắc chỉ cần tiểu tử này ra mặt thì việc đầu tư xây dựng mở rộng khu vực Nam Lâm Tự sẽ náo động không ngừng. chương 137, Đột Tử Thực ra khu vực Nam Lâm Tự là một khu phố ổ chuột, nhà cửa thì rách nát thậm tệ, đường xá thì lầy lội bong chóc, cống rãnh chẳng bao giờ được khơi thỏng nâng cấp, chỉ cần mưa một trận thì cả nơi đây gần như bị ngập trắng băng. Một nơi hoang tàn như vậy thì ai lại có hứng thú đến mà tham quan du lịch cơ chứ? thế nhưng từ lúc chính cái nơi hoang tàn này người ta lại tìm thấy địa cung có chứa phật tổ xá lợi thì nhiễm nhiên nơi đây lại được bao phủ bởi bức màn kỳ bí huyền ảo loại bỏ những thứ tầm thường bên ngoài đó đi lâm tú cũng nhận định chỉ không lâu nữa nơi đây sẽ trở thành thánh địa Phật giáo nổi tiếng cả ba tỉnh miền đông bắc bắc nguyên bình hải cùng lâm đông chỉ cần có những biện pháp quy hoạch hợp lý giá trị đầu tư nơi này là không thể đo lường được Thực ra sở yên nhiên cũng không mấy hứng thú lắm với việc kinh doanh buôn bán đầu tư kiểu này, mặc dù trước đây nàng cũng hơi để tâm đến việc đầu tư xây dựng trại chăn nuôi gia súc của quách đạt lược, nhưng đó cũng chỉ là thấy hứng lên thì làm. Còn lần này, kể cả là gì Lâm đã phân tích rõ giá trị kinh tế của khu vực Nam Lâm tự trong tương lai, thế nhưng Thủy Trung nàng cũng chỉ mong nhớ mỗi mình Trương Dương. Sau khi dẫn đi khảo sát thực địa xong, Trương Dương liền mời Lâm Tú tới bộ chỉ huy công trường của hắn nói chuyện, cẩn thận tự mình rót cho bà ta một chén trà. Trương Dương cũng biết tuy chỉ là cố vấn thế nhưng quyết định của bà ta mới là quan trọng nhất, bởi vậy Trương Dương mới phải cúc cung hầu hạ vị thần tài này cho thật tốt. Lâm Tú cười nói, thế đội chuyên gia khảo cổ kia nói như thế nào vậy? Rốt cuộc có tìm được Phật cốt xá lợi Phật tổ hay không? Trương Dương cũng thành thành thật thật trả lời lại, tìm được ba viên, nhưng tất cả đều là ngọc bích giả mô phỏng theo. Lâm Tú chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi nói, thực sự ta cũng thấy khó hiểu. Nếu như Giang Thành muốn phát triển theo con đường du lịch thì tại sao lại không chịu bỏ vốn đầu tư xây dựng, biến Nam Lâm tự thành một khu du lịch có tiếng. Mà ngược lại, họ lại muốn kêu gọi đầu tư từ bên ngoài là sao? Trương Dương gượng cười thấp giọng nói, theo lời lý phó thị trưởng thì hiện tại Giang Thành đang gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề tài chính. Nhiều khu công nghiệp nặng, nhiều nhà máy xí nghiệp lâu đời cần phải chuyển dịch cơ cấu, mà hơn hết, việc xây dựng khu công nghiệp mới cần rất nhiều tiền. Dù gì chính phủ cũng không thể chiếu cố nhiều đến vậy được, bởi vậy việc xây dựng tu sửa Nam Lâm Tự đều phải dựa vào một mình tôi đi hóa duyên mà thôi. Lâm Tú cười nói, người cần gì phải tự xem nhẹ mình như vậy. Mới làm bí thư bệnh viện bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em được có hai ngày, mà ngươi liền lôi kéo được con bé yên nhiên ném tiền vào xây dựng cái trung tâm thẩm mỹ viện to đùng, lúc ngươi làm phó chủ nhiệm ban đầu tư và phát triển sở thương mại thì chẳng hiểu sao con bé yên nhiên lại một lần nữa ném tiền đi xây dựng cái trại chăn nuôi heo lớn nhất cả cái tỉnh bình hải này giờ ngươi chui vào cục du lịch thành phố giang thành lại một lần nữa kêu chúng ta bỏ tiền đầu tư ngươi cho rằng con bé yên nhiên là cái túi tiền của ngươi thích móc ra lúc nào thì móc chắc sở yên nhiên ngồi bên cạnh nghe thấy vậy nhịn không được che miệng cười duyên trương dương cười khổ phân trần dì lâm sao gì lại nói mấy lời khó nghe như vậy? Mấy hạng mục đầu tư của mấy người, có cái nào mà không hái ra tiền cơ chứ? Đáng nhẽ ra gì còn phải cảm ơn ta mới đúng chứ? Ta là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, có tiện nghi đều tìm đến mấy người trước. Nói trắng ra thì ta làm vậy là công tư bất phân, vì tình riêng mà giúp người nhà đó. Thế mà gì lại nói như kiểu ta lợi dụng mấy người bỏ tiền đầu tư để lấy chiến tích cho bản thân không bằng lâm tú chậm rãi đặt chén trà xuống liếc mắt nhìn trương dương nói tiểu tử ngươi đừng nói mấy lời vòng vo đó với ta làm gì ngươi có thể bỏ bùa mê thuốc lú cháu gái ta chứ ta thì không có cửa dễ lừa đâu hôm nay ta cũng đã tận mắt quan sát toàn bộ khu vực nam lâm tự nạp rồi ngươi nói nơi đây sẽ là điểm đến du lịch nổi tiếng nhưng thực ra đó cũng chỉ là trong sự tưởng tượng trong suy nghĩ của ngươi mà thôi không có ba năm gấp rút kiến thiết xây dựng nâng cấp thì đừng hòng được ba phần như ngươi tưởng tượng nói cách khác giai đoạn đầu sẽ cực kỳ tốn kém, hơn nữa phải mất hơn 3 năm sau mới có thể thấy hiệu quả và thu được lợi nhuận. Những lời này của Lâm Tú cũng là đúng tình hình thực trạng hiện nay. Trương Dương cũng chẳng tìm ra được lời nào để phản biện lại, Lâm Tú lại nói tiếp, nếu như địa cung kia thực sự xuất hiện xá lợi Phật tổ, thì khoản đầu tư của bọn ta mới có khả năng thu hồi, nếu không thì... E rằng khó lắm, chỉ là ba viên ngọc thạch mô phỏng lại thì giá trị văn hoa sẽ bị suy giám đáng kể, kéo theo sức hấp dẫn của Nam Lâm tự giảm xuống, và khoản tiền đầu tư của bọn ta sẽ thêm vài phần phiêu lưu mạo hiểm hơn. Không vào hang hổ sao bắt được hổ con, muốn kiếm lớn thì không chỉ có con mắt tinh đời mà còn phải dám phiêu lưu mạo hiểm, những chỗ nguy hiểm nhất lại là nơi sinh lời nhiều nhất. Lâm Tú cười cười đáp trả lại, người nói thì dễ dàng lắm, nhưng mà đó là 200 vạn tệ đó. Tài sản mà ta cùng yên nhiên sở hữu cũng chưa đến con số 500 ngàn, người nói chúng ta kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy rồi lại còn ném vào chỗ không thấy tương lai nữa chứ? Trương Dương biện bạch lại, sao lại không có tương lai? Chắc hẳn người cũng phải nhận ra hiệu quả lợi ích lâu dài của nơi đây rồi mới phải chứ. Mãi đến lúc này Sở Yên Nhiên mới mở miệng nói đỡ Trương Dương, Dì Lâm à, cháu cũng thấy khu vực Nam Lâm tự này rất có tương lai đó chứ. Lâm Tú lắc lắc đầu cảm thán nói, lúc nào cũng nói đỡ giúp hắn ta cũng chưa có nói nơi này không có tiềm năng phát triển, thế mà ngươi đã vội vội vàng vàng nói đỡ cho hắn rồi. Trụ cột của dự án lần này là dựa trên sự tồn tại của xá lợi Phật tổ hay không? Nếu như quả thực có xuất hiện xá lợi Phật tổ thì ta có thể dùng các mối quan hệ của mình giúp ngươi kêu gọi người đầu tư cùng. Khoảng 100 vạn thì ta có thể chắc chắn, còn nhiều hơn thì không thể được. 100 vạn này là vượt quá xa so với mong đợi của Trương Dương, có số tiền này thì việc xây dựng tu sử lại khu Nam Lâm tự có thể bước đầu thực hiện được. Trương Dương cười tâu tuét vội vàng nói, không sao, không sao. Bất kỳ lúc nào cũng có thể ký hợp đồng thỏa thuận. Lâm Tú mỉm cười nói, người gấp cái gì, ta còn chưa nói điều kiện với ngươi nữa mà. Lâm Tú quay sang nói với cháu gái yên nhiên, cho dù là ta có quyết định đầu tư thì lần này cũng phải đi gặp bà ngoại ngươi một chút, số tiền lần này quá lớn, chúng ta không có quyền quyết định được. Sở Yên Nhiên nhẹ gật đầu, lâu rồi cháu cũng chưa tới thăm bà ngoại, vậy hai ngày nữa chúng ta sang Mỹ nhé. Nhìn ánh mắt đứa cháu gái mình, Lâm Tú cũng nhận ra con bé miệng thì nói vậy chứ thực ra tâm trí đều đặt ở người thằng nhãi kia hết. Lâm Tú cũng biết lần này dù có xá lợi thật hay không con bé rất quyết tâm đầu tư vào Giang Thành, kêu sang Mỹ thăm bà ngoại chứ thực chất là năn nỉ bà ngoại bỏ tiền đầu tư mà thôi. Mục đích chính đều là thằng nhãi kia hết. Nghĩ đến đây Lâm Tú không khỏi thầm than trong lòng nàng nhẹ giọng khuyên nhủ yên nhiên lúc nãy cháu cũng đã xem qua tình trạng của khu vực này vậy cháu có những dự tính ban đầu gì chẳng lẽ chúng ta cứ ném tiền vô ích vào đây rồi thì sau này chia lợi nhuận tiền vé vào cửa ra sao trái với suy nghĩ của hai người sở yên nhiên lại tươi cười vui vẻ trả lời lại cháu chỉ nghĩ đến một điều kiện cơ bản nhất khi chúng ta bỏ vốn đầu tư dự án lần này đó là gian thành phái chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất của nhà máy dệt cho chúng ta chỉ một câu nói đơn giản của sở yên nhiên mà khiến cả Trương Dương lẫn Lâm Tú đều giật mình kinh hãi. Trương Dương giật mình vì khó hiểu tại sao cô nàng sở yên nhiên này đột nhiên lại nói đến vấn đề đó. Còn Lâm Tú giật mình sợ hãi là vì bà thực sự không nghĩ ra, đứa cháu gái nhỏ này của mình ngoài mặt thì không hề để ý đến, nhưng thực chất trong lòng đã có những tính toán riêng. Nếu khu vực Nam Lâm tự này phát triển mạnh, thì đồng nghĩ với việc giá đất ở đây sẽ tăng lên chóng mặt. Mà khu đất của nhà máy dệt lại gần như nằm trung tâm, là đầu nút của việc buôn bán thông thương ở đây, vậy thì giá trị của nó sẽ được nhân lên gấp bao nhiêu lần đây? Tầm nhìn của cô gái nhỏ này rất xa cùng rất chuẩn xác, hiện giờ Giang Thành đang phải xây dựng khu công nghiệp kinh tế mới nên cần số vốn rất lớn, hiển nhiên không thể cắt chuyển tiền để xây dựng tu sửa lại khu vực Nam Lâm tự này được, bởi vậy mới phải kêu gọi đầu tư góp vốn từ bên ngoài. Sở Yên Nhiên làm vậy cũng hơi giống với việc nhân lúc người ta cháy nhà mà đi hôi của nhưng thực chất nàng cũng không nghĩ sâu xa đến vậy, đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong đầu nàng mà thôi. Lúc hết ngỡ ngàng, Lâm Tú không khỏi âm thầm cảm thán, xem ra con bé Yên Nhiên này là được thừa hưởng gen di truyền từ bà ngoại nó. Lần này Trương Dương cũng không hề chú trọng gì đến điều kiện của Sở Yên Nhiên hay Lâm Tú, chỉ cần họ chịu bỏ tiền đầu tư là hắn đã gần như hoàn thành một nửa nhiệm vụ lần này. Đương nhiên Trương Dương cũng không phải chỉ nghĩ đến chiến tích bản thân mà xem nhẹ lợi ích của hai người bọn họ. Trương Dương cũng nhận ra nơi đây rất có tiềm năng phát triển. Theo hắn, ngoài cái địa cung mới được phát hiện ra thì phong cảnh nơi đây cũng khá đẹp, hơn nữa lại có những di tích lâu đời, nếu như được đầu tư xây dựng hợp lý thì việc thu hồi tiền vốn tạo ra lợi nhuận là điều đơn giản, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi, tin tức khai quật được địa cung mật ở Nam Lâm tự khiển cả Giang Thành phải xô trào, không có lý nào thị trường thành phố tả viên triệu lại không chú ý tới điều này. Tiểu tử Trương Dương này cũng khá thú vị đó sau bữa cơm đoàn viên cuối tuần, tả viên triệu vừa uống trà vừa nói. Nghe câu đó, chị dâu hắn tương tâm tuệ ngừng khó ai cốc cà phê của mình, ánh mắt vừa vô tình lại hữu ý nhìn chị ba tương tâm tuyệt. Điền Khánh Long ngồi một bên tiếp lời, đúng vậy, tiểu tử này đi đến đâu thì phải làm nơi đó náo nhiệt mới thôi. Điền Khánh Long cũng không hề che giấu sự yêu thích của mình với Trương Dương. Tương tâm tuyệt nhếch mép cười nói, lão Điền, người ở trước mặt ta khen ngợi thằng nhãi đó vô số lần, ta nghe đến phát chán rồi đây này. Mà hình như đến cả đứa con trai yêu quý của ngươi, ta cũng không thấy ngươi khen nhiều như tiểu tử đó. Vừa nói tương tâm tuệ vừa khuấy cốc cà phê của mình nhanh hơn. Điền Khánh Long quay sang nói với tạ ủng quân đang ngồi thảnh thơi uống trà ở một bên, ủng quân, hình như Trương Dương là bạn cùng học với tả hiểu tình nhà các ngươi thì phải. Tạ ủng quản không trả lời mà chỉ gật gật đầu. Tương tâm tuệ khẽ hử lạnh một tiếng, hiểu tình con gái ta là học sinh chính quy, còn thằng nhãi đó bất quá chỉ là học sinh bên vệ giáo giang thành chỉ là trùng hợp cùng với con gái ta thực tập ở bệnh viện nhân dân huyện xuân dương mà thôi thế nào mà bạn cùng học được chứ thấy anh rể mình hôm nay nói chuyện có chút châm biếm đả kích tương tàm tuệ nhịn không được phải mở lời phản bác lại tạ ung quân mỉm cười nói cùng thực hành với nhau thì gọi là bạn cùng học cũng được chứ sao thật không ngờ người này trẻ tuổi như vậy mà lại thành thục hơn rất nhiều so với đồng bạn cùng lứa như vậy Tương Tâm Tuệ càng tức giận hơn nói lớn, "Phải rồi, thằng nhãi đó miệng còn hôi sữa đó mà nhân phẩm đã chẳng ra gì. Nếu không phải vì thằng nhãi này suốt ngày đeo bám hiểu tình nhà chúng ta thì sao con bé phải suốt ngoại đi du học trốn tránh nó?" Tạ ủng Quan cũng không thể chịu được mấy lời này của vợ mình nữa, nhíu nhíu mày quát nhẹ, "Tâm Tuệ, em nói bậy bạ cái gì đó?" Tương Tâm Tuệ lạnh lùng liếc mắt nhìn chồng mình một cái, rồi vứt cả cốc cà phê đang ngoáy giờ đó đứng dậy bỏ đi. Tương Tâm Duyệt cùng nhận ra hôm nay em gái mình tỏ ra giận dữ thật sự, vội vàng đứng dậy đuổi theo khuyên giải. Tả Ủng quân ấy nãy quay sang nói với Điền Khánh Long, anh rể, anh cũng đừng nên để bụng nhà em, cô ấy là vậy, luôn chiều con thái quá. Tả Viên Triệu lại chen miệng vào, em thấy chị dâu có thành kiến khá sâu sắc với chôn Dương, mà hiểu tình có tình cảm với tiểu tử đó thật sao? Sao em lại không biết gì nhỉ? Tả ủng quân ngượng cười tìm lời nói khéo, chuyện của đám trẻ ta cũng không rõ cho lắm. Nhưng quả thực tâm tuệ có phản cảm rất sâu sắc với Trương Dương. Tả viên triều cười nói, đúng vậy, giờ mấy ông già chúng ta không quản được chuyện của đám thanh niên đó nữa rồi. Hai nhà chúng ta kết giao cũng phải hơn 10 năm rồi, em cũng biết tính chị dâu, còn chưa mở miệng nói chị ấy một câu thì đã phải hứng một chàng xã lại rồi. Cả ba người đều đồng thời nở nụ cười. Điền Khánh Long lại nói, người mà thị trưởng thành phố, nói không trông non tiểu công chúa của mình, ai mà tin được. Tả viên triệu ha hả cười lớn, mỗi nhà mồi vẻ, mỗi người lại có quan điểm nhân sinh khác nhau. Đột nhiên Điền Khánh Long lại thở dài cảm thán, nhìn đám thanh niên trẻ tuổi tiến bước mà ta cảm thấy mình già thật rồi đám lão thành cách mạng chúng ta miệng thì cứ cấp tiến, rồi thì đổi mới cách mạng, thế nhưng mấy ai có thể chân chính làm được điều đó. Tả viên triệu nâng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ thấp giọng nói, kinh tế Giang Thành hiện giờ đang tăng trưởng cùng chuyển dịch cơ cấu, chúng ta phải nắm chắc cơ hội lần này. Điền Khánh Long cũng nghe đến phát chán mấy lời nói giống cách của tả viên triệu, hắn liền chủ động chuyển chủ đề về chuyện Nam Lâm Tự, phải rồi, gần đây tin tức phát hiện địa cung mật ở Nam Lâm Tụ truyền đi khắp cả Giang Thành với tốc độ chóng mặt. Thế rốt cuộc trong địa cung có xá lợi Phật tổ thật không? Tả viên triệu lắc lắc đầu nhàn nhạt trả lời, có trời mới biết đám chu vên gia của cục khảo cổ quốc gia trên trung ương đã xuống kiểm tra, thế mà giờ vẫn chưa tìm ra được Phật cốt. Tạ Hùng Quân cũng thấy sự việc khá hấp dẫn nên nói thêm vào, nếu như tìm được Phật cốt ở địa cung thật thì danh tiếng của Nam Lâm tự chẳng mấy chốc mà lan ra cả trong lẫn ngoài nước. Tả viên triệu cười nhạt một tiếng thấp giọng nói, nói gì thì nói Giang Thành cũng là một thành phố công nghiệp nặng lâu đời, chỉ bằng một cái hạng mục nho nhỏ đó mà đòi thay đổi hình tượng của cả Giang Thành được sao hơn nữa nhiều năm nay lượng khách du lịch tới Giang Thành quá ít. Còn nền công nghiệp xanh trông thi hấp dẫn thật đó, nhưng trên thực tế hiệu quả và lợi ích thực tế đem lại thì được bao nhiêu? Cái gì mà kinh nghiệm, cái gì mà thành công ở các địa phương khác chứ? Toàn là nói nhăng nói cuội, toàn là báo cáo khống. Trung quy lại cái phương án đổi mới phát triển theo ngành công nghiệp xanh là không có tương lai. Những lời này của tả viên triệu chính là muốn nhằm vào lý trường vũ. Trong buổi họp báo gần đây, Lý Trường Vũ đã đưa ra đề án phát triển Giang Thành theo hướng công nghiệp xanh, lấy ngành du lịch là trọng điểm phát triển. Điền Khánh Long lại không thấy vậy liền nói ra suy nghĩ của mình, ta lại thấy đi theo ngành du lịch là một hướng suy nghĩ mới. Nói không đâu xa là dự án xây dựng khu du lịch sinh thái ở Thanh Thai Sơn, xã Hắc Sơn Tử, danh tiếng cũng khá lớn đó. Nếu như Giang Thành có thể biến Nam Lâm Tự thành một điểm đến du lịch tầm cỡ nữa thì chắc chắn hai nơi này sẽ tạo thành hiệu ứng dây chuyền lợi ích đem lại cũng không hề nhỏ chút nào đâu tả viên triệu cười nhạt công nông nghiệp mới là gốc rễ của giang thành muốn trong thời gian ngắn chuyển biến một thành phố công nghiệp nặng lâu năm thành một thành phố du lịch điều đó là không thực tế hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp ta cũng không phản đối giang thành đi theo hướng du lịch thế nhưng làm vậy thì lấy đâu ra vật tư để nhân dân sử dụng đồ ăn nhanh có thể thay thế có no bụng được như cơm gạo lúa thóc không điền khánh long tùm tìm phản bác lại lão tả à, chúng ta đều có tuổi cả rồi, ăn chất là chủ yếu thôi, ăn nhiều không tiêu hóa được đâu, chỉ tổ đầy bụng mà thôi. Tả viên triệu ha hả cười lớn, hắn còn đang cười thì tiếng chuông điện thoại ngắt đứt tiếng cười của hắn. Tả viên triệu bắt đắc dĩ lắc lắc đầu móc di động của mình ra. Đúng lúc này thì di động của tả ủng quân lẫn Điền Khánh Long gần như kêu cùng lúc. Ba người đều đứng dậy mỗi người đi sang một bên nghe điện thoại. Chỉ một chốc sau sắc mặt cả ba người đều biến đổi, cả ba cú điện thoại đều có nội dung tương tự nhau thông báo một chu viện. Cựu bí thư huyện ủy hu viện Xuân Dương Dương Thủ Nghĩa sau khi ăn cơm trưa xong đột nhiên lại hôn mê bất tinh, hiện đang được cấp cứu ở Bệnh viện Nhân dân Giang Thành. Tả viên Triệu Cùng Điền Khánh Long được thông báo tin này là vì bọn họ là lãnh đạo, lại có trong Ủy ban Thường vụ thành phố. Còn Tả Ủng Quân cũng được thông báo tin này vì hắn là viện trưởng Bệnh viện Nhân dân Giang Thành. Việc liên quan đến cán bộ cấp cao huyện nên viện trưởng là hắn cũng phải ra mặt giải quyết. Trong phòng họp hội nghị, sắc mặt các thành viên trong Ủy ban Thường vụ thành phố đều ngưng trọng. Bí thư thị ủy Hồng Vĩ cơ ngồi trên ghế chủ toa, vẻ mặt khó chịu đang không ngừng hút thuốc. Hắn thực không tài nào hiểu nổi, từ lúc hắn được nhậm chức đến NAV có thể nói là không một ngày nào được bình yên. Đầu tiên là vụ việc nguồn tài chính đầu tư vào dự án xây dựng khu du lịch núi Thanh Thai có dấu hiệu mập mờ, dẫn tới việc Phó Thị trưởng Thường vụ Lý Trường Vũ cùng Chủ tịch huyện Xuân Dương Tần Thanh bị song quy tiếp đến điều tra ra phùng ái liên tham ô của công rồi sự việc lại lan tới thị trưởng lê quốc chính chồng bà ta tiếp đến tần thanh đột nhiên lại bị bắt cóc liên tiếp bao chu viện động trời xảy ra khiến hắn không một phút ngưng nghỉ lúc nào cũng căng thẳng mệt mỏi tuy rằng mỗi chuyện gần như không liên quan đến hắn thế nhưng thân là người lãnh đạo cao nhất giang thành thì hắn vẫn phải gánh chịu những hệ quả mang lại chắc chắn hắn sẽ bị cấp trên các lãnh đạo cao cấp xem nhẹ ấn tượng về một kẻ bất tài không có khả năng lãnh đạo Hồng Vĩ cơ tức giận dí dí đầu mẩu thuốc lá đang hút dở vào gạt tàn, lớn tiếng quát nhất định phải tra cho rõ chân tướng chuyện này. Thị trường tả viên triệu thông báo tiếp, những kết luận sơ bộ của bệnh viện cho thấy, bí thư huyện ủy Dương Thủ Nghĩa bị trúng độc, hiện giờ vẫn còn đang trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đang dốc sức cứu chữa. Các nhân viên phụ trách việc ăn uống của hắn đã bị bắt giữ điều tra, thế nhưng vẫn chưa có tiến triển gì khả quan. Hồng Vĩ cơ giận dữ hét lớn, phải cứu sống hắn bằng mọi giá. Không chỉ Hồng Vĩ Cơ mà gần như tất cả những người có mặt trong cuộc họp này đều hiểu được, nếu như lần này Dương Thủ Nghĩa không phải chỉ đơn giản là ngộ độc thức ăn, mà nếu như có người giáp tâm bỏ độc hãm hại hắn mới là điều đáng sợ. Người dám giết người diệt hạ độc cả bí thư huyện ủy thì năng lực phải cực lớn, mà chắc chắn Dương Thủ Nghĩa phải nắm được điều gì bất lợi cho người đó thì mới bị giết người diệt khẩu như vậy. Trưởng ban hội đồng đại biểu đại hội nhân dân toàn quốc Triệu Tường Lâm nói, thời gian gần đây Giang Thành chúng ta gặp tai họa liên miên không dứt rốt cuộc là kẻ nào có cửu hận với Dương Thủ Nghĩa mà phải xuống tay tàn độc như vậy. Nghe vậy Hồng Vĩ Cơ không khỏi nhíu nhíu mày, hiện giờ sự việc còn chưa được điều tra rõ ràng, chúng ta không được phỏng đoán lung tung. Nói xong hắn lại lấy ra một điếu thuốc nữa, châm lửa hút, ta đã điều đồng chí Trường Vũ xuống bệnh viện chỉ đạo công tác cứu chữa hứa thường đức rồi, hy vọng có thể nghe được tin tức tốt lành. Lại nghe thấy tên Lý Trường Vũ, tả viên triệu không khỏi nhíu nhíu mày. Từ lúc hắn được thăng chức lên làm thị trưởng Giang Thành, hắn cũng chưa đưa ra được đề án định hướng phát triển nào có tính thực tiễn cho Giang Thành. Vậy mà từ lúc Lý Trường Vũ giải trừ xong quy, phục hồi lại chức vị phó thị trưởng thường vụ thì hắn ta liền đưa ra bản đề án phát triển Giang Thành theo hướng công nghiệp xanh, lấy ngành du lịch làm chủ đạo. Các cấp lãnh đạo cũng khá đồng tình với bản đề án này của hắn, hơn hết dường như ông trời cũng muốn giúp hắn. Việc phát hiện địa cung mật ở Nam Lâm tự càng khiến bản đề án phát triển của hắn có tính thiết thực hơn. Tả viên triệu bắt đầu có những dự cảm không lành. Hôm nay còn được làm thị trưởng thành phố, nói cách khác không biết ngày mai hắn còn được ngồi ở cái ghế này nữa hay không, vất vả lắm hắn mới leo lên được cái chức vị mà hắn hằng ao ước, hắn tuyệt đối không thể sơ suất, không thể mất tất cả tâm huyết công sức bao lâu nay được. Lý trường Vũ đang ngồi trong phòng làm việc chủ trưởng khoa ngộ độc bệnh viện nhân dân Giang Thành, Nghe viện trưởng tả ủng quân, trưởng khoa ngộ độc lưu vĩnh tường cùng các chuyên gia báo cáo, tuy rằng đã được cấp cứu rửa ruột kịp thời, nhưng hiện giờ tình hình dương thủ nghĩa không được khả quan cho lắm. Độc tính hắn chúng phải cực kỳ phức tạp, biểu hiện cơ thể bất thường, dù đã đem mẫu thức ăn trong ruột hắn đi xét nghiệm kết hợp tiến hành nội soi dạ dày, nhưng Thủy Trung vẫn không tìm ra được hắn bị trúng loại độc gì. Lưu Vĩnh Tường thấp giọng nói, độc tố phát tác rất nhanh, Lúc bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện thì đã có triệu chứng như xuất hiện những vùng mô tế bào bị chết, vỡ mạch máu, dẫn tới xuất huyết nội gây tắc nghẽn mạch máu, chân tay tím ngắt, phù nề. Hơn hết, bệnh nhân còn có các triệu chứng nghiêm trọng hơn như suy hô hấp, suy tim cấp tính, cả người lên cơn co giật, có lẽ độc tính còn ảnh hưởng tới hệ thần kinh của bệnh nhân. Bởi vì vẫn chưa rõ độc tính ra sao nên chúng tôi chỉ có thể dùng thuốc để điều trị các triệu chứng nêu trên, kết hợp với các biện pháp giải độc từ từ. Lý Trương Vũ nhíu nhíu mày nói, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Lưu Vĩnh Tường lắc lắc đầu, các chu viên gia chuyên ngành đã thảo luận rất nhiều, căn bản là không tìm được nguồn gốc của độc tính nên rất khó khăn trong việc tìm thuốc điều trị. Chúng tôi cũng chỉ còn cách đó để giải độc từ từ nhằm kéo dài thời gian. Hắn có thể sống được bao lâu? Lý Trường Vũ hỏi thẳng không ngần ngại. Căn cứ tốc độ tiến triển của bệnh cùng các triệu chứng của bệnh nhân thì không lâu nữa bệnh nhân sẽ xuất hiện các cơn co giật mạnh, Triệu chứng của việc sốc axit lactic. Tiếp đó là hạ đường huyết, sự tuần hoàn máu giảm nghiêm trọng do máu bị tắc nghẽn. Cuối cùng bệnh nhân sẽ tử vong do suy tim hoặc suy hô hấp cấp tính. Lý Trường Vũ cũng không học chuyên ngành y học nên nghe cũng chẳng hiểu gì, vội vàng hỏi tiếp, vậy rốt cuộc hắn có thể sống được bao lâu nữa? Lưu Vĩnh Tường đánh mắt nhìn viện trường Tạ Ủng Quân, sau đó mới thấp giọng trầm chậm, chậm nói, có lẽ không quá 3 tiếng nữa cũng đoán được trước kết quả nhưng tận tai nghe thấy Lý Trường Vũ cũng không khỏi hít một ngụm lãnh khí. Trong lòng vừa thấy mất mát vừa thấy tức giận cực độ, đến tột cùng là kẻ nào có thể đột nhập nơi ủy ban kỳ ủy tiến hành xong quy dương thủ nghĩa rồi hạ độc hắn. Dương thủ nghĩa vừa ăn cơm trưa xong là liền ngã xuống hôn mê bất tỉnh, như vậy tất cả những người liên quan đến việc ăn uống của hắn đều có thể là nghi phạm. Công an đã tiến hành bắt giữ tổng điều tra nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ra được thủ phạm, cũng không có kẻ nào đứng ra thừa nhận đã hạ độc dương thủ nghĩa lý trường vũ cố gắng tìm chút hy vọng còn lại gặng hỏi thực sự không còn biện pháp nào sao lưu vĩnh tường lắc lắc đầu rồi cúi mặt xuống hắn còn nhận thức được không vẫn còn tỉnh táo hay hôn mê lưu vĩnh tường thở dài nói vẫn bị hôn mê sâu chúng tôi đã thử rất nhiều phương pháp nhưng không sao làm hẳn tỉnh lại được lý trường vũ hỏi vậy không phải vì quan tâm tới tính mạng dương thủ nghĩa mà chỉ muốn biết rốt cuộc hắn ta đã nắm giữ những bí mật gì. Rốt cuộc là người nào đã làm hại hắn? Ngay lúc Lý Trường Vũ cảm thấy sự việc lần này sắp không cứu vãn được nữa thì đột nhiên hắn lại nhớ tới chính mình. Nhớ tới lần bị thượng Mã Phong, cũng là lúc cận kề cái chết nhất nhưng lại có người kéo hắn từ quỷ môn quan trở về. Rồi đến bệnh đau nửa đầu kinh niên của chị dâu cũng được người đó châm cứu mà khỏi hẳn. Đột nhiên Lý Trường Vũ nhớ ra Trương Dương nhớ ra y thuật cao siêu đến độ xuất thần nhập thánh của tiểu tử này. Kể cả toàn bộ bác sĩ ở bệnh viện này bó tay thúc thủ vô sách nhưng chắc chắn tiểu tử đó vẫn có cách vãn hồi tất cả. Thế nhưng ngẫm lại lý trường vũ thấy chu viện này buộc phải xử lý cẩn trọng. Một cán bộ cấp cao nhà nước, một bí thư huyện ủy bị người khác hạ độc nhằm giết người diệt khẩu, một việc mà không phải một người bình thường dám làm, hay có thể làm được đắn đo suy nghĩ một chút lý trường vũ liền đứng dậy ra ngoài gọi điện cho bí thư tỉnh ủy tỉnh bình hải cố duẫn chi một mặt để thông báo tình hình hiện tại một mặt để hỏi ý kiến cùng phương án hành động lúc nghe thấy tình hình càng lúc càng tệ hơn cố duẫn chi cũng chẳng còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày của mình trực tiếp lớn giọng quát bằng bất cứ giá nào cùng phải giữ lại mạng sống của hắn lý trường vũ có chút bất đắc dĩ thấp giọng báo cáo tiếp nhưng bệnh viện đã không còn cách nào khác nhưng ngoài dự đoán của Lý Trường Vũ, đột nhiên Cố bí thư lại nói một câu, gọi Trương Dương đến xem xét tình hình. Thực ra Lý Trường Vũ không biết chuyện Trương Dương cứu con gái Cố bí thư Cố dưỡng dưỡng là điều dễ hiểu. Cố Duẫn Chi là người không thích nhắc đến ân huệ nhưng trong lòng hắn từ lâu đã tin tưởng y thuật của Trương Dương, bởi vậy hắn mới đưa ra đề nghị này. Lý Trường Vũ hơi lo lắng nhắc nhở một chút, "Cố bí thư, ngài xem, tôi chỉ sợ sẽ có người nói nhảm." Cố Duẫn Chi lại tức giận hét lớn, ngươi không được quên ngươi là một cán bộ quốc gia, một đảng viên của Đảng Cộng sản. Nếu như lúc nào cũng sợ trước lo sau như thế, thì đến bao giờ mới hoàn thành công tác? Đến bao giờ mới thấu hiểu được nguyên tắc của Đảng, của nhà nước? Nói xong Cố Duẫn Chi hung hăng quăng điện thoại xuống bàn. Lý Trường Vũ bị cố bí thư giáo huấn cũng giật mình sửng sốt. Lúc sau hiểu ra vấn đề hắn không khỏi lắc đầu cười khổ. Nếu như Dương Thủ Nghĩa chết, Đầu mối duy nhất bị chặt đứt thì nhiễm nhiên kẻ đứng sau bầy mưu hạ độc hãm hại sẽ thoát tội. Lý Trường Vũ cũng biết cô bí thư tỏ ra phẫn nộ như vậy cũng chẳng phải vì tính mạng của Hứa Thường Đức, mà quan trọng nhất đó là phải biết trong tay hắn ta đang nắm giữ những gì. Rốt cuộc là kẻ nào sợ hắn ta khai ra những điều đó mà phải vội vàng giết người diệt khẩu. Những lời vừa rồi của cô bí thư cũng làm Lý Trường Vũ hạ quyết tâm hơn. Ngay sau đó Lý Trường Vũ liền gọi điện cho Trương Dương, kêu hắn đến bệnh viện nhân dân Giang Thành gấp. Một lúc sau cục trưởng cục công an Giang Thành Điền Khánh Long vội vàng chạy tới bệnh viện. Từ vẻ mặt của hắn, Lý Trường Vũ cũng đoán ra chắc chắn bên công an cũng chẳng có tiến triển gì mới. Sau khi nghe tình trạng hiện giờ của Dương Thủ Nghĩa, Điền Khánh Long cũng tỏ ra cực kỳ thất vọng, Dương Thủ Nghĩa mà chết, đồng nghĩa với việc đầu mối duy nhất bị mất, vậy thì việc điều tra sẽ đi vào bế tắc nhưng điều khiến hắn khó hiểu là tại sao đến giờ bệnh viện vẫn chưa tìm ra được độc tính mà hắn ta mắc phải. Chẳng lẽ phải đợi sau khi hắn chết, khám nghiệm tử thi mới biết được kết quả sao? Ngay lúc Điền Khánh Long cùng Lý Trường Vũ cảm thấy đau đầu nhất thì rốt cuộc Trương Dương cũng tới. Thực ra Lý Trường Vũ cũng không muốn lôi kéo Trương Dương vào vụ việc lần này, nhưng cố Bi Thư đã nói rất rõ ràng, lần này tỉnh ủy quyết tâm loại bỏ những thành phần biến chất trong bộ máy chính trị tỉnh tuyệt đối không nương nhẹ những kẻ tham ô hối lộ của công, mà giờ chỉ còn Trương Dương là có khả năng cứu vãn tình thế. Còn Trương Dương từ trước tới nay đã không vừa mắt với gã Dương Thủ Nghĩa này. Là cán bộ cấp cao nhất của một huyện mà không chịu tu dưỡng đạo đức, dung túng bao che con trai làm việc phi phá, rồi còn có những hành vi sai phạm trong vụ việc mỏ than xảy ra tai nạn chết người. Sau đó còn liên kết với hứa thường Đức Bày mưu tính kế hãm hại mình. Tuy rằng ở thế hạ phong nhưng mấy lần giao phong, trương dương vẫn luôn là kẻ thắng rồi lúc được chuyển từ xuân dương lên giang thành trương dương cũng chẳng thèm để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt mà hắn gây ra hiện giờ trương đại quan nhân đã ở một cấp độ khác hứa thường đức không đáng làm đối thủ nữa vẫn như cũ lúc nhận lời cứu dương thủ nghĩa trương dương cũng chỉ đưa ra một yêu cầu đó là phải giữ bí mật quá trình cũng như kết quả của việc cứu chữa hắn lý trường vũ cùng điền khánh long không cần bàn bạc lâu liền đồng ý yêu cầu này của trương dương Điền Khánh Long sẽ bố trí người canh gác nghiêm ngặt, nhưng bù lại hai người bọn họ phải trực tiếp quan sát quá trình cứu chữa Dương Thủ Nghĩa. Dù sao chuyện của hắn quá mức mẫn cảm, có trời mới biết sau khi tỉnh lại hắn sẽ nói ra những bí mật kinh thiên động địa gì. Lý Trường Vũ cùng Điền Khánh Long, hai vị thành viên trong ủy ban thường vụ thành phố ở đây vừa là để chứng minh vừa là để giám sát những lời hứa thường đức sắp nói ra. Bệnh viện cũng tỏ ra khó hiểu việc hai vị trong ủy ban thường vụ thành phố đề nghị gặp riêng Dương Thủ Nghĩa các chuyên gia đầu ngành, trưởng khoa ngộ độc đã đưa ra kết luận bệnh nhân phải chết không nghi ngờ, hơn nữa hiện giờ bệnh nhân vẫn còn trong trạng thái hôn mê sâu, không có khả năng tỉnh lại. Nhưng đã là lệnh của lãnh đạo cấp trên, bọn họ buộc phải thi thành vô điều kiện mà không dám dị nghị. Trước tiên Trương Dương cẩn thận bắt mạch Dương Thủ Nghĩa, rồi vạch mí mắt xem nhãn thần của hắn, càng lúc vẻ mặt Trương Dương càng trở nên trầm trọng hơn trầm ngâm một lúc sau Trương Dương mới thấp giọng nói, độc tố đã xâm nhập vào tận lục phủ ngũ tạc, ăn sâu vào cả xương cốt kinh mạch, cho dù là thần tiên hạ phàm cũng không cứu sống hắn được. Lý Trường Vũ cùng Điền Khánh Long nghe vậy thì đến cơ hội duy nhất vừa lóe sáng lại vụt tắt nhanh chóng, vẻ mặt hai người lộ rõ sự thất vọng đến cực điểm. Trương Dương cẩn thận xem xét vùng gáy cùng tứ chi Dương thủ nghĩa. Một lúc sau Trương Dương mới phát hiện một điểm chấm nhỏ tí màu đỏ ngay trên đầu vai của Dương Thủ Nghĩa, sờ tới thì chỗ da này hơi ấm hơn những chỗ khác. Trương Dương liền nói ra suy đoán của Minh, hắn không phải bị trúng độc mà là bị người khác dùng độc châm đầu độc. Loại độc này được pha trộn theo công thức xa xưa, cũng là một loại độc dược bí truyền của cung đình. Độc này chế từ nọc độc của năm con kỳ độc trong nhân gian, lại còn kết hợp với hai loại cỏ độc hiếm thấy. Độc ở dạng lỏng, độc tính lan tràn cực nhanh, chỉ là hiện giờ đã qua thời gian cứu chữa tốt nhất, càng để lâu e rằng tính mạng càng nguy kịch. Hai hàng lông mày rậm của Điền Khánh Long nhíu chặt lại, khó trách tại sao không tìm được độc tố trong thức ăn của Dương Thủ Nghĩa. Nếu như không phải thức ăn bị hạ độc thì phạm vi đối tượng bị tinh nghi phái được mở rộng, cũng không loại trừ cả các thành viên của ban kỷ ủy. Lý Trường Vũ thấp giọng nói, có biện pháp làm hắn tỉnh lại không? Trương Dương gật đầu tin tưởng, ta có thể dùng châm cứu kích phát tiềm năng của hắn, giúp hắn tỉnh lại trong thời gian ngắn. Nhưng mà phương pháp này cũng giống như việc hồi quang phản chiếu, vốn dĩ hắn có thể sống được thêm hơn 20 tiếng nữa, nhưng dùng phương pháp này thì hắn chỉ có thể sống được trong 30 phút là cùng. Lý Trương Vũ cùng Điền Khánh Long liếc mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu đồng ý. Dù sao hắn cũng chỉ còn một con đường chết, vậy thì thà trước khi chết để hắn có thể một lần làm tròn chức trách, hoàn thành nghĩa vụ của một đảng viên, còn hơn là ôm nỗi hận mà chết không nhắm mắt. Điền Khánh Long gọi cấp dưới vào, cầm theo cả giấy bút lẫn máy quay, máy ghi âm, hắn muốn ghi lại những chứng cứ mà Dương Thủ Nghĩa sắp sửa nói ra. Trương Dương lấy hộp châm ra đặt lên giường rồi chậm rãi nhắm mắt lại định thần, khoảng một phút sau Trương Dương mới cẩn thận cắm từng chiếc châm một lên đỉnh đầu Dương Thủ Nghĩa. Những người ở đây thì chỉ có Lý Trường Vũ là tự thân trải nghiệm qua y thuật của Trương Dương. Còn Điền Khánh Long tuy chưa tận mắt thấy y thuật của Trương Dương, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại rất tin tưởng vào thực lực của tiểu tử này. Bất kể Trương Dương có thể làm đến đâu hắn đều cảm thấy cực kỳ hài lòng sau khi châm năm chiếc châm xung quanh đỉnh đầu dương thủ nghĩa trương dương áp tay vào đan điền hắn chậm rãi truyền một cỗ nội lực vào người hắn một lúc sau cơ thể dương thủ nghĩa hơi nín nhẹ một chút đột nhiên hắn lại thở một hơi dài thật dài rồi hắn mới chậm rãi mỡ hai mắt ra mới đầu cảnh vật xung quanh hắn cực kỳ mông lung mở ảo một lúc sau hắn mới thấy rõ mọi thứ xung quanh hơn khuôn mặt lý trường vũ phía gần cuối giường đập vào mắt đầu tiên hắn thấp giọng khàn khàn nói ta ta đã chết, rồi sao? Trương Dương bính tĩnh trả lời lại, hiện giờ thì chưa. Nhưng tính mạng ngươi không còn tới nửa giờ nữa đâu, thế nên ngươi có gì cần nói thì mau nói ra đi, không lại làm oan hồn mãi mãi không siêu thoát. Sắc mặt Dương Thủ Nghĩa vốn đã tím ngắt giờ lại càng tái nhợt đi càng dọa người, bản năng con người khiến hắn cảm thấy sợ hãi cái chết đang cần kề, nhưng hắn cũng biết sổ mạng hắn đã đến hồi kết. Hắn ảm đạm thấp giọng nói, sau khi ăn cơm chiều xong, ta nhớ có gặp tổ trưởng tổ công tác của ban kỷ ủy hầu bảo trụ. Hắn đứng nói chuyện với ta vài câu rồi còn vỗ vỗ vai ta an ủi, kế đến ta chỉ thấy mắt mũi hoa lên rồi chẳng còn nhớ gì tiếp theo. Mấy nhân viên cấp dưới của Điền Khánh Long cẩn thận ghi chép những lời này của Dương Thủ Nghĩa. Còn Điền Khánh Long thì lại kể tiếp sự tình từ lúc hắn ngất đi đến giờ. Nghe xong cả người Dương Thủ Nghĩa run rẩy kịch liệt, hắn thở hồn hển nói, nhất định là hắn hại ta nhất định là hứa thường đức sai khiến hắn ám hại ta. Mặt lý trường vũ cùng Điền Khánh Long đều biến sắc, hiện giờ Dương Thủ Nghĩa biết mình khó tránh khỏi cái chết thì chắc chắn hắn chỉ có thể nói theo hai hướng. Thứ nhất là khai tất cả những gì hắn biết mong chuộc lại lỗi lầm để có chết cũng không thấy hối tiếc. Còn loại thứ hai là hắn giống như chó điên cắn loạn, trước khi chết có thể khai mang để kéo theo kẻ khác bồi táng cùng mình. Bởi vậy chỉ có thể tin một nửa những lời hắn nói mà thôi. Lý Trường Vũ thấp giọng nói, "Đồng chí Thủ Nghĩa, ngươi là một đảng viên, chắc ngươi cũng biết mình phải chịu trách nhiệm những lời mình nói ra chứ?" Dương Thủ Nghĩa đã có phần yếu ớt vô lực thì thào nói, "Ngươi nghĩ rằng một kẻ sắp chết như ta còn có thể nói dối được sao?" Hắn ho khan hai tiếng rồi lại khó nhọc kể tiếp, "Con trai hắn du học bên nước ngoài cũng là do ta bỏ tiền ra. Hơn nữa ta còn phải bỏ ra hơn 100.000 đô la mua biệt thự cho tiểu tình nhân của hắn. Rồi còn bao nhiêu việc xấu của hắn?" cùng đều là do ta lo liệu. Tất cả những việc này, em trai ta thủ thành đều ghi lại hết. Các người có biết, tiểu tình nhân của hắn là ai không? À ta chính là Hải Lan, phát thanh viên của đài truyền hình Giang Thành. Những chữ cuối Dương Thủ Nghĩa nói ra chẳng khác gì xét đánh ngang tai Trương Dương. Trương Dương hai mắt mở lớn chừng chừng nhìn Dương Thủ Nghĩa, miệng thì gần từng chữ một, ngươi nói cái gì? Nói lại cho ta nghe. Dương Thủ Nghĩa lộ vẻ sầu thảm cười nói ta, ở xuân dương liên tục nhắm vào ngươi cũng là do hắn bày mưu tính kế là ngươi đắc tội với hắn mãi đến tận bây giờ trương dương mới hiểu ra sự tình khó trách tại sao nàng ta lại tỏ ra sầu khổ đến vậy khó trách tại sao lúc tình cảm hai người sâu đậm nhất thì nàng ta lại chọn cách rời xa minh rời xa giang thành khó trách tại sao lúc ở giang thành đột nhiên lại bị cảnh sát ập vào kiểm tra khó trách tại sao dương thủ nghĩa lại luôn tìm cách hãm hại mình tất cả những điều đó đều vi lòng đố kỵ ghen ghét của hứa thường đức với mình. Hải Lan chưa từng nhắc tới hắn, kể cả sau khi phục hồi lại trí nhớ sau vụ tai nạn lần đó. Có lẽ nàng chấp nhận giả vờ mất trí nhớ chứ nhất quyết không nói ra toàn bộ sự thật. Nàng làm vậy căn bản là muốn bảo vệ mình, nàng sợ rằng mình không phải là đối thủ của hứa thường đức. Vì mình mà nàng chấp nhận bỏ đi, rời xa tất cả. Lần đầu tiên Trương Dương cảm thấy mình tức giận đến thế, lần đầu tiên hắn không thể nào đè nén cơn giận dữ của mình được. Lần đầu tiên hắn muốn phá tan tất cả, lần đầu tiên hắn thực sự muốn giết người. Khác với Trương Dương, lý trường vũ cùng Điền Khánh Long nghe vậy cũng không tỏ ra ngạc nhiên nhiều lắm. Điền Khánh Long tiếp tục hỏi, người có chứng cứ gì không? Dương Thủ Nghĩa khó khăn gật gật đầu, tất cả chứng cứ đều do em trai ta thủ thành giữ. Những thứ đó đều chứng thực được tội danh của hứa thường đức. Nói xong mấy chữ cuối Dương Thủ Nghĩa liền như phát điên, chân tay cứ múa loạn xả cả lên, ánh mắt thì đờ đẫn thần chí cũng không tỉnh táo nữa, mồm thì luôn miệng hét lớn, đừng giết ta. Đừng giết ta. Lý Trường Vũ thở dài một tiếng rồi xoay người mở cửa đi ra bên ngoài. Trương Dương chậm rãi rút công lực mình về rồi thu tay lại. Đáp cho Dương Thủ Nghĩa một ánh mắt khinh miệt cùng kinh tởm xong Trương Dương mới bước ra khỏi phòng. Người như thế chết cũng không hết tội, không đáng được người khác đồng tình. Điền Khánh Long là người cuối cùng đi ra khỏi phòng bệnh, hắn đánh mắt cùng Lý Trường Vũ một cái, hai người ngầm hiểu ý cùng đi ra chỗ vắng vẻ. Lúc chắc chắn không có ai nghe lén, Điền Khánh Long mới hạ giọng nói, Lý Phó Thị trưởng ta nghĩ chuyện này phải mau chóng báo cho cổ bí thư biết. Lý Trương vỗ trầm ngâm không nói, tuy rằng Dương Thủ Nghĩa khai ra rất nhiều tin tức, nhưng hắn đã chết, không thể truy cứu trách nhiệm được nữa. Nói cách khác, nhân chứng đã chết giờ chỉ còn vật chứng nằm trong tay Dương Thủ Thành, mà hiện giờ lại không biết hắn ta đang ở chỗ nào. Bây giờ cả vật chứng lẫn nhân chứng đều không có, thì làm sao có thể buộc tội được hứa thường đức? Vụ án đã phát triển liên quan tới tận cán bộ cấp tỉnh, đã vượt quá phạm vi của hai người bọn họ. Cú điện thoại này bắt buộc phải gọi. Lý Trường Vũ cũng không do dự lâu liền gật đầu rồi lấy di động ra bấm số điện thoại của cố bí thư. Thực ra cố Duẫn Trí cũng ẩn ẩn đoán ra chuyện này hẳn có liên quan đến hứa thường đức. Nghe Lý Trường Vũ báo cáo xong hắn trầm ngâm một lúc lâu sau mới thấp giọng nói, đã ghi lại hết chưa? Lý Trường Vũ đánh mắt nhìn Điền Khánh Long đứng bên cạnh sau đó mới gật đầu thấp giọng nói, mỗi câu mỗi chữ hắn nói đều ghi lại rõ ràng. Chắc các người cũng biết chuyện này nên xử trí ra sao. Tuyệt đối không được truyền ra bên ngoài, còn băng ghi hình với tài liệu thì chuyển lên đây cho ta. Nghe điện xong Lý Trường Vũ liền báo lại ý tứ của cô Bí Thư cho Điền Khánh Long biết. Điền Khánh Long gật đầu thấp giọng nói, ta sẽ tự mình đi Đông Giang một chuyến. Chuyện này quá hệ trọng, hắn phái tự mình đích thân đến gặp cố bí thư. Lý Trường Vũ lại nhấn mạnh nói tiếp, cố bí thư đã căn dặn, nhất thiết không được để lộ chuyện này ra ngoài. Đột nhiên Điền Khánh Long lại nở nụ cười sâu xa khó hiểu, xem ra lần này đại lão bản của chúng ta tức giận thật sự rồi. Điều khiến Lý Trường Vũ thấy không an tâm nhất lại là Trương Dương. Hắn cũng biết tiểu tử này với cô nàng nữ phát thanh viên kia có quan hệ mập mờ, cũng biết nguyên nhân vì sao hứa thường đức lại 5 lần 7 lượt chèn ép Trương Dương tuy rằng hắn ta là chủ tịch cả một tỉnh thật đó, quyền cao chức trọng thật đó, nhưng dù sao hắn cũng là con người, là nam nhân, hắn cũng có thất tình lục dục, cũng biết ghen ghét đố kỵ. Mà cũng vì Trương Dương động đến vảy ngược của hắn mới khiến hắn điên cuồng đến vậy. Còn Trương Dương thì lại quỵ hết tất cả những việc xảy ra trước đây đổ lên đầu hứa thường đức. Trương Dương muốn trả thù, muốn cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết. Lý Trường Vũ cũng biết khá rõ con người Trương Dương, lúc thấy Trương Dương hầm hầm ra khỏi bệnh viện, hắn cũng châm rãi đi theo, rồi thản nhiên mở cửa chui vào ô tô của Trương Dương, đưa ta đến tòa thị chính thành phố. Có thể nói tâm tình Trương Dương giờ cực kỳ khó chịu, không thèm nể mặt Lý Trường Vũ cứ thế lớn giọng quát, người cũng có xe, sao lại bắt ta phải lái người đi. Lý Trường Vũ nhìn Trương Dương tựa như trưởng bối nhìn một đứa nhỏ đang tỏ ra tức giận như bị ai đó giành mất đồ. Lý Trường Vũ mỉm cười, theo thói quen lại rút ra một điếu thuốc, rồi châm lửa hút Trương Dương, cũng không thể tin tưởng hoàn toàn vào những lời của Dương Thủ Nghĩa được, phải có chứng cứ xác thực. Nếu như không có chứng cứ xác thực thì không thể buộc tội hứa thường đức được. Đất nước chúng ta là đất nước pháp trị, làm gì cũng phải theo luật pháp, không chỉ bằng những lời vô căn cứ mà buộc tội người khác được. Đừng nói là cán bộ cấp cao như hắn, dù chỉ là một gã nông dân quê mùa, người cũng không buộc tội hắn được trương dương giận dữ hét lớn nếu không tìm thấy chứng cứ thì lẽ nào lại để hắn nhởn như ngoài vòng pháp luật như vậy nghe trương dương nói vậy lý trường vũ cũng thở phào nhẹ nhõm hắn nhả ra một đám khói thả người tựa lưng vào sau ghế nhàn nhạt, nhạt nói bất kể là với người ngay hay kẻ gian thì đều phái dùng pháp luật chỉ có tuân thủ pháp luật thì quốc gia mới vững mạnh được nếu như ai cũng như ngươi động một tí là đòi trả thù động một tí là dùng luật dừng ra xử nhau vậy thử hỏi quốc gia đề ra luật pháp để làm gì sẽ còn ai tuân thủ luật pháp nữa. Thân là cán bộ nhà nước, người càng phải hiểu hơn ai hết điều này mới đúng. Những lời vừa rồi cũng khiến cái đầu Trương Dương Hạ nhiệt bớt. Đúng vậy, chỉ có bắt lão hồ ly nạp thân bại danh liệt, bị người người phỉ nhổ mới đáng đời hắn, bị như vậy hắn sống còn không bằng chết, phải sống những ngày còn lại trong tuổi nhục dơ ruốc. Lý Trường Vũ lại thấp giọng khuyên nhủ, cố bí thư muốn chúng ta giữ kín chuyện này. Lúc hiểu ra, Trương Dương đã ổn định lại tâm tình, gật gật đầu đồng ý, Lý Thúc, ta hiểu. Lý Trường Vũ mỉm cười, ta tin tưởng trên đời này cái ác không thể thắng được công lý. Nếu như hắn có sai phạm, thì chắc chắn sẽ bị chính quyền xử phạt nghiêm minh, nhất quyết không được để ung nhọt làm tổn hại danh tiếng đảng và nhà nước. Đúng rồi, mãi nói chuyện mà ta quên không báo người biết, Hồng Bí Thư đã đồng ý cho ngươi làm phó ban đầu tư và phát triển sở thương mại, cấp bậc là chính khoa, nhưng vẫn chỉ được hưởng đãi ngộ như phó xử mà thôi. Mãi tới lúc này, trương dương mới nở nụ cười được. Những cán bộ trẻ tuổi lại tài năng như ta thì phải dốc sức đề bạt mới đúng. Trời còn đang quang đáng vậy mà đột nhiên mây đen lại từ đâu ầm ầm kéo đến, chẳng mấy chốc đã phủ kín toàn bộ bầu trời gian thành một màu đen hôn ám, một màu đen của chết chóc. Rồi một tia chớp xé rách trời không, kéo theo là tiếng sấm nổ đi đùng vang mãi không dứt. Đang đứng ở cửa sổ căn nhà một cơn gió lạnh ùa vào khiến hứa thương nước phải dùng mình nhìn cảnh đất trời biến hóa trước mặt vẻ mặt hứa thường đức tỏ ra kính sợ vô bờ những nếp nhăn trên trán hắn càng sâu thêm tâm tình hắn hiện giờ đang bấn loạn hắn vẫn cảm thấy bất an lo lắng không yên suốt cuộc tiếng điện thoại cũng vang lên hắn chậm rãi đi tới nhắc điện thoại lên nghe không xảy ra việc gì ngoài dự kiến một âm thanh trầm thấp từ đầu dây bên kia truyền tới mãi tới lúc này hứa thường đức mới thở phào nhẹ nhõm hứa thường đức chậm rãi đặt điện thoại xuống vẻ mặt cực kỳ nhẹ nhõm đứng dậy xoay người sang chỗ khác. Đột nhiên hắn lại phát hiện một thân ảnh cao lớn đang đứng ở đằng xa, hắn giật mình một cái, rồi hai mắt đục ngầu của hắn bỗng nhiên lại sáng ngời rạng rỡ Hứa ra dũng mặc áo khoác gió màu xám khí vũ hiên ngang đứng đó. Hắn tháo ba lô xuống cầm trên tay phải, dùng tay trái chỉnh lại mắt kính rồi nở nụ cười đầy ấm áp, cha. Ra dũng, giọng điệu hứa thường đức cùng tỏ ra vui sướng vạn phần. Hắn dảo chân bước tới, đúng lúc này thì trên trời những hạt mưa to bằng hạt đậu đang không ngừng rơi xuống. Hứa ra dũng đỡ cha đi vào trong nhà. Con trai về khiến nội tâm tối tăm của hứa thường đức cuối cùng cũng xuất hiện chút ánh sáng. Hắn vội vàng kéo tay con trai ngồi xuống sofa ân cần hỏi han, sao trở về mà không gọi điện báo cho cha một tiếng để cha đi đón. Hứa ra dũng mỉm cười nói chạ, là con muốn cho cha một sự bất ngờ nho nhỏ mà, với lại không báo trước để cha đỡ phải nóng ruột nóng gan ngóng con về. Nào, để ta nhìn con một chút nào. Hứa thường đức thân thiết xoa tay nắn vai con trai mình, một hồi lâu mới thấp giọng nói có muốn gặp mẹ một chút không. Mẹ đang ngủ, con cũng không dám đánh thức. Hứa thường đức gật gật đầu, nắm chặt tay con tự đáy lòng cám thán, đã trưởng thành rồi, đứa con trai bé nhỏ của ta đã trưởng thành thành một nam tử hán rồi. Hứa ra dũng mỉm cười, cha, con đã 29 tuổi rồi chứ còn ít ỏi gì nữa mà cha vẫn coi con là đứa con trai bé bỏng là sao bỗng nhiên hứa thường đức lại lắc lắc đầu cảm thán phải rồi ta già rồi thiên hạ giờ thuộc về đám thanh niên trẻ tuổi các ngươi mới phải gừng càng già càng cay cha càng già lại càng dẻo dai hơn con nghe không ít người nói cha còn phong độ hơn ngày xưa nữa đó bỗng nhiên hứa thường đức lại thu lại dáng điệu tươi cười nghiêm mặt nói không được nghe người khác nói bừa hứa ra dũng cũng hơi ngạc nhiên tuy nhận ra cha có điều gì khác thường nhưng cũng không dám hỏi thẳng Hứa Thường Đức vỗ vỗ vai con trai mình cười nói, "Nhanh đi tắm rửa đi rồi chờ mẹ ngươi dậy, cả nhà chúng ta đi ăn bữa cơm đoàn viên." "Cha hay là ăn ở nhà đi, con muốn ăn món cá sốt chua ngọt với thịt kho tàu của cha." Hứa Thường Đức tươi cười rạng rỡ, "Được, được, vậy để lão huyền này đi chợ nấu cơm cho ngươi vậy." Mãi tới tận lúc này trong lòng Hứa Thường Đức mới cảm thấy một loại hạnh phúc không nói nên lời, cái loại hạnh phúc như quen thuộc lại như xa lạ với hắn. Rất lâu rồi hắn mới cảm nhận sự ấm áp của loại hạnh phúc gia đình này. Hắn đã hạ quyết tâm, quyết không để kẻ nào cướp đi cái hạnh phúc này của hắn. Cùng đêm với Dương Thủ Nghĩa chết, thì tổ trưởng tổ công tác ban kỷ ủy tỉnh Bình Hải Hầu Bảo Trụ lúc đang trên đường trở về Đông Giang lại gặp chuyện không may. Chiếc xe đột nhiên mất lái chạy sang làn đường ngược chiều cùng lúc chiếc xe tải ngược chiều lao tới. Hai xe đụng nhau rất mạnh, ngoại trừ Hầu Bảo Trụ, hai gã nhân viên tổ công tác đi cùng đều hy sinh vì nước. Lúc nhận được tin tức này cũng là lúc Cố Duẫn Chi đọc xong bản báo cáo cùng băng ghi hình của Điền Khánh Long đưa tới. Cố Duẫn Chi khó nhọc đặt điện thoại xuống, hắn không sao đè nén được sự tức giận trong lòng, nửa điếu thuốc đang hút dở trong tay cứ rung lên bần bật. Ba nhân viên công tác ban kỷ ủy tỉnh bị chết, hơn hết khiến hắn thấy buồn bực là người đang bị tình nghi hạ độc hãm hại Dương Thủ Nghĩa, tổ trưởng tổ công tác kỷ ủy hầu bảo trụ lại bị tai nạn chết giữa chừng. Dương Thủ Nghĩa đã chết, hầu bảo trụ cũng chết nốt, người duy nhất biết chân tướng sự việc cũng nắm giữ tất cả chứng cứ Dương Thủ Thành thì lại bật vô âm tín. Có thể nói việc điều tra tội trạng của hứa thường Đức đã đi vào bế tắc. chương 138, Xá Lợi Phật Tổ Khánh Long sau khi nghe được tin tức tai nạn xe cộ thì biểu hiện rất là khiếp sợ. Mặc dù muốn quản chế hầu bảo trụ nhưng theo phân phó của Cố Duẫn Chi thì sau khi đưa hầu bảo trụ về Đông Giang rồi mới áp dụng biện pháp này nhưng không thể tưởng tượng là việc ngoài ý muốn này lại đến nhanh như vậy. Điền Khánh Long có cảm giác chuyện này có vẻ quá trùng hợp. Trong việc hầu bảo trụ này bị tai nạn xe cộ liệu có nhân tố nào khác lay không? Cố Duẩn Chi cũng không có theo logic của vụ án mà phân tích mạch suy nghĩ của hắn đi theo sau việc Dương Thụ Nghĩa bị giết thì đến việc hầu bảo trụ bị tai nạn xe cộ. Các sự kiện liên tiếp xảy ra chứng minh là rất có thể có người ở phía sau âm thầm thao túng hết thảy mà người này vô cùng có khả năng là hứa thường đức, hiện nay là tỉnh trưởng Bình Hải và nguyên là bí thư thị ủy thành phố Giang Thành trước đây từng tung hoành trên chính đàn nhiều năm nhưng bây giờ Điền Khánh Long mới biết đối với thực lực cửa hứa thường đức phỏng chừng hắn vẫn chưa đánh giá chính xác. Người này đã kinh doanh tại Giang Thành nhiều năm như vậy cũng không phải là hoàn toàn dựa vào vận khí, còn giết trăm chân có chết cũng không đơn giản như vậy. Hắn tuy đã nhổ được vài cây đinh nhưng còn vài đầu đinh ân giấu sâu thì vẫn chưa bị phát hiện. Nếu như theo lời đua ân thủ nghĩa trước khi chết nói ra thì vấn đề của hứa thường đức không dưới Lê Quốc Chính, xem ra mức độ âm hiểm và tàn nhãn của hứa thương đức còn trên xa lê quốc chính. Cố Duẫn Chi trầm mặt một hồi lâu rồi mới nói ra một cái tên người, đu ân thủ thành. Điền Khánh Long minh bạch ý tứ của Cố Duẫn Chi, hắn nặng nề gật đầu nói, cố Bi Thư yên tâm, ta nhất định sẽ điều động lực lượng tinh nhuệ nha, cố gắng trong thời gian ngắn nhất đem đu ân thủ thành bắt về quy án. Cố Duẫn Chi chỉ cái băng ghi hình trên bàn làm việc nói, chuyện này không được tiết lộ ra ngoài. Cần phải cẩn thận, đây đã là lần thứ hai hắn cường điệu về mức độ bí mật của việc này. Điền Khánh Long liên tục gật đầu nói, ngoài trừ Lý Phó thị trưởng cùng ta ra thì cũng chỉ có Trương Dương có mặt tại hiện trường. Cố Duẫn chi nheo hai mắt lại nói, "Trương Dương, hắn thời gian gần đây ở cục du lịch làm việc thế nào?" Điền Khánh Long tuy có nghe nói qua về quan hệ giữa Trương Dương và Cố gia nhưng cũng không nghĩ đến là Cố bí thư đối với một cán bộ cấp khoa lại quan tâm như vậy nên trong lòng minh bạch cười nói, "Trương Dương là người trẻ tuổi rất có năng lực." hắn mặc dù mới điều về cục du lịch nhưng đã làm ra động tĩnh không nhỏ, công trình tu kiến Nam Lâm tự là do hắn phụ trách. Cô bí thư lộ ra nụ cười hiếm thấy nói, đúng rồi, ta nghe nói tại Nam Lâm tự phái hiện ra một tòa địa cung mà trong địa cung này có bảo tồn Phật cốt của thích giả Mani, chuyện này không biết là thật hay giả. Điền Khánh Long trả lời, lúc này đội khảo cổ liên ngành đang tiến hành khảo sát hiện trường và kiểm kê vật phẩm nhưng mà trước mắt đã phát hiện được ba miếng ngọc chế Phật cốt. Cố Duẫn Chi cười nói, tiêu tử này vận khí thật đúng là không tệ. Trương Dương hai ngày này ngoại trừ đi cùng Lâm Tú và Sở Yên Nhiên khảo sát các mặt của tình huống Giang Thành thì tinh lực chủ yếu tập trung vào công tác khảo cổ dưới địa cung. Trong quá trình khảo cổ, càng ngày càng nhiều di vật văn hóa được phát hiện khiến cho các chuyên gia khảo cổ vui vẻ ra mặt. Vui vẻ không chỉ vì đây là địa điểm khảo cổ có phát hiện lớn nhất Giang Thành từ trước đến nay mà trong lòng mọi người đều mong đợi ngày tìm được vật cốt chỉ khi tìm được thích giả mani Phật cốt thì phát hiện địa cung mới tránh thức được mới có lực ảnh hưởng mang tầm quốc tế. Tần truyền lương so với Trương Dương thì còn quan tâm hơn đến việc khảo cổ nên Trương du Ân dứt khoát cho hắn làm cán bộ giám sát hiện trường. Tần truyền lương sau khi có thân phận này thì cơ hồ ngày nào đều ra mình ở công trường, mưa gió không quản, làm hại Tần Thanh cùng Tần Bạch thay nhau gọi điện thoại cho Trương Dương ca thán. Tần truyền lương đối với khảo cổ gần như là si mê, hắn tuy không phải là nhân viên khảo cổ chuyên nghiệp kiến thức so với các chuyên gia trong ngành thì không kém là mấy. Thậm chí trên nhiều mặt còn muốn vượt qua bọn họ. Lúc đầu đội khảo cổ liên ngành đối với tần truyền lương đối đãi như người thường nhưng sau khi tiếp xúc sâu hơn thì bọn họ ngạc nhiên phát hiện ra là học thức của tần truyền lương rất viên bác, nhất là đối với lịch sử di vật văn hóa tại Giang Thành thì còn nắm rõ hơn xa bọn họ nên thái độ đối với hắn từ sự bài xích cùng khinh thị lúc ban đau nay biến thành một loại tôn trọng từ đáy lòng cổ văn trên thạch bích chỉ có tần truyền lưu Âng là có thể hiểu được. Căn cứ ý tứ văn tự thì hắn suy tính ra, đây hẳn là một trong 19 tòa Phật tháp mà A Dục Vương tu xây dụng và chôn giấu Phật cốt. Nhưng trong văn tự cũng không có nói rõ Phật cối đến tột cùng được chôn giấu ở địa phương nào. Tuy nhiên ngày quốc tế phụ nữ 8 ba năm đó lại trở thành sự kiện mang tinh lịch sử tại Giang Thành. Đội khảo cổ phát hiện ra ở trên phiến đá và mật đất gần góc Tây Nam hơi có bất đồng so với chỗ khác. Dùng gậy gỗ đập vào thì thanh âm có vẻ như gõ vào vật trống rỗng, phía dưới hẳn là có dấu huyền cơ. Đội liền cậy phiến đá lên, sau khi đào lớp đất mặt trên thì phía dưới hiên lộ ra một tòa mật thất nhỏ, bên trong cất giấu một cái bao bố, sau khi cởi bỏ bao bố thì bên trong chỉ có một cái hộp sắt bình thường. Cái hộp sắt này đều khiến cho tất cả mọi người chú ý. Từ lúc khảo cổ đến bây giờ đã phát hiện ra rất nhiều hộp sắt nhưng chôn ở dưới mặt đất thì đây cũng là lần thứ nhất tuy nhiên khóa mỡ lại là một cái bản đồ dạng mê cung. Phải xác định chính xác đồ án thì mới có thể mở hộp sắt ra. Các đội viên đội khảo cổ phải hợp mưu hợp sức hao phí trọn vẹn một buổi sáng mới ghép thành đồ án. Đây là đồ án một vị Bồ Tát ngồi ngay ngắn trên đài sen. Sau khi ghép thành đồ án thì trong hộp sắt phát ra mọi tiếng vang nhỏ rồi cơ quan tự động bắn ra, tuy nhiên trong hộp sắt này lại có một hộp sắt nữa, tổng cộng từ ngoài vào đến trong cùng có đến 7 cái hộp sắt. Đến hộp thứ bảy thì bên trong chứa đầy châu châu báu thạch và một cái hộp bằng vàng, mở cái hộp bằng vàng này ra thì bên trong là một tòa tiểu kim tháp bằng bảo châu. Sau khi mở cái tháp bằng vàng dòng ra thì bên trong có một cái đài sen bằng ngọc, trên mặt có 9 viên cầu màu trắng, khi nhìn thầy thì tất cả mọi người đồng thời nhảy đựng lên. Tổ trưởng tổ khảo cổ, chuyên gia về di vật văn hóa, Trung khoa viện viện sĩ Tiết Văn Hãn ra hiệu ý bảo tất cả mọi người yên lặng sau đó hắn dùng một cái kính lúc quan sát thoáng qua chín viên tiểu cầu này nhưng lại lắc đầu thấp giọng nói, vấp là phỏng chế phẩm bằng ngọc. Ánh mắt tần truyền lương rơi vào cái hỗ sắt vừa bị đào móc lên rồi lại dùng sẻng sắt tiếp tục đào xuồng phía dưới, không lâu sau lại gặp trở ngại. Phía dưới cư nhiên còn có một cái hộp sắt nhỏ hơn, hộp sắt này cũng không có khóa nên tần truyền lưu ân rất dễ dàng mở ra được, cái đầu tiên đập vào mắt bắn là hai viên thủy tinh châu một lớn một nhỏ nằm liền một cái hộp sắt nữa được bọc ngoài bởi một tấm lụa mỏng màu đen. Trong hộp sắt này lại chưa một hộp gỗ bằng đàn hương, trong hộp gỗ đàn hương lại chúa một hộp thủy tinh, cuối cùng là trong hộp thủy tinh là một cái ngọc quan. Tất cả mọi người đều tập trung chú ý tới cái ngọc quan nho nhỏ này. Tiết Văn Hãn và Tần Truyền Lương liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đều nhìn thấy vẻ kích động trong mắt đối phương. Tiết Văn Hãn khẽ gật đầu ý bảo đem cơ hội kích động nhân tâm này giao cho tần truyền lương. Tần truyền lương run giấy giờ vào phía trên ngọc quan sau đe khẽ đẩy cái nắp quan ra. Nắp quan vừa hế đã thấy bên trong có một khỏa xá lợi màu hồng trong suốt. Mọi người cơ hồ là đều ngừng thở, không thể khống chế được nhịp tim của mình mà nhìn chăm chú vào khỏa tinh thể màu hồng kia. Tiết văn Hãn một lần nữa dùng kính lúc cẩn thận quan sát viên xá lợi này, soi đến gần 20 phút thời gian rồi hắn mới dùng thanh âm run rẩy nói, xá lợi Phật tổ, huyết xá lợi. Trong hiện trường chợt vang lên tiếng hoan hô như sấm dậy, tất cả thành viên đoàn khảo cổ đều kích động nhảy dựng lên. Tiết Phan Hãn và Tần Truyền Lương bắt tay nhau trong khi ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào khỏa huyết xá lợi kia. Xá lợi có màu đỏ hẳn là nhục thân xá lợi, cái này đại biểu cho vô thượng thánh vật của Phật giới. Xá lợi Phật tổ chân thân rốt cục đã hiệu thân trong Phật quang tháp dưới địa cung của Nam Lâm Tự. Tần Truyền Lương không biết mình đã đi ra khỏi hiện trường khảo cổ như thế nào nữa, mãi khi lên tới mặt đất nhìn phía trời chiều ửng đỏ bóng hoàng hôn thì hẳn cảm thấy hết thảy như mộng trương dương cũng nghe được tiếng hoan hô từ hiện trường hắn đi tới bên người tân truyền lưu ơn thấp giọng nói tần thúc thúc phát hiện ra xá lợi phật tổ a à. tần truyền lương gật nhẹ đầu hắn vẫn đang đắm chìm trong vui sướng quá mức trọng đại thật sự mà thật sự a à. sau khi tìm được câu trả lời từ tần truyền lương trương dương chỉ là cười nhan nhạt hắn không có hưng phấn như lão chuyên gia khảo cổ này vì đối với hắn mà nói xá lợi Phật tổ bất quá chi là di cốt Phật tổ mà thôi. Hắn cũng không tin vào Phật, cái mà trương đại quan nhân coi trọng nhất của xá lợi Phật tổ thì là chỗ tốt mà nó có thể mang đến cho du lịch Giang Thành, đó là có thể thu hút đại lượng khách du lịch tới đây, hắn rất nhanh quay trở về trụ sở thông báo tin tức tốt này cho Lý Trường Vũ. Việc tại Nam Lâm tự phát hiện ra xá lợi Phật tổ tựa như một tiếng sấm giữa mùa xuân làm chấn động Giang Thành đại địa. Thị ủy Giang Thành triệu tập cuộc họp khẩn cấp, tại hội nghị, Thường vụ thị ủy kiêm phó thị trưởng Lý Trướng Vũ phát biểu cần nhân cơ hội phát hiện ra xá lợi Phật tổ này mà đẩy mạnh thu hút khách du lịch tới Giang Thành đồng thời yêu cầu thành phố gia tăng đầu tư và đẩy nhanh tiến độ tu kiến Nam Lâm tự. Tuy nhiên, đề nghị của hắn lại bị quyền thị trưởng Tả viên Triệu phản đối, lý do của Tả viên Triệu rất đơn giản là làm công tác lãnh đạo phải suy nghĩ cho toàn cục. Phải có cái nhìn đại cục không thể bởi vì có chuyện thay đổi lãnh đạo mà thay đổi phương án cải cách đã trải qua nhiều lần luận chứng. Khách du lịch đương nhiên cần phát triển nhưng phải đảm bảo phù hợp với đại cục phát triển của Giang Thành, phải phân biệt được việc chính yếu và thứ yếu, việc cấp bách trước mắt là phải đẩy nhanh quá trình cải cách bên trong các xí nghiệp, thay đổi cơ bản về diện mạo ngành công nghiệp vốn giả cỗi của Giang Thành, vì vậy không phải một viên xá lợi Phật tổ là có thể giải quyết được căn bản vấn đề. Tả viên triệu tại lúc cuối cùng chỉ rõ, chúng ta không phủ nhận ảnh hưởng của xá lợi Phật tổ đối với du lịch của Giang Thành nhưng cần nhớ kỹ, chúng ta đều là đảng viên, là người vô thần, cái chúng ta thờ phụng là chủ nghĩa ma Lenin nên không thể để một chút thành tích khảo cổ làm cho suy nghĩ mơ hồ. Những lời này rõ ràng là thấy trực tiếp chỉ mũi dùi vào Lý Trường Vũ. Tuy nhiên Lý Trường Vũ cũng không lựa chọn đối chọi gay gắt với tả viên triệu mà nói, tả thị trường nhắc nhở rất đúng tuy nhiên chính sách tôn giáo của quốc gia chúng ta thì các vị cũng rất rõ, Ta hôm nay đề nghị như vậy thực sự không phải là vì đả tông bài giáo gì mà là muốn nương theo lần xuất hiện này của xá lợi Phật tổ mà thúc đẩy phát triển kinh tế của Giang Thành mà thôi. Việc tu kiến Nam Lâm tự đã làm tốt nhưng nếu có xá lợi Phật tổ thì vô luận là quy mô hay cấp bậc đều có sự gia tăng hơn một cấp bậc. Về tài chính hiện nay chúng ta đã đầu tư cho Nam Lâm tự được là bao nhiêu? Lý Chuông Vũ dừng lại một chút vừa rồi đề cao âm điệu, lớn tiếng nói: "200 vạn." Chỉ có 200 vạn thì có thể làm được cái gì? muốn tại Giang Thành Thành mà lập nên một khu du lịch cấp quốc gia thì 200 vạn có đủ sao? 200 vạn này có thể thể hiện sự quan tâm chú ý của lãnh đạo Giang Thành chúng ta đối với công tác du lịch sao? Lý Trường Vũ lắc đầu nói, còn xa mới đủ, cho nên tôi đề nghị chúng ta phải làm ra phản ứng tích cực, đẩy nhanh hơn tốc độ tu kiến Nam Lâm Tự, bên cạnh đó cần duy trì và đầu tư thêm tài chính cho việc tu kiến. Tả viên triệu lại lạnh nhạt cười nói, đồng chí Trường Vũ, Lòng nhiệt tình công tác của đồng chí ta hiểu được, ta cũng rất muốn vì Giang Thành làm việc, ta cũng rất muốn nhanh chóng thay đổi diện mạo dơ giấy bẩn thỉu một thành phố Giang Thành công nghiệp già nuôi nhưng hình hình tài chính của thành phố thì ngươi cũng rõ đấy. Ta là người soát thân từ ngành tài chính nên ta có thể nói cho ngươi bia, tài chính của Giang Thành mỗi một phần tiền đều đã có kế hoạch sử dụng rồi, việc xuất ra 200 vạn này để duy trì tu kiến đã là việc rất khó rồi. Nếu như bất cứ chuyện gì đều muốn dựa vào ngân sách chính quyền thì như vậy chúng ta lấy cái gì mà đi cải cách hệ thống xí nghiệp, lấy cái gì mà hỗ trợ nông dân, lấy cái gì để duy trì hệ thống giáo dục cũng như các ngành các nghề khác, không chỉ riêng ngành du lịch cần tiền đâu. Đồng chí Trường Vũ, trong quá khứ lúc người đang đảm nhiệm làm bí thư huyện Xuân Dương đã có tiền lệ khai phá du lịch thanh thai sơn băng nguồn vốn từ bên ngoài đó sao, đó là tiền lệ thành công mà. Xuân Dòng có thể khai thông được thì tại sao Giang Thành lại không thể? Bí thư thị ủy Hồng Vĩ cơ bảo trì sự trầm mặc rất lâu, không chỉ hắn mà mỗi một ủy viên thường vụ thị ủy đều cảm thấy được. Lúc này thị trường tả viên triệu cùng với ủy viên thường vụ phó thị trưởng Lý Trường Vũ đang nảy sinh mâu thuẫn càng lúc càng sâu. Quan điểm phát triển của bọn họ đối với Giang Thành hoàn toàn bất đồng, loại mâu thuẫn này theo thời gian và trong quá trình cải cách thì càng trở nên sâu sắc. Sợ rằng cuối cùng có một ngày mâu thuẫn giữa bọn họ sẽ trở nên không thể thu thập được khi sự tranh chấp phát triển đến giai đoạn nhất định thì bí thư thị ủy Hồng Vĩ Cơ phải chặn lời nói, Hàn chậm rãi đặt chén trà xuống cười nói các đồng chí nói đều rất có đạo lý. Lý phó thị trưởng muốn phát triển kinh tế Giang Thành, lòng nhiệt tình thật đáng khen nhưng tả thị trưởng đối với đại cục kinh tế Giang Thành cũng có nhận thức cực kỳ toàn diện, cải cách là tất yếu, đối với chúng ta những người thực hiện công tác cải cách thì mỗi lần đưa ra quyết định, cái đầu tiên phải lo lắng là nhập ra tùy tục, cần tìm được điểm thăng băng giữa lòng nhiệt tình làm việc cùng với sự thật. Nghe đến đây thì mọi người đều hiểu Hồng Bí thư của chúng ta chính là một nhân vật ba phải. Từ khi chính đàn Giang Thành xảy ra phong vân biến hóa nhiều lần thì khẩu khí của Hồng Vĩ Cơ rõ ràng là đã hạ thấp rất nhiều. Trong mắt các ủy viên thường ủy thì hắn làm như vậy là để tự bảo vệ mình đồng thời cũng là một loại biểu hiện của lãnh đạo thiếu đi mị lực. Hồng Vĩ Cơ nói, "Xá lợi Phật tổ đối với Giang Thành mà nói là cơ hội tốt để mở rộng ảnh hưởng ở quốc nội." Như vậy đi tôi đề nghị bổ sung cho công trình tu kiến Nam Lâm tự thêm 300 vạn. Nghe vậy nhưng tả viên triều lại tỏ vẻ không có ý kiến gì. Lý Trường Vũ hiển nhiên đối với kết quả này cũng không hài lòng nhưng Hồng Vĩ Cơ đã nói như vậy chẳng khác gì là đánh nhịp định án. Dù có tranh cãi nữa thì cũng sẽ không có kết quả gì. 500 vạn thì 500 vạn, mặc dù đối với việc kiến thiết mà nói thì không có tác dụng mấu chót nhưng dù sao có ít còn hơn không về phía chàng diện tài chính Giang Thành eo hẹp đã nằm trong dự liệu của Chuông Dương nhưng hắn giờ đây năm chắc là sau phát hiện về xá lợi Phật tổ thì tin tức này cơ hồ trong vòng một đêm sẽ truyền khắp thân châu đại địa. Sau khi đoàn khảo sát rời Giang Thành đi thì sở yên nhiên cũng gọi điện thoại tới. Nàng và Lâm Tú sau khi chứng thật tin tức này thì đã sơ bộ xác định việc đầu tư vào đây nhưng mà trước đó nàng phải tự mình đi Mỹ một chuyến, đi gặp vị bà ngoại gia sản hàng ti đô la kia. Khoản đầu tư này không nhỏ nhưng mà có hào quang của xá lợi Phật tổ hoàn toàn bao phủ đã làm cho nàng đối với tương lai của Nam Lâm tự tràn đầy tin tưởng nhưng đồng thời sở yên nhiên lại đưa cho Chuông Dương một đống vấn đề. Nàng sơ bộ vạch ra kế hoạch nắm lấy thị trường bất động sản. Tại thời điểm khai phá du lịch này, toàn bộ sản nghiệp của Chuông đại quan nhân đều là ôm nước phù sa không chảy ruộng người. Tuy nhiên bây giờ là lúc việc tu kiến cảnh khu cần có tài chính thì hắn không cần suy nghĩ gì mà một lời đáp ứng ngay xá lợi Phật tổ xuất hiện khiến cho rất nhiều thương nhân nghĩ đến cơ hội kinh doanh, thân là phú thương bản địa Giang Thành, Phương Văn Nam tất nhiên cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Trong khoảng thời gian này hắn một mực chú ý đến thị trường buôn bán đất đai tại Đông Giang nhưng người chủ sự không biết xuất phát từ mục đích gì mà lại kéo dài ngày đấu giá tới trung tuần tháng 4. Hắn cơ hố có hơn phân nửa thời gian đều ở Đông Giang nên những vấn đề cụ thể chi tiết cùng khơi thông đều cần đến hắn đích thân tiến hành. Phương Văn Nam lúc ngồi trên ô tô quay về Giang Thành cũng nghe được tin tức. Tô Tiểu Hồng Nguyên bản đang tựa vào bả vai hắn ngủ nhưng khi nghe được xá lợi Phật Tổ hiện thân ở Giang Thành thì cũng rụi rụi con người ngồi dậy nói thiệt hay giả trời. Nam Lâm tự rách nát kia mà lại có xá lợi Phật Tổ a? Phương Văn Nam nghe được rành mạch trong tin tức đã xác nhận việc xá lợi Phật Tổ là chân thật. Hắn chợt nhớ tới lúc trước Trương Dương đã động viên hắn đầu tư vào ngành du lịch ở Giang Thành nên không khỏi cười nói xá lợi Phật tổ hiện thân ở Giang Thành, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, tất nhiên chấn động cả giới Phật giáo. Tô Tiểu Hồng Sưng Kỳ nói, vận khí của Chuông Dương quả nhiên rất tố, mới đến đây vài ngày đã gặp loại chuyện tốt này, chiến tích, đây là chiến tích lớn A. Phương Văn Nam cười nói, lập tức liên lạc với hắn, đêm nay ta mời hắn dùng cơm. Tô Tiểu Hồng lười biếng ngáp một cái nói, lại là ăn cơm, tại Đông Giang này cơ hồ ngày nào cũng ăn tiệc, cái này còn chưa tới Giang Thành ngươi đã chuẩn bị mời người ăn cơm, Người không mệt mỏi còn ta mệt mỏi phương văn nam cười ha ha nói việc buôn bán thời gian căn bản là không thuộc về mình ta đột nhiên có hứng thú đối với nam lâm tự a đêm nay nhất định phải cùng trương dương gặp mặt tiền 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 ngươi suốt ngày đã nghĩ đến kiếm tiền khi nào thì trong nội tâm có thể an tĩnh lại phương văn nam cười ôm cái eo nhỏ của tô tiểu hồng hắn nói ngươi không nghĩ ta lúc nào cũng muốn mang ngươi theo mời đang nói chuyện thì điện thoại của tô tiểu hồng đột nhiên vang lên Phương Văn Nam liếc qua, từ dãy số đã nhìn ra là bí thư thị ủy Hồng Vĩ Cơ gọi đến, hắn quay mặt đi nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Tô Tiểu Hồng nhẹ nhàng cắn cắn môi, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Phương Văn Nam. Rồi lúc này mới nghe điện thoại, này, từ đầu điện thoại bên kia truyền đến thanh âm trầm thấp của Hồng Vĩ Cơ, tối nay tới đây một chuyến. Trên mặt Tô Tiểu Hồng lóe lên một tia chán ghét, nàng cúp điện thoại nhìn sang Phương Văn Nam vẻ mặt bình tĩnh như trước, tâm tình phức tạp tới cực điểm nói: "Ta Phương Văn Nam vỗ nhẹ nhẹ lên đùi nàng nói, đừng quên hỏi hắn, việc khai phá khu đất kia khi nào thì mới có thể bắt đầu được. Tô Tiểu Hồng cảm thấy trong mũi đau xót nước mắt tràn mi nhưng mà nàng vẫn nhịn được. Khóe môi nổi lên một tia mê người vui vẻ nói, nhưng hắn là lão hồ ly ăn tươi nuốt sống người mà không nhả xuông. Phương Văn Nam lạnh nhạt cười nói, cho dù là hồ ly giảo hoạt thì cũng chạy không thoát thợ săn và súng săn. Sau khi bữa tiệc bắt đầu, điện thoại của Trương Đua ân vang lên không ngừng, Phương Văn Nam có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, hắn nghe ra nội dung các cuộc điện thoại 10 phần đều là hỏi về việc đầu tư vào Nam Lâm Tự. Không thể tưởng được việc xá lợi Phật tổ xuất hiện có ý nghĩa đối với Giang Thành lớn hơn trong tưởng tượng nhiều lắm. Trương Dương để điện thoại xuống, cười khổ lắc đầu nói, xá lợi Phật tổ vừa xuất thế, tất cả mọi người đều thấy được đây là cơ hội kinh doanh lớn. Trong quá khứ ta cầu xin tài trợ thì chẳng ai nhòm mó đến, giờ đây thì tốt rồi, cả một đám tranh nhau vội vàng tống tiền cho cảnh khu chủ ủy. Phương Văn Nam cười nói, miễn phí quyên tặng nhưng không phải là miễn phí. Trương Du Ân nheo hai mắt lại bưng chén rượu lên uống một hớp nói, thiên hạ nào có bữa cơm nào miễn phí, thương nhân các ngươi đều là người khôn khéo, suy nghĩ đều là vì ích lợi tương lai cả. Phương Văn Nam nói, nghe nói thành phố chỉ chi 500 vạn cho việc tu kiến cảnh vật tại Nam Lâm tự, công trình lớn như vậy, quy mô hùng vĩ như vậy thì chút tiền ấy căn bản là như muối bỏ biển à. Còn không phải sao? Cái 500 vạn này vẫn là do Lý Phó thị trường thật vất vả mới tranh thủ được. Tại Giang Thành muốn làm việc gì cũng rất khó khăn, các người những thổ tài chủ đều rất keo kiệt. Phương Văn Nam cười nói, ta cũng muốn đầu tư nhưng mà giờ đây không rút tiền ra được. Đông Giang sắp diễn ra buổi đấu giá đất, nếu như có thể lấy được mảnh đất kia thì chỉ sợ ta quăng tất cả tiền hiện có cũng không đủ nên không còn tiền nhàn dỗi đầu tư vào cảnh khu của các ngươi. Trương Dương nói, thời gian gần đây có không ít người muốn đầu tư nhưng mà đại đa số đều là một ít con tôm nhỏ mà cá mập thì lại chưa thấy đâu. Lời nói còn chưa dứt thì trong tay hắn điện thoại lại vang lên. Lần này điện thoại là An Đức Hằng gọi tới, trong ấn tượng của Trương Dương thì người này rất ít khi chủ động cùng mình liên lạc. Trương Dương nhìn số điện thoại cười nói, vừa nói không có cá mập thì cá mập đã tới rồi, rồi hắn nghe điện thoại. An Đức Hằng nói chuyện rất trực tiếp, Trương chủ nhiệm có khỏe không? ta muốn nói với ngươi về chuyện đầu tư. Giờ đây Trương Dương thân kiêm phó chủ nhiệm cục chiêu thương cả Giang Thành, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng trong việc tu kiến Nam Lâm Tự thì vẫn có quyền lực nhất định vì dù sao phía sau hắn vẫn có lý trưởng vũ, vị thường vụ phó thị trưởng này này cường lực duy trì. Trương Dương đối với An Đức Hằng mặc dù không có bất luận hảo cảm gì nhưng hắn cũng không có quên một cái. Đó là thân phận, hắn là một trong bốn cán bộ cấp phó thuộc cơ quan quốc an an ninh quốc gia, Tả Triều Huy và Triệu Quân giao cho hắn nhiệm vụ nhìn chằm chằm vào mọi cử động của An Đức Hằng tại Giang Thành. Trương Dương là người có trách nhiệm, trong khoảng thời gian này hắn đã được cục quốc an chi trả không ít, mỗi tháng còn cầm tiền lương của cục quốc an nữa. Lấy tiền tài của người thì phải thay người tiêu tai, dù sao cũng phải giúp nhân gia làm chút chuyện, huống chi thằng nhãi này trong lòng còn ôm một cái tâm lý. Đó là giờ đây Nam Lâm tự đang trong giai đoạn kiến thiết mấu chốt. An Đức Hằng lại hiện là trưởng môn nhân của An gia tài lực của hắn rất hùng hậu, vô luận mục tiêu đầu tư của hắn là cái gì thì chỉ cần có thể thu hút được khoản đầu tư đại thủ bút thì cho dù bản chất là viên đạn bọc đường cũng không đáng lo lắng. Trương Dương sẽ thu lấy lớp đường bọc bên ngoài còn đạn pháo thì trả lại cho hắn đi. Trương đua Ân cười nói, An Tiên Sinh đang ở nơi nào? An Đức Hằng mỉm cười nói, hỏi như thế thì Trương chủ nhiệm có thuận tiện gặp mặt không? Trương Dương nhìn đồng hồ nói, một giờ sau, chúng ta gặp nhau ở Minh Hồ Trà Quán. Sau khi cúp điện thoại, Trương Dương nhìn về phía Phương Văn Nam ấy nấy cười nói, hai ngày nay sự tình quá nhiều, ta loay hoay đều đầu óc choáng váng. Phương Văn Nam cười nói, một cá nhân năng lực và tinh lực đều có hạn, người nên lo lắng tìm vài gã trợ thủ đắc lực. Trương Đua Ân gật nhẹ đầu nói, đúng rồi, người đêm nay mời ta ăn cơm không phải chỉ là để giao tình đơn giản như vậy a, à, có chuyện gì cứ việc nói thẳng ra. Phương Văn Nam trước mặt Trương Dương cũng không có dấu giếm nói, nghe nói Nam Lâm tự lần này liên quan đến công trình rất lớn, ta muốn người hỗ trợ ta tham gia việc kiến thiết. Nghe nói vậy Trương Đương cười nói, cho ngươi tham dự vào không phải là vấn đề lớn nhưng có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi trước, xem ngươi có thể thừa nhận được không. Phương Văn Nam cười nói, chỉ cần trong phạm vi ta có thể thừa nhận được, hơn nữa lần này quy hoạch công trình lớn như vậy, một cái bánh ngọt lớn như vậy không phải một nhà có thể nuốt trôi được nên ta muốn tham dự vào audio điện tử võ tấn bền Kiếm tiền đương nhiên tốt nhất, nếu như không có lợi nhuận gì thì coi như là vì sự nghiệp du lịch của Giang Thành dâng hiến một phần lực lượng. Trương Dương Minh Bạch Phương Văn Nam bảy giờ đối với tương lai của khu du lịch Nam Lâm tự cũng không có hoàn toàn tin tưởng, hắn vẫn đang ôm thái độ chờ xem nhưng lại không muốn bỏ qua cơ hội kiếm tiền cho nên mới đưa ra yêu cầu như vậy. Cô luận theo giao tình giữa hắn và Phương Văn Nam thì vẫn có thể kêu lọi Phương Văn Nam đến đầu tư khi cần nên Trương Đu ân cũng sẽ không cự tuyệt yêu cầu này của hắn. So với ước định An Đức Hằng đèn sớm 5 phút đồng hồ, cái 5 phút đồng hồ này biểu hiện thành ý của hắn và cũng biểu hiện ra sự tôn trọng của hắn đối với thân phận của Trương Dương. Trương Đu ân đúng giờ tới Minh Hồ trà quán, tiến vào phòng do An Đức Hằng an bày rồi bắt tay An Đức Hằng nói, xấu hổ quá vì đã khiến cho An Tiên sinh đợi lâu sau đó đem di động cùng bao da đặt lên trên bàn đưa tay bưng chén trà tây hồ long tĩnh uống một ngụm rồi nói trà búc minh tiền trà long tĩnh không tệ thật rất không tồi an đức hằng cười nói đây là trà mới làm nay vừa được đưa ra thị trường an tiên sinh yêu mến sự mới lạ y trương dương một câu hai ý nghĩa nói an đức hằng gật đầu nói càng là sự vật mới lạ thì tiềm lực phát triển càng lớn đương nhiên nguy cơ cũng càng lớn trương chủ nhiệm Lần này ta mời ngươi tới là muốn nói chuyện về cảnh khu Nam Lâm tự. Trương đua ưng chậm rãi buông trà chén nhỏ, cũng không biểu hiện ra vẻ hưng phấn mà lạnh nhạt nói, An tiên sinh quyên tặng 100 vạn đô la Hồng Kông, ta còn chưa kịp nói cảm ơn đối với An tiên sinh. An Đức Hằng cười nói, ta cùng Trương chủ nhiệm giao tình cũng không phải một ngày hai ngày cho nên có mấy lời ta muốn nói thẳng. Trải qua thương nghị của ban giám đốc, chúng ta quyết định đầu tư thêm vào nội địa, trong đó sẽ bơm thêm tiền vào khu du lịch Nam Lâm tự trương dương khi tới gặp an đức hằng cũng đã đoán được dụng ý của hắn quả thật tài chính của an ra đối với trương đương mà nói có sức hút hấp dẫn rất lớn nhưng trương dương đối với an đức hằng thủy chung vẫn tồn lại tâm lý đề phòng đầu tư thì hắn không phản đối nhưng trước tiên phải làm rõ mục tiêu cửa an đức hằng khi đầu tư vào đây trương dương mỉm cưới nói an tiên sinh đối với sự phát triển của nam lâm tự cảnh khu rất có lòng tin a à. an đức hằng gật đầu nói chúng ta và ban giám đốc của thế kỷ an thái đã khẩn cấp bàn bạc sở bộ đã quyết định xuất ra 2 triệu đô la Hồng Kông để đầu tư vào việc kiên thiết khu du lịch Nam Lâm Tự, biến nó thành điểm du lịch lớn nhất Giang Thành. Tương lai sẽ xây dựng nó và núi Thanh Sơn thành hai khu hô ứng lẫn nhau. Không hổ là đại gia đất Giang Thành, An Đức Hằng mở miệng đã nhả ra 2 triệu USD Hồng Kông khiến Trương Dương cũng chấn động. 2 triệu, như vậy hết thảy mọi khó khăn trong việc kiên thiết công trình đều được giải quyết dễ dàng nhưng Trương Dương cũng minh bạch, An Đức Hằng sẽ không hảo tâm như vậy, không duyên cớ vô cớ đầu tư 2 triệu HKD cho Giang Thành, hắn nhất định là có mưu đồ gì đây. Quả nhiên không ra ngoài sự liệu của Trương Dương, Ăn Đức Hằng rất nhanh liền đem dụng ý thực sự lộ ra, 2 triệu này không phải là không có ràng buộc đầu tư, công ty sẽ nhanh chóng đưa ra kế hoạch đầu tư, hình thức phân chia lợi nhuận. Sau khi mở ra khu du lịch thì từng bước thu hồi đầu tư, ngoài ra còn có một điều kiện kèm theo. Nghe nói có một khu nhà sắp phá bỏ và rời đi nơi khác ta hy vọng sẽ lấy được quyền khai thác mảnh đất này. Trương Dương nhíu mày, tin tức của An Đức Hằng thật sự là linh thông ai, hắn đã sớm hiểu rằng trong thiên hạ không có sự tình dễ dàng như vậy, chỉ là không có nghĩ đến An Đức Hằng cũng nhìn chúng vào mảnh đất này. Hắn và Sở Yên Nhiên có điểm chung là anh hùng sở kiến giống nhau. Nhớ tới chuyện mình đã đáp ứng Sở Yên Nhiên trước, trong đáy lòng Trương Dương lập tức cự tuyệt yêu cầu của An Đức Hằng nhưng ngoài miệng thì không nói ra mà mỉm cười nói, "An tiên sinh ta chỉ là người phụ trách dự chủ kiến thiết khu du lịch Nam Lâm Tự, nói toạc ra là một chân chạy, người có ý nguyện muốn đầu tư thì ta rất hoan nghênh nhưng về điều kiện của ngài thì ta giờ đây không cách nào trả lời được. Hơn nữa ta cũng không có quyền trả lời ngài, hay là chờ ta báo cáo lãnh đạo rồi hãy nói. Trương Dòng nói lời này cũng rất hợp tình hợp lý. An Đức Hằng gật nhẹ đầu cười nói, nếu như muốn phát triển du lịch của Giang Thành thì nhất định phải làm như Thanh Thai Sơn, Nam Lâm Tử và Thanh Thai Sơn sẽ là hai địa điểm có tính đại biểu cho phong cảnh nơi đây. Ta nghĩ về một điểm này thì tập đoàn chúng ta có ưu thế lớn nhất. Chúng ta sẽ thuê đội ngũ chuyên nghiệp đem Thanh Thai Sơn và Nam Lâm Tử tiến hành đầu tư toàn diện. A. Trương Dung cười nói, ta rất chờ mong được hợp tác cùng An Tiên Sinh, hy vọng chuyện này có thể tiến hành thuận lợi. Hắn chủ động bưng chén trà lên đụng chén với An Đức Hằng, dùng trà thay rượu, biểu thị sự hợp tác giữa bọn họ rất có khả năng sau khi biết được mục đích chính thức của An Đức Hằng Trương Dương đối với việc đầu tư của An gia đã không còn có quá nhiều hứng thú, có xá lợi Phật tổ thì việc thu hút đầu tư đã không còn phải là vấn đề quá lớn, hơn nữa sở yên nhiên đã đi Mỹ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nàng hẳn có thể đả động tới bà ngoại nàng tiến hành đầu tư vào Giang Thành và nếu như việc đầu tư khai phá cảnh quan Nam Lâm tự thành công thì kẻ mù cũng có thể nhìn ra được giá trị tương lai cực lớn của mảnh đất liền kề này. Loại chỗ tốt này chuông dương đương nhiên sẽ không tự nhiên đem tiện nghi cho ngoại nhân, đây cũng không phải là thiên vị. Với điều kiện giống nhau lại không trái với tính giai cấp và nguyên tắc đảng thì đương nhiên là muốn chiếu cố cho người một nhà. Nam Lâm tự sau khi phát hiện ra xá lợi Phật tổ đã gây ra chấn động kịch liệt giới Phật giáo trong và ngoài nước không ít nhân sĩ nổi danh trong giới tôn giáo đã nhiều lần đến Nam Lâm tự thỉnh cầu được tiến vào cúng bái thánh vật Phật tổ nhưng bây giờ là lúc đội khảo cổ vẫn đang tiến hành khai quật hơn nữa thường ủy Giang Thành đã có ý kiến chỉ đạo quyết định tạm thời niêm phong Phật cốt bảo quản trong kho nhà bảo tàng Giang Thành. Trước khi đội khảo cổ hoàn thành công việc thì không cần tiếp đón bất luận quan sát viên hay người chiều bái gì cả. Sở yên nhiên mới đi Mỹ được một thời gian ngắn, đến bây giờ vẫn chưa xác định được có đầu tư hay không. Trương Dương sốt ruột gọi điện thoại qua thì mới bia được bà ngoại nàng mới sinh bệnh nặng mà nhập viện rồi. Sở yên nhiên phải ở lại Mỹ chăm sóc bà nên chưa có cơ hội nói đến việc đầu tư vào Giang Thành. Nhưng việc kiến thiết khu du lịch Nam Lâm tự lại như là tên đã lên dây cung, chủ ủy hội phụ trách việc kiến thiết đã trước sau tiến hành mấy lần hội nghị mà vấn đề lớn nhất vẫn là vấn đề tài chính. Sau khi hội nghị kết thúc Lý Trường Vũ giữ Trương Dương ở lại một mình. Lý Trường Vũ vẻ mặt có chút ngưng trọng, Ngữ khí cũng không hòa ái giống như quá khứ, hắn chất vấn, "An Đức Hằng có ý muốn đầu tư mà sao ngươi lại không kịp thòi thông báo với ta?" Tuy nhiên sau khi minh bạch nguyên nhân thì Trương Dương chỉ tủm tim cười nói, "Hắn xác thực có tới tìm ta, nhưng chỉ cần tìm hiểu sơ bộ mục tiêu đầu tư của người này thì ta thấy người này quá nặng về lợi ích. Đầu tư thì đúng là muốn đạt được lợi nhuận lớn nhưng chúng ta có xá lợi Phật tổ nơi tay, giờ đây có rất nhiều người muốn đầu tư vào Nam Lâm tự do đó quyền chủ động nằm trong tay chúng ta." Ta phải cân nhắc trong hợp tác điều kiện của bọn họ, xem xét ai là người có thể giúp cho tương lai phát triển của nơi đây có lợi nhất, ai có chân tâm thật ý muốn trợ giúp Giang Thành phát triển. Hơn nữa ngày ngày có trăm công ngàn việc, loại chuyện nhỏ nhặt này ta cũng không muốn phiền toái đến ngài, ta muốn chờ sau khi sự việc có một kết quả sơ bộ thì ta sẽ trước tiên thông chi cho ngài. Lý trướng vũ nhịn không được mắng, hồ đồ, khoản đầu tư 2 triệu mà còn gọi là việc nhỏ sao. Tiểu tử ngươi định lừa trên gạt dưới sao, Ngươi tại sao không nói cho ta biết một tiếng, giờ đây thì tốt lắm rồi. An Đức Hằng nghĩ người có chủ tâm khác nên hắn đã trực tiếp bỏ qua ngươi, vượt qua ta đem kế hoạch đầu tư đưa tới tay tả thị trường đó. Chuông Dương cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ động tác của An Đức Hằng lại nhanh như vậy. Khó trách lý Chuông Vũ có biểu hiện căm tức như thế. Trước lúc tiên hành hội nghị thường ủy không hề có chuẩn bị khiến cho hắn bị thị trường tả viên triệu chém giết trở tay không kịp tả viên triệu thậm chí còn phê bình hắn làm việc không tốt, chậm chế cả việc thu hút đầu tư Hong Kong, ảnh hưởng đến sự tích cực của các nhà đầu tư hải ngoại. Lý Trường Vũ cả giận nói, ta mặc kệ người có thành kiến gì đối với An Đức Hằng nhưng người ta một lòng muốn đầu tư, tiền trong tay người ta cũng là tiền thật và hắn cũng vì nghĩ tới quê quán mà đầu tư về, chúng ta cần đối xử công tâm muốn cho hắn cơ hội. Không thể bởi vì chuyện yêu ghét của cá nhân ngươi mà để ảnh hưởng đến sự không chế và phán đoán. Trương Dương nhịn không được nói, ta đồng nhiên muốn thu hút đầu tư nhưng chúng ta cũng cần phải cân nhắc đến điều kiện của bọn họ. Điều kiện của họ rất hà khắc, hắn chẳng những nghĩ đến việc thu hái thành quả sau khi khu du lịch mở ra mà còn muốn đạt được quyền khai thác mấy mảnh đất kia. Điều kiện như vậy há có thể đàm phán được. Người nói cho ta biết, bây giờ còn có ai có thể một tay xuất ra khoản đầu tư 2 triệu. Lý Trường Vũ giận dữ hỏi. Trương Dương không phản bác được, trong nội tâm hắn vẫn có khuynh hướng nghiên về Sở Yên Nhiên nhưng Sở Yên Nhiên đến bây giờ cũng không có tin tức chính xác nào. An Đức Hằng thật sự là hèn hạ a, à. thừa dịp trong khoảng thời gian này đã đánh tới chỗ Tả Viên Triệu đồng thời đâm một đao sau lưng Lý Trường Vũ và hắn. Chuông Dương thấp giọng nói, còn có một khoản đầu tư nữa rất nhanh sẽ được xác định. Ta nghĩ cứ chờ tổng họp lại đã rồi mới đưa ra quyết định. Lý Trường Vũ lớn tiếng nói, giờ đây không phải là lúc người quyết định vấn đề nữa sự tình đã đi quá xa rồi, giờ đây vài vị trong thường ủy đối với cách làm của ngươi đều không lý giải được. Ngươi tùy phụ trách việc kiên thiết nam lâm tự, ngươi mặc dù là phó chủ nhiệm phụ trách chiêu thương nhưng ngươi không có quyền quyết định việc lấy hay bỏ một số tài chính lớn như vậy. Ngươi nên rõ ràng quyền hạn và chức trách của mình. Trương Dung nhíu mày nói, chức trách của ta chính là xây dựng tốt khu du lịch nam lâm tự nhưng điều kiện tiên quyết là giữ gìn lợi ích của quốc gia, ta tận lực giảm thiếu số tiền đầu tư quốc gia phải bỏ ra. An Đức Hằng xuất ra 2 triệu thì có gì đặc biệt hơn người? Tiền này cũng không phải cho không mà cũng không phải chỉ có một mình hắn nguyện ý đầu tư. Ta dựa vào cái gì mà nhất định phải nhận tiền của hắn? Ta đã nói với ngươi quá nhiều lần rồi, vấn đề không phải là chuyện yêu ghét của cá nhân ngươi. Tiền của An Đức Hằng cũng không phải là đầu tư cho cá nhân ngươi mà là đầu tư cho Giang Thành, đầu tư cho quốc gia, ngươi không có quyền quyết định. Lý Trường Vũ hầm hừ dẫm nát mấy cái đầu mẩu thuốc lá đứng dậy cầm bản kế hoạch đầu tư ném cho Trương Dương nói, chính mình hảo hảo nhìn xem đi, kế hoạch của An Đức Hằng làm rất không tồi. Ta không sợ nói cho người biết, lãnh đạo thị ủy đã sơ bộ đồng ý tiếp nhận việc đầu tư của An Đức Hằng. Lý Trướng Vũ nói xong thì nghênh ngang rời đi, hắn sở dĩ phẫn nộ cũng là bởi vì Trương Dương trước sau không có tiết lộ ra nửa điểm phong thanh với hắn. Mãi đến lúc tả viên triệu ném ra bản kế hoạch đầu tư của An Đức Hằng thì Lý Trường Vũ căn bản là vô lực đánh trả, do không biết nên hắn lâm vào cục diện bị động bị đánh. Lúc này tả viên triệu lại cực lực ủng hộ An Đức Hằng đầu tư vào đây. Từ trước tới nay Lý Trướng Vũ đều cẩn thận phòng thủ. Hắn cẩn thận kinh doanh trong phạm vi công việc mình được phân công nhưng sự kiện An Đức Hằng đầu tư khiến cho tả viên triệu đã thò tay vào phạm vi quyền lực của hắn khiến cho hắn mất hết mặt mũi. Từ việc xử lý sự kiện này có thể thấy được trên phương diện chính trị Trương Dương còn rất chưa thành thục lúc xử lý đại sự vẫn còn để quá nhiều yếu tố cảm tính cá nhân xen vào lần giao phong này lý trường vũ đã thua trước một hồi hắn chủ quản du lịch sớm đưa ra bài kiến thiết nam lâm tự nhưng việc lo tài chính cho việc kiên thiết lại chậm chạp mà nguyên nhân là do trương dương cố tình trì hoãn khiến cho an đức hằng ngược lại quay về phía trận doanh của tả viên triệu nếu như an đức hằng có thể thực sự đầu tư vào đây thì sau khi đầu tư thành công khu du lịch nam lâm tự trên sổ công lao cái tên đầu tiên được viết chỉ sợ cũng không phải là Lý Trường Vũ Hắn mà chiến tích huy hoàng này 10 phần là sẽ rơi vào tay thị trường tả viên triệu. Trong lòng Lý Trường Vũ buồn bực tới cực điểm, hắn đột nhiên có loại cảm giác vì người khác mà may quản áo cưới. Lý Trường Vũ đi rồi, Trương dòng lâm vào trầm tư bình tĩnh xem xét lại. Hắn nhận ra về sự kiện An Đức Hằng đầu tư hắn xác thực đã để quá nhiều cảm tính xen vào. Dưới điều kiện ngang nhau thì hắn nhất định sẽ lựa chọn sở yên nhiên nhưng lại có tình huống này phát sinh là vì sở yên nhiên chậm chạp không cách nào xác định được việc đầu tư cho nên mới để cho An Đức Hằng thừa cơ chui vào. Bởi vì sự kiện này mà Chuông Dương cũng sinh ra cảm giác bị thất bại mãnh liệt. Xem ra, An Đức Hằng còn lợi hại hơn nhiều so với dự đoán của hắn. Loại tâm tình buồn bực này còn một mực lan tràn đến sau giờ ngọ ngày hôm đó. Tần Thanh cuối tuần về nhà cũng phát hiện tâm tình hắn có chút không đúng, hỏi khẽ ngôi làm sao vậy giống như là có chút không thoải mái. Trương Đu Ân cười rồi có chút miền cưỡng, hắn cũng không có dấu diếm đem chuyện phát sinh kể cho Tần Thanh một lần. Tán Thanh không khỏi nở nụ cười nói, không ai có thể hiểu rõ sự phản cảm của Trương Đu Ân đối với An Đức Hằng hơn nàng mà sự phản cảm này có một bộ phận rất lớn là vì nàng. Tần Thanh nói, luận sự thì ngươi xác thực là nên đem chuyện này báo cáo thượng cấp trước. Dấu diếm khoản đầu tư 2 triệu không phải là việc một kẻ hạ cấp nên làm ta xem ra lý phó thị trường tức giận như vậy, 10 phần là do bị ngươi khiến cho hắn bị động, khiến cho An Đức Hằng đem chuyện đầu tư đưa sang tả thị trường. Sau nạp chiến tích sẽ là của tả thị trường, các người vất vả bày ra kế hoạch kiến lập nam lâm tự, thật vất vả mới có điểm khởi sắc mà danh tiếng lại bị người khác quốc đi. Tần Thanh nói rất trực tiếp, thời gian nàng tiến vào quan trường so với Trương Dương thì lâu hơn nhiều nên việc đánh giá sự tình tất nhiên cũng sắc bén hơn so với hắn nhiều. Nàng xem ra quyền thị trường tả viên triệu cùng thường vụ phó thị trưởng lý trường vũ tồn tại mối quan hệ cạnh tranh kịch liệt. Trước khi xác định vị trí thị trưởng chính thức thì hai người bọn họ cũng đều còn có cơ hội cho nên chiến tích đối với bọn bọn họ mà nói là rất trọng yếu. Lý trường vũ trong việc kiến thiết khu du lịch nam lâm tự cơ bản là bị chiếm hết tiên cơ. Trong lúc nhất thời hắn trở thành người được chú mục nhất tại chính đàn giang thành nhưng trước lúc công trình toàn diện khởi động thì tiền đầu tư lại do quyền thị trường tả viên triệu đưa tới. Đối với Lý Trường Vũ mà nói cái này giống như một sự châm chọc lớn lao. Hắn giờ đây uể oải cùng buồn bực thế nào có thể nghĩ. Trương Dương nói: "Kế hoạch đầu tư của An Đức Hằng ta đã xem qua. Ta thừa nhận trong quy hoạch và xây dựng tương lai cho khu du lịch rất có bác sự nhưng mà điều kiện của hắn cũng rất là hà khắc." Tần Thanh cười nói: "Cái mà gian thành thiếu nhất giờ đây chính là tiền, mà An Đức Hằng lại có thể đem 2 triệu tài chính đến, nói cách khác" hắn đang nắm quyền chủ động trong tay nên có đưa ra điều kiện hà khắc tự nhiên là khó tránh khỏi. Trừ phi có một người cạnh tranh mới xuất hiện. Chuông Dương ăn ngay nói thật nói, yên nhiên đã đáp ứng đầu tu, hiện nay đang đi Mỹ thuyết phục bà ngoại nàng nhưng ai nghĩ đến lão thái thái tại thời điểm mấu chốt này lại bị bệnh, bằng không cũng không bị trì hoãn lâu như vậy. Nói cách khác, trong lòng người Thủy chung vẫn không có giữ được công bằng. Người có khuynh hướng nghiên về bên yên nhiên mà không muốn tiếp nhận khoản đầu tư của An Đức Hằng tuy nhiên cũng phải nói dưới điều kiện ngang nhau thì ta đương nhiên cũng sẽ không lựa chọn an đức hằng tần thanh dịu dàng cười nói đã đến chủ trì việc cứu thiết nam lâm tự nếu ngươi muốn công bình công chính thì mặc kệ người đầu tư là ai người đâu cần lo lắng làm gì không nên để cảm tình gì đó ảnh hưởng tới phán đoán của ngươi trương dương ôm eo nhỏ của tần thanh nói một không còn biện pháp nào ta đúng là người trọng tình cảm Tân Thanh cảm giác được hơi thơ nóng rực của thằng nhãi này phả vào cổ mình thì khuôn mặt không khỏi có phần nóng lên. Trương Dương đối với nàng mà nói tựa như là nha phiến, tuy biết rõ ràng là hai người bọn họ có loại cảm tình này là rất không bình thường nhưng hết lần này tới lần khác lại vô pháp cự tuyệt. Nàng xê dịch về phía một bên ôn nhu nói, đang nói chính sự, đừng có hổ đồ. Nhưng Trương Dương không cho nàng đào tẩu, cánh tay nhẹ nhàng ôm của Tân Thanh kéo mặt nàng ôm vào lồng ngực của mình sau đó đưa tay nâng cằm của tần thanh lên ôn nhu hôn lên trên đôi môi nàng. Hai mũi tần thanh hơi thơ có chút mấp máy nhưng đầu lưỡi rốt cục vẫn bị trương đu âm bắt được. Chỉ một lúc sau được trương dương hôn môi cùng vuốt ve mà ánh mắt trở nên như mê đi. Sau khi hôn nhau hồi lâu mới tách ra, nàng nhỏ giọng nói ta đáp ứng. Giữa chưa còn phải đi về nhà ăn cơm mà gã trương dương đáng giận này đã thò bàn tay thăm dò vào trong váy nàng, trêu chọc địa phương mẫn cảm nhất. Tần Thanh bị hắn vuốt ve kiều khu gần như mềm nhũn ra trên ghế sofa, trong mắt chợt trở nên mông lung ướt át. Hô hấp cũng trở nên dồn dập, nàng gắt giọng nói, chưa có bát nháo a." À. Từ chỗ Trương đua Âng đi ra đã là 12 giờ 30 giữa trưa. Tần Thanh chui vào xe Trương Dương, lấy đồ trang điểm ra sửa sang lại đầu tóc, nhìn trong kính thấy mặt mình vẫn đỏ thì không khỏi xấu hổ nhìn về phía Trương Dương hung hăng chừng một cái nhưng chỉ thấy thằng nhài này sau khi thỏa mãn thì vẻ mặt đang cười xấu xa nàng nhịn không được vươn tay véo lên trên cánh tay hắn một cái, bại hoại, lại làm cho ngươi chậm trễ. Trương Dương quầy tủm tỉm nói, ta với ngươi đi ăn cơm, sau đó gặp ba ba của ngươi thỉnh giáo chuyện này. Tân Thanh chảy vuốt tóc, sửa sang lại quần áo mỗi chút rồi mới thở phào nhẹ nhõm nói, ba của ta thời gian gần đây tập trung tinh thần nhào vào địa cung đều là do ngươi làm hại. Thân thể của hắn không tốt, không chịu nổi việc làn qua làm lại như vậy. Trương đua Ân cười nói, ngươi là nữ nhi của hắn nên biết hắn thích gì là người dù sao cũng phải có điểm yêu thích gì đó, người yên tâm đi. Sau này ta sẽ cho hắn dùng một ít bổ dược thì thân thể lão nhạc phụ này sẽ vô cùng cường kiện. Người nói ai là nhạc phụ à? Nói hưu nói vượn, tần thành cười nói. Trương đường nói, hai ta mặc dù không có danh phận nhưng dù sao đã có chuyện này xảy ra. Như thế nào, người không phải là không có biện pháp à? Tần thanh cười mà không nói gì, mới vừa rồi bị thằng nhãi này lăn qua lăn lại thật lợi hại nên người có chút mệt mỏi, nàng tựa lên trên ghế ngồi, nói khẽ cái chết dương thủ nghĩa đối với Xuân Đu Âng gây ra chấn động rất lớn, cục tổ chức cán bộ đã gặp ta nói qua chuyện này. Theo đó thì ủy đã quyết định bổ nhiệm Tần Thanh đảm nhiệm chức vụ bí thư huyện ủy Xuân Dương, còn vị trí chủ tịch huyện sẽ do một vị phó chủ tịch huyện Trác Ninh điều sang tiếp nhận. Trương Dương cười nói, chuyện tốt a, à, ta khổ sở mãi mới có được một cái vị trí cấp khoa, Người bên này đã là bí thư huyện ủy, xem ra ta đây có cả đời thúc ngụa đuổi theo cũng không kịp tốc độ lên trước của ngươi. Tần Thanh mềm mại nói, vô luận ta làm cao đến đâu thì vẫn cam tâm ở phía dưới ngươi. Tố chất của Tần Thanh thật không giống bình thường, trong lời nói như thể bao hàm sự tinh tế mà lại có tình ý triền miên nịnh nọt tình lang mà thỏa mãn lòng hư vinh của Trương Dương. Nghe được câu nói này máu trong huyết mạch Trương Đại Quan Nhân sôi sục, nếu như không phải lúc lái xe thì thằng nhãi này nhất định sẽ tìm một nơi yên tĩnh không có người hung hăng đem bà Tần Bí Thư đặt ở dưới làm việc một phen. Bởi vì là chủ nhật nên phụ tử Tần Truyền Lương đều ở nhà chờ Tần Thanh, khi nhìn thấy Trương Dương và Tần Thanh cùng tới thì Tần Truyền Lương cười nói, hai người các ngươi một chút quan niệm về thời gian đều không có, lúc nãy đã một giờ rồi, đồ ăn đều nguội hết, ta còn tưởng rằng không đến đây nữa. Trương Dương cười nói, ta cũng thanh thanh tỉ trao đổi công tác cho nên bị chậm trễ, thật là xấu hổ quá. khuôn mặt Tần Thanh nóng lên, thằng nhãi này thật ự la nói dối không trước mắt, cái công tác này cũng quá lâu đi. nàng sợ bị người nhà nhìn ra sự khác thường nên nói khẽ ta đi bê thức ăn. Tần Bạch mở một vò ruột, thái độ của hắn bây giờ đối với Trương Dương so với trước có thể nói là một trời một vực, vẻ mặt vui tươi hớn hở nói, Trương Dương, người thật là năng lực ai, đi cục du lịch không được vài ngày mà liền phát hiện ra Phật quang tháp dưới địa cung giờ đây giang thành chúng ta tại bình hải và cả nước có thể tính là mặt mày dạng dỡ trương dương cười nói ngươi cũng đem công lao tính trên đầu ta địa cung ta là do ta đánh bậy đánh bạ mà rất xuống dối thôi về phần mặt mày dạng dỡ chuyện này cũng không phải công lao của ta xá lợi phật tổ cũng là do tần thúc thúc phát hiện ra nêu kể công lần này thì phải tính cho cha ngươi mới đúng tần truyền lương ha ha cưới nói trương dương ai tiểu tử ngươi cũng đừng khiêm tốn nếu như không phải người phát hiện ra địa cung thì ta làm sao có thể tìm được viên xá lợi Phật tổ này. Hắn có chút cảm thán nói, ta cơ hồ đã đọc qua tất cả các tư liệu lịch sử tại Giang Thành nhức cho tới bây giờ vẫn không có phát hiện bất cứ thông tin nào về xá lợi Phật tổ. Không thể tưởng tượng được đây lại là một trong chín tòa Phật quang tháp do A Dục Vương Tu năm đó xây dựng. Trương Dương đối với lịch sử xá lợi Phật tổ nguyên không có hứng thú gì, cái hắn coi trọng chính là tương lai phát triển ngành du lịch Giang Thành, cái hắn coi trọng là trong phạm vi chức trách của mình làm sao có thể sáng tạo ra chiến tích lớn nhất. Giờ đây ngẫm lại An Đức Hằng đang trên đường tiến vào và vô cùng có khả năng là khiến cho chiến tích chói mắt của hắn từ nay về sau trở nên ảm đạm vô quang thì trong nội tâm không khỏi buồn bực, bưng chén rượu lên nói ống rượu không nói chuyện công việc. Tần thúc thúc, ta mời ngài một ly. Tần Bạch uống hai chén rồi sới cơm ăn, buổi chiều hắn còn phải đi tăng ca, nguyên nhân gây ra vẫn là do viên xá lợi phật tổ này bởi vì xá lợi phật tổ đối với giang thanh có ý nghĩa không giống bình thường cho nên lãnh xạo thành phố phá lệ coi trọng mức độ an ninh tại nhà bảo tàng thoáng cái tăng lên vài cấp cơ quan công an vì thế mà phải thêm quân đến canh phòng tần bạch buổi trưa nay phải trực phiên tần thanh bưng một bát hoàng ngư đi tới nhìn thấy tần bạch vừa đi ra thì không khỏi ân cần nói tiểu bạch ăn cá xong hắn đi không được các ngươi ăn đi Ta phải đi trực ban, xá lợi Phật tổ giờ đây trở thành chân thành chi bảo của Giang Thành chúng ta nên không cho phép có bất luận sơ suất gì." Hắn vừa nói vừa đi ra khỏi cửa. Tân Truyền Luông cười nói, "Hắn làm chuyện gì đều có thái độ chăm chú, thôi đừng quản đến hắn nữa." Trương Dương cũng đem đề tài chuyển lên trên người Tân Thanh, "Tần bí thư, chúc mừng ngươi a." Tần truyền lương bây giờ mới bia nữ nhi đã bay lên làm bí thư huyện ủy Xuân Dòng nhưng đối với việc này hắn cũng không cảm thấy đặc biệt cao hứng gì mà lạnh nhạt cười nói. Nữ hài tử, con đường làm quan này cũng không có gì hay ho, ở trên cao quá thì lạnh, làm chuyện gì đều phải cẩn thận chú ý. Tần thanh nhẹ nhàng gật đầu nói, cha yên tâm, con hiểu rõ phải làm như thế nào mà. Sau đó nàng gấp một cái đùi gà vào bát phụ thân rồi ôn nhu nói cha, dạo này gầy quá, đừng có cả ngày đúng ở công trường Nam Lâm tự nữa, ngài cũng không phải là thành viên độ khảo cổ mà. Trong khi nói lời nạp nàng cùng có chút phàn nàn nhìn Trương Dương, đều là do thằng nhãi này gây họa khiến cho lão gia tử cứ như là tổ hòa nhập ma. Tần truyền lương cười nói, việc địa cung gần như đã xong rồi, ta chỉ là tham gia náo nhiệt mà thôi, muốn ghi chép thêm một ít tư liệu mà thôi. Hai ngày nữa là xong thôi. chương 139, Kinh Thiên Kiếp Án Việc quyết định lựa chọn tập đoàn đầu tư rất nhanh rơi vào trong tay quyền thị trưởng Giang Thành Tả Viên Triệu. An Đức hằng thời gian gần đấp cùng vị quyền thị trưởng Giang Thành này đi lại rất gần. Hắn minh sát tỏ vẻ muốn đem trọng điểm đầu tư của tập đoàn Thế Kỳ An Khang Tầm từng bước chuyển sang hướng nội, chuyển hướng về Giang Thành. Đối với cái này hắn chuẩn bị rất đầy đủ. Kế hoạch đầu tư cũng được chuẩn bị rất kỹ càng, từ đó nhìn ra được hắn đã hạ một phen công phu lớn. Tả viên triệu đứng ở trên một gò đất phía đông nam khu khai phá Giang Thành nhìn sang mảnh đất rộng lớn kia mà phảng phất như thấy được cảnh tượng tương lai ở đây, nhà xưởng san sát, đô thị phồn hoa. Thị ủy và chính quyền thành phố thông qua nhiều lần khảo chứng đã thông qua nghị quyết đưa các xí nghiệp lớn của Giang Thành từng bước di rời vào khu khai phá. Trong vài năm sau, ở đây sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tay hắn vung trên không trung hữu lực chém xuống lớn tiếng nói, 5 năm sau, kinh tế của khu khai phá Giang Thành sẽ trở thành điểm cực kỳ có sức sống tại Bình Hải. An Đức Hằng cười nói, trong số các cán bộ ta tiếp xúc qua thì tả thị trưởng là người cực kỳ quyết đoán. Tập đoàn Thế Kỳ An Khang chúng ta sẽ dốc toàn lực đầu tư về quê đồng thời sẽ lôi kéo thêm nhiều doanh nghiệp khác tiến vào khu khai phá. Tả viên triệu hài lòng gật nhẹ đầu, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám như hữu ý vô ý nói, việc kinh tế Giang Thành bay lên là không thể ngăn cản, Giờ đây có rất nhiều tập đoàn hải ngoại đều hướng mắt nhìn về phía mảnh đất cổ lão Giang Thành này. Ngay cả tập đoàn bên Anh nổi danh nước Mỹ gần đây cũng quyết định đầu tư vào Giang Thành. Nói đến đây hắn có ý dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, bọn họ có ý định đầu tư vào khu du lịch Nam Lâm tự 400.000 đô la cũng như hiệp trợ Giang Thành xây dựng khu kinh tế du lịch. Kế hoạch của họ và ngươi giống nhau, An tiên sinh có lòng tin cùng bọn họ cạnh tranh không? An Đức Hằng lạnh nhạt cười nói, tập đoàn bên anh là tập đoàn nổi danh quốc tế, thực lực rất mạnh. Tả viên chiều mỉm cười nhìn sang An Đức Hằng. An Đức Hằng nói tí ép, căn cứ sự hiểu biết của ta đối với tập đoàn bên anh thì đội ngũ quản lý của họ đều chủ yếu là người Hoa Kỳ nên cho dù bọn họ có tài chính hùng hậu, có kinh nghiệm quản lý phong phú nhưng có một số cái bọn họ không cách nào cùng chúng ta so sánh với. A, à, tả viên triệu nhìn An Đức Hằng cổ vũ nói tiếp. Đó là sự khác biệt về văn hóa Đông Tây, chỉ có người Trung Quốc mới tránh thức minh bạch về văn hóa Trung Quốc và mới có thể cảm nhận được văn hóa lịch sử của người Trung Quốc. Trung Quốc chỉ có văn hóa Phật giáo, nếu cái mà Giang Thành khởi công xây dựng là một cái nhà thờ thì ta nhất định sẽ lùi bước nhưng nếu cái Giang Thành muốn xây dựng là ngôi chùa có mang theo hơi thở văn hóa Trung Quốc thì ta tin tưởng là tập đoàn bên anh ở trước mặt ta không có bất kỳ ưu thế nào đáng nói. Tả viên triệu nhìn An Đức Hằng tràn ngập thưởng thức, hai người đồng thời nở nụ cười tuy nói vậy nhưng trong lòng An Đức Hằng lại không có nhẹ nhàng như vậy. Từ lúc Trương Dương bắt đầu gây khó dễ cho việc đầu tư thì hắn đã ý thức được lần này đầu tư vào Nam Lâm tự chưa hắn đã thuận lợi. Trước khi tả viên triệu nói cho hắn biết thì hắn cũng đã minh bạch việc tập đoàn Bên Anh quyết định tham gia đầu tư vào Nam Lâm tự. Tập đoàn Bên Anh mặc dù là doanh nghiệp Mỹ nhưng trong đội ngũ quản lý công ty không thiếu gì tinh anh của người Hoa căn cứ thông tin An Đức Hằng có được thì điều kiện đầu tư đối phong đưa ra so với hắn thì rộng rãi hơn rất nhiều, hơn nữa cùng hắn không hẹn mà cũng đều coi trọng mảnh đất kia, hơn nữa sau lưng còn có thường vụ phó thị trưởng ly trường vũ ủng hộ nên An Đức Hằng đối với việc đầu tư lần này khả năng nắm chắc ngày càng nhỏ. Việc phát hiện ra xá lợi Phật tổ tại Giang Thành đã truyền khắp thần châu đại địa, thậm chí tại Bắc Kinh xa xôi kia là tuệ ninh kia cũng nghe được tin tức này, nàng bèn gọi điện thoại cho Trương Dương. Trên điện thoại, nàng nói trước thanh minh sẽ trở lại bình hải tảo mộ lão ra rồi tiện đường đi thăm giang thành, đi nam lâm tự thắp hương và chiêm bái xá lợi Phật tổ. Đối với yêu cầu này Trương Dòng đáp ứng lập tức, tuy thị ủy và chính quyền thành phố có quyết định tạm thời không cho bất luận kẻ nào đi thăm xá lợi Phật tổ nhưng với thân phận la tuệ ninh này thì chỉ cần nàng muốn nhìn hẳn là không có người nào gây trở ngại. Quy định của Trung Quốc tuy có rất nhiều nhưng độ co giãn lại rất lớn, đây cũng là một trong những nét đặc sắc của Trung Quốc việc xá lợi Phật tổ xuất hiện làm cho Giang Thành như được phủ thêm bước màn thần bí đồng thời cũng làm cho dân chúng Giang Thành phát sinh hy vọng vô cùng vô tận. Khiến cho nhiều người trong quá khứ vẫn cho rằng tại Giang Thành phát triển kinh tế du lịch là mò trăng đáy nước lúc này cũng phải cải biến cái nhìn, chính là một câu lưu hành đong thời là hết thảy đều có khả năng. Tuy nhiên trong lúc tất cả mọi người tại Giang Thành đều tập trung quanh chuyện xá lợi Phật tổ mà đàm luận nhiệt liệt thì một sự kiện không tưởng được lại xảy ra. Trong một đêm không trăng, có người tiềm nhập vào khu bảo tàng Giang Thành được phòng thủ xâm nghiêm, không coi cảnh sát vào đâu mà trộm đi viên xá lợi Phật tổ được coi là Giang Thành chân thành chi bảo này. Trương Dòng lúc 4 giờ sáng biết được chuyện này thì mặc quần áo rồi lập tức chạy tới nhà bảo tàng Giang Thành. Khi đến nhà bảo tàng cảnh sát đã đem chung quanh nhà bảo tàng phong tỏa. Cục trưởng Cục Công an Giang Thành Điền Khánh Long đã chạy tới đây trước tiên và Giang Thành Thường vụ Phó Thị trưởng Lý Trường Vũ cũng đã tới. Trong phòng họp nhỏ nhà bảo tàng khói thuốc lượn lờ. Mỗi người ở đây ai nấy sắc mặt đều ngưng trọng, tâm tình nặng trịch tựa khó trì, xá lợi Phật tổ đại biểu cho cái gì thì mỗi người đều tin tưởng, xá lợi không chỉ là thánh vật vô thượng của Phật giáo mà nó còn là hy vọng để phát triển kinh tế du lịch của Giang Thành. Gần đây một loạt hoạt động chiêu thương kêu gọi nguồn tài chính đều xoay chung quanh cái xá lợi Phật tổ này. Nếu như việc xá lợi Phật tổ bị trộm truyền đi thì hậu quả rất lớn, quả thực là không thể tưởng tượng được. Trong đám người ở đây kẻ buồn bực nhất phải kể tới cục trưởng cục công an Điền Khánh Long, để bảo vệ viên xá lợi Phật tổ này hắn đã đích thân chọn lựa đội ngũ cảnh sát tinh nhuệ nhất trong hệ thống công an Giang Thành cùng trang bị tiên tiến nhất nhưng cuối cùng vẫn bị người ta đánh cắp đi. Đây quả thực là một cái thiền đại châm chọc, khiến cho thể diện của công an Giang Thành mất hết. Chuyện lần trước Dương Thủ Nghĩa bị hạ độc chết còn chưa điều tra ra thì chỉ trong chớp mắt lại xảy ra vụ án càng thêm nghiêm trọng. Điền Khánh Long thật là có chút sứt đầu mẻ chán, hắn tỉnh táo ý thức được, nếu không nhanh chóng tìm xá lợi Phật tổ về thì cái chức cục trưởng cục công an Giang Thành này cũng không cần làm nữa. Điền Khánh Long nói, xá lợi Phật tổ bị trộm, ta bị không thể trốn tránh trách nhiệm, ta. Xưa nay Lý Trường Vũ vốn trầm ổn cũng thiếu kiên nhẫn thở dài nói, lão Điền, giờ đây không phải là lúc lo lắng người nào chịu trách nhiệm mà vấn đề là cần cấp bách tìm xá lợi Phật tổ về. Cục trưởng Cục Di vật Văn hóa Khâu Thường thấp giọng nói, hệ thống bảo vệ nhà bảo tàng cũng bị người ta phá hủy nhưng không tìm được bất kỳ dấu vết nào của nghi phạm. Chuyện này nếu như truyền đi thì chỉ sợ là hậu quả không chịu nổi. Lý Trường Vũ nói, nghiêm mật phong tỏa tin tức, nhất định không thể khiến cho tin tức xá lợi Phật tổ bị mất trộm truyền đi. Đang đứng nhìn Trương Dương nói, ta cho là khó lòng phong tỏa được tin tức, cảnh sát làm ra trận thế lớn như vậy ai cũng đoán được nhà bảo tàng đã xảy ra sự tình, Khả năng là ngày mai cả Giang Thành sẽ truyền đi tin tức xá lợi Phật tổ bị mất trộm. Điền Khánh Long nói, tin tức hẳn là có thể phong tỏa được vì dù sao số người biết được xá lợi Phật tổ bị mất trộm chỉ có trong chúng ta, nhân viên cảnh sát bên ngoài cũng không biết được chuyện gì xảy ra. Lý Trường Vũ đối với công an Giang Thành sớm đã đánh mất tin tưởng nên hắn lắc đầu, rất quyết đoán đưa ra kỳ hạn 3 ngày, ức. Phải phá án xong, nếu không tất cả mọi người đều không hay. Điền Khánh Long bỗng nhiên đứng dậy, hắn lớn tiếng nói, nếu như ta không thể trong ba ngày tìm được xá lợi Phật tổ thì ta sẽ chủ động từ chức. Tuy Điền Khánh Long cũng minh bạch việc từ chức không phải là biện pháp giải quyết vấn đề nhưng hắn nhất định phải tỏ thái độ. Chuyện này quá mức nghiêm trọng rồi. Sau khi tan họp chuông rong đi theo Điền Khánh Long đến hiện trường vụ mất trộm. Hiện trường lúc này là một mảnh bừa bộn, cửa phòng bảo hiểm đã bị mở ra, hộp thủy tinh chứa xá lợi Phật tổ cũng đã bị người ta nện vỡ nát bấy điều khiên cho trương dương không tưởng được là tần bạch là một trong những nhân viên cảnh sát phụ trách thường trực đêm đó tần bạch lúc này ngồi ủ rũ trên mặt đất thượng hai tay ôm đầu gối trên mặt tràn đầy vẻ uể oải trương dương đi tới đập nhẹ vào đầu vai hắn tần bạch ngẩng đầu nhìn trương dương thấp giọng nói ta thật vô dụng trương Dương cười cười vén áo ngồi xuống bên người hắn nói đêm nay cũng không phải chỉ có mình ngươi trực không cần phải đem tất cả trách nhiệm đổ lên trên người mình giọng tần bạch tràn ngập vẻ tự trách nói, lúc ấy đột nhiên bị cúp điện, ta nghĩ là khả năng có chuyện không may nên trước tiên chạy về phía bên này nhưng cổ bị người đập một cái ngã sắp xuống. Đến lúc ta khôi phục chi giác thì xá lợi Phật tổ đã không còn thấy đâu nữa. Những lời này hắn đã nói với đồng sự phụ trách điều tra một lần nhưng bây giờ nhắc tới trong nội tâm vẫn tràn đầy sự ái náy, nếu như hắn phản ứng nhạy bén hơn một ít thì có lẽ xá lợi Phật tổ sẽ không bị trộm đi. Biên Khánh Long sau khi hỏi qua tình huống thì biểu biện trên mặt càng ngưng trọng. Đám kẻ trộm này hiển nhiên đối với hoàn cảnh nhà bảo tàng Giang Thành cực kỳ quen thuộc, hơn nữa thủ pháp trộm cướp cũng vào làng nhất lưu. Biên Khánh Long bằng vào nhiều năm kinh nghiệm kết luận kẻ trộm không phải là một người mà hầu như là tiểu đội phối hợp ăn ý. Tội phạm càng chuyên nghiệp thì phá án càng khó khăn. Biên Khánh Long nhớ tới chính mình đã lập quân lệnh trạng mà không phá được án này thì trong nội tâm không khỏi ảm đạm một hồi căn cứ tư liệu trước mắt thì muốn trong 3 ngày tìm về xá lợi Phật tổ khả năng là cực kỳ bé nhỏ, thậm chí có thể nói là cơ hội bằng không. Nói cách khác việc hắn từ trước đã trở thành tất nhiên. Tần Bạch khởi đi tới chóp mặt Điền Khánh Long lấy hết dũng khi nói, Điền Cục trưởng, ta muốn tham gia vào tiểu tổ chuyên án. Điền Khánh Long đang lúc nổi nóng thấy vậy thì hung hăng bừng mắt nhìn hắn rồi nổi giận mắng, cút đi, còn sợ lão tử không đủ loạn sao. Tần Bạch bị chửi đỏ bừng cả khuôn mặt trương đua âm kéo tay hắn ý bảo hắn đi sang một bên nghỉ ngơi đi điền khánh long sải bước đi ra ngoài nhà bảo tàng lúc này bên ngoài đang mưa to khiến cho việc phục chế lại hiện trường càng thêm khó khăn điền khánh long đúng ở chỗ cửa lớn nhà bảo tàng nhìn ra mưa xuân kéo dài không dứt bên ngoài mà hai hàng lông mày rậm nhíu chặt lại một chỗ trương dương đi ra đứng bên cạnh hắn cùng hắn sóng vai đứng trong lòng trương đại quan nhân cũng không chịu nổi không có xá lợi tử thì việc khai phá du lịch Giang Thành sẽ không cần lo lắng nữa, hắn lấy cái gì mà đi thu hút nhà đầu tư bên ngoài đến. Cấp bậc của Nam Lâm tự cùng quy cách không biết sẽ giảm xuống bao nhiêu nữa. Điền Khánh Long cắn răng nói, "Mẹ kiếp, năm nay tại sao nhiều chuyện như vậy?" Trương Đua Ân thở dài nói, "Làm việc tốt thường gian nan mà. Ta ngẫm lại vẫn còn biện pháp che giấu cái này, vì dù sao cũng chưa ai thấy qua xá lợi Phật tổ, có thể tùy tiện lấy một cái ngọc chế Phật cốt giả mạo thế vào." Điền Khánh Long nhìn hắn một cái nói, tiểu tử ngươi nghĩ sự tình quá đơn giản rồi. Ta há lại không muốn đem sự tình che giấu đi nhưng ngươi đừng quên nhân tâm khó dò, cũng không phải ai cũng nghĩ giống như chúng ta vậy. Ta dám đoán chắc là có người ước gì có chuyện này xảy ra mà xem Giang Thành náo loạn. Sự tình tựa như bọn họ dự đoán vậy, chuyện xá lại Phật tổ bị mất trộm được truyền ra ngoài với tốc độ cực nhanh, hơn nữa phạm vi truyền bấp xa rộng. Bên cạnh đó quả thực có chuyện làm cho không người nào có thể tưởng tượng được là sáng sớm hôm sau tất cả các tạp chí lớn ở Bình Hải đều đưa tin về chuyện này. Bí thư thị ủy Giang Thành Hồng Vĩ Cơ rất là giận dữ. Tại hội nghị thường vụ khẩn cấp trước mặt tất cả các ủy viên thường vụ vỗ bàn cái rầm rồi giận dữ đứng dậy kêu to lên ta muốn một lời giải thích. Các ngươi ai có thể cho ta một giải thích hợp lý? Thường vụ phó thị trưởng Lý Trường Vũ cùng cục trưởng cục công an Điền Khanh Long, hai người đều rất là buồn bực, yên lặng giết thuốc. Sự tình đang theo phương hướng phát triển xấu nhất. Mục tiêu Hồng Vĩ Cơ làm khó dễ là người đứng mũi chịu xào Điền Khánh Long, đồng chí Khánh Long, ta đối với năng lực của hệ thống công an các ngươi rất là thất vọng. Hơn 20 nhân viên cảnh sát phụ trách bảo vệ vậy mà lại không ai phát hiện được kẻ trộm lẻn vào là như thế nào. Người lúc trước đã cam đoan với ta ra sao? Người đã cam đoan với các vị ủy viên thường vụ thế nào? Phải hết sức cẩn thận. Ha ha, Công an Giang Thành sự là sẽ khiến cho toàn quốc cười đến rụng răng. Điền Khánh Long không phản bác được, thời gian gần đây tại Giang Thành phát sinh một loạt sự kiện chứng minh hắn vô năng lãnh đạo Cục Công an. Điền Khánh Long vốn là người có cường thế trong thường vụ Giang Thành nếu như đạo lý thuộc về hắn thì hắn mới dám mặc kệ cái gì bí thư thị ủy nhưng hôm nay hắn không thể nói chuyện. Mặc dù lời của Hồng Vĩ cơ không để cho hắn mặt mũi, hắn cúi đầu xuống qua một hồi lâu sau mới nói ta sẽ có trách nhiệm đối với chuyện này. Lý Trường Vũ nói, là phó thị trưởng được phân công quản lý du lịch, đối với chuyện này ta cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Hồng Vĩ Cơ sau khi phát tiết một trận thì trong lòng cảm giác dễ chịu một ít, hắn ngồi xuống nói, giờ đây không phải lúc thảo luận về vấn đề trách nhiệm, xá lợi Phật tổ có ảnh hưởng rất lớn, ta không biết chuyện này tại sao lại truyền đi. Từ sự kiện này có thể thấy được, các người chẳng những vô lực bảo vệ Phật cốt mà sau khi Phật cốt mất đi ứng biến cũng không kịp thời khiến cho chuyện này phát triển theo hướng xấu nhất phương pháp duy nhất có thể tiêu trừ ảnh hưởng chính là nhanh chóng tìm xá lợi Phật tổ về. Quyền thị trường tả viên triệu mặt tràn đầy về đồng cảm gật đầu nói, về việc xá lợi Phật tổ mất đi, chúng ta đúng là đã ứng phó không kịp thời, không đem chuyện này hạn chế trong phạm vi nhất định khiến cho ảnh hương xấu đã lan ra ngoài. Đây là một sự khảo nghiệm đối với hoàn cảnh đầu tư vào Giang Thành, nhất là đối với lòng nhiệt tình của thương nhân ngoại quốc hắn nói lời này cũng không có khuyết đại bất luận cái gì, thời gian gần đây rất nhiều thương nhân tỏ vẻ nguyện ý đầu tư đều nhìn chúng vào tương lai phát triển của Nam Lâm Tự mà tiềm lực phát triển của Nam Lâm Tự lại phụ thuộc rất lớn vào miếng xá lợi Phật tổ này. Giờ đây xá lợi Phật tổ bị mất trộm thì những thương nhân này chưa chắc sẽ nguyện ý tiếp tục bỏ vốn vào. Đại chủ nhiệm Triệu Dương Lâm chậm rãi nói, Phật dù sao cũng đã bị mất, việc bây giờ là phải nghĩ ra phương pháp. Tả thị trường không phải đã nói là sự phát triển của Giang Thành chúng ta không thể ký thác vào một quả xá lợi Phật tổ hay sao, cho dù có ảnh hưởng thì cũng không phải là ảnh hưởng đến quá trình cải cách của Giang Thành, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục cất cánh của kinh tế Giang Thành cho nên chúng ta vẫn còn một điểm lạc quan. Trong đáy lòng tả viên triệu thật là vui mừng, xá lợi Phật tổ mà Lý Trướng Vũ một mực lấy làm điểm thu hút du lịch giờ đây đã mất tích khiến cho hắn rơi xuống một tình thế tương đối khó xử nếu như không thể kịp thời tìm xá lợi Phật tổ về thì như vậy hắn, về kế hoạch lấy du lịch để phát triển kinh tế chỉ có thể trở thành con số không, còn đối với Điền Khánh Long thì hắn tương đối đồng tình vì dù sao những sự tình này cũng không phải là năng lực đủ khả năng khống chế, chỉ có thể nói là Điền Khánh Long không may. Vị trí của hắn khiến hắn nhất định phải phụ trách sự kiện này. Mưa xuân rơi liên tục tuy nhiên cả bầu trời xám xịt của Giang Thành cũng không bởi vì mưa rơi mà trở nên trong sáng, ngược lại càng có vẻ trầm thấp mà áp lực, chỉ có những hàng liễu ven đường rực lên màu xanh tản ra sinh cơ giạt rào làm cho tòa cô lão thành thị này tăng thêm vài phần sáng sủa. Lão gia của La Tuệ Ninh ở tại huyện Tu Văn tỉnh Bình Hải, thuộc về địa hạt Đông Giang. Lần này quay về tảo mộ lão gia nàng lựa chọn đi ô tô đi trước, ngoại trừ nữ nhi Văn Linh cùng đi thì còn có Lý Vĩ Thân Kiêm bảo tiêu cùng trách nhiệm lái xe. Bởi vì La Tuệ Ninh lần này hồi hương tảo mộ hoàn toàn là việc cá nhân nên ngoại trừ Trương Đu Ân biết thì nàng cũng không có kinh động đến bất luận kẻ nào lần trước đến Giang Thành đã được hơn 10 năm, là tuệ ninh nhìn qua kính xe xem phố xá bên ngoài. Đôi mi thanh tú có chút nhíu vào mà nhẹ giọng cảm thán nói, không thể tưởng tượng được Giang Thanh 10 năm nay cơ hồ không có biến hóa gì. Lý Vĩ cười nói, nơi chúng ta vừa đi qua là Giang Thành lão nhai, cũng không phải là chợ trung tâm hay đường lớn. Nếu như đi qua đường Thượng Hải hay nhân dân thì tương đối phồn hoa hơn một ít. Năm trước ta đã đi qua, tốc độ phát triển kinh tế của Giang Thanh rất chậm, dù sao đây cũng là cơ sở lão công nghiệp, các mặt liên quan đến cải cách quá nhiều, cũng là không có cách nào so sánh vùng thành thị Duyên Hải mới phát triển được. La Tuệ Ninh gọi một cú điện thoại cho Trương Dương. Trương Đu Âng hiểu rằng mục đích của La Tuệ Ninh tới đây nhưng cũng không nghĩ nàng lại đến nhanh như vậy. Thời gian này bởi vì xá lợi Phật tổ bị trộm, rất nhiều nhà đầu tư đều dừng lại ở thế quan vọng, công trình Nam Lâm tự cũng ngừng lại. Trương Dương chán chết ngồi ở ban du lịch xem báo chí, khi nhận được điện thoại thi kinh hỉ dị thường lên tiếng hỏi vị trí của la tuệ ninh khi biết cách ban du lịch của hắn không xa thì cuống quyết đứng dậy đi đón lý vĩ đối với tình hình giao thông của giang thành rất quen thuộc nên trực tiếp lái xe đến cục du lịch trương dương vui tươi hớn hở đón xuống kéo cửa xe ra nhìn về phía la tuệ ninh ngồi ở bén trong ngọt ngao kêu một tiếng mẹ nuôi rồi lại nhìn về phía văn linh ngồi ở đằng sau kêu một tiếng linh tỷ la tuệ ninh cười nói văn phòng cục du lịch này của các ngươi hoàn cảnh cũng quá đơn sơ đi. Văn phòng ban du lịch được xây dựng từ những năm 60 nên tình trạng đã xuống cấp nhiều, lớp vữa bên ngoài bị bong chóc khá nhiều, nhìn chung trông thập phần lụi bại. Nghèo khó ha, Trương Đương lên xe ngồi xuống bên cạnh La Tuệ Ninh, Văn Linh lại nhắm mắt lại bắt đấu dưỡng thần, ngoại giới hết thảy rất ít thứ có thể quấy nhiều đến nàng, nàng cùng chung quanh hết thảy đều có vẻ không hòa hợp. Trương Dương vừa cười vừa cùng Lý Vĩ bắt chuyện, hai người lúc lần đầu gặp mặt đã từng có kinh nghiệm giao thủ với nhau mà coi như là bạn. Lúc này mới có 3 giờ chiều, chưa đen lúc ăn cơm nên Trương Dương An bài La Tuệ Ninh nghỉ ngơi rồi lại lo lắng các hoạt động khác. La Tuệ Ninh Nguyên vốn có ý dừng ở Giang Thành một ngày, sau giờ ngọ ngày mai sẽ đi huyện Tu Văn nên nàng gật đầu nói, ở lại cũng tốt, đúng rồi, người An bài đi, sáng sớm hôm sau ta muốn đi thăm viếng xá lợi Phật tổ ị. Trương Dương cười khổ nói, mẹ nuôi, ta đang muốn nói cho người chuyện này, xá lợi Phật tổ bị mất cắp rồi, cái này đã xảy ra hai ngày nay, nói chung là không còn mặt mũi gì nữa. La Tuệ Ninh nhíu mày, Văn Linh sau lưng vẫn một mực không nói gì bỗng nhiên hỏi, bị mất. Tại sao lại bị mất? Trương Duông nhìn thoáng qua về phía Văn Linh nói, giờ đây chỉ còn lại vài miếng xá lợi bằng ngọc mà thôi, xá lợi thật đã bị mất, cơ quan công an cũng chưa tìm được bất luận manh mối gì hắn vừa nói chuyện này vừa giúp lý vĩ đi đường đem xe chạy đến đế hào thịnh thế sau khi an bài cho la tuệ ninh và văn linh đi nghỉ trương đương và lý vĩ đi thương vụ phòng lý vĩ nói việc giang thành phát hiện ra xá lợi phật tổ bắc kinh đều biết tin tức này thập phần oanh động không thể tưởng được mới được vài ngày lại có thể đã bị người trộm đi ị trương đua ân cảm thấy bất đắc dĩ nói căn cứ tình huống phán đoán thì hẳn là do một nhóm trộm gây nên nhưng mà đám người này là lão đạo thủ pháp cao minh thậm chí là không để lại vân tay hay dấu chân, một điểm manh mối đều không có lưu lại. Trước đây Trương Dương cũng hỏi qua nhân viên chuyên môn tình báo thường hạo của Cục An ninh Quốc gia nhưng thường hạo chỉ giỏi về phân tích tình báo mà không am hiểu phương diện này nên hắn cũng tỏ vẻ bất lực. Lý Vĩ nói, nếu như thuận tiện thì ngôi dẫn ta đi xem hiện trường. Hy vọng có thể giúp đỡ được ngôi. Hắn sở dĩ chủ động nhắc tới việc hỗ trợ là vì được La Tuệ Ninh phân phó. Trước khi trở thành bảo tiêu trong Trung Nam Hải, Lý Vĩ đã cũng là nhân viên cảnh sát xuất sắc nhất. Trung đua ơn nào nào, tiếp đó nghĩ đến Lý Vĩ nếu như là bảo tiêu Trung Nam Hải thì hắn chẳng những võ công cao cường mà nhất định còn có sở trường khác. Dù sao là Tuệ Ninh và Văn Linh đang nghỉ ngơi, trong khoảng thời này vừa vặn có thể dẫn hắn đi xem. Giờ đây hiện trường nhà bảo tàng tuy đã điều tra lấy chứng cứ xong nhưng vẫn đang ở vào thời gian giới nghiêm, muốn đi xem hiện trường phải được Cục trưởng Cục Công an Điền Khánh Long đồng ý trên đường đi trương dương gọi cho điền khánh long nói muốn mang một vị bằng hữu trinh thám xem qua hiện trường thời gian trôi qua điền khánh long đối với việc tìm xá lợi phật tổ về đã trở nên càng ngày càng không tin tưởng nên về phương diện nhà bảo tàng cũng không cần giữ bi mật phong tỏa gì nữa nên hắn đồng ý với trương dương dù sao trương dương cũng có năng lực hắn đã được chứng kiến một lần hy vọng lần này trương dương có thể cho mình một ít kinh hỉ đạt được sự cho phép của điền khánh long trương dương mang theo lý vĩ tiến vào hiện trường điều khiến cho hắn không lường trước được là Tần Bạch vẫn đang ở tại chỗ này. Trong ngành công an mặc dù chưa có minh xác truy cứu trách nhiệm của hắn nhưng tất cả nhân viên thường trực hôm đó tất nhiên bởi vì sự kiện này mà bị liên đối đến. Bắt Tần Bạch trông coi hiện trường cũng hàm nghĩa là một loại trách phạt. Tần Bạch vừa rồi đã nhận được thông chi của thượng cấp nên vội đón hai người Trương Dương vào. Lý Vĩ sau khi tiến vào sảnh sau thì lập tức đeo bao tay, hỏi rõ về địa phương cất giấu xá lợi Phật tổ sau đó bắt đầu cẩn thận xem xét hiện trường. Tần Bạch đối với Lý Vĩ cảm thấy hết sức tò mò, đi theo phía sau hắn lưu ý nhất cử nhất động. Trương Dương vỗ vỗ hắn đầu vai nói, hắn là bằng hữu của ta, là trinh thám tư nhân, vì thân phận của Lý Vĩ tương đối đặc thù nên đương nhiên không thể để cho những người khác biết được. Tần Bạch hiển nhiêu tâm trí vẫn còn đắm chìm trong thất bại, hắn thấp giọng nói, hai ngày rồi mà vẫn chưa có một điểm manh mối. Người nói những kẻ trộm kia có thể đem xá lợi Phật tổ vận chuyển ra nước ngoài hay không? Hắn tính sinh thật thà, một mực vì chuyện xá lợi mất đi mà tự trách thật sâu. Trương Dương lắc đầu nói, có nên không a? À? Thượng cấp đã liên lạc với tất cả hải quan, đối với các lữ khách hai ngày này ra vào Bình Hải đều nghiêm khắc kiểm tra. Theo ta thì con muỗi cũng khó lọt a. À? Trương Du Âm tuy nói như vậy nhưng trong đáy lòng đối với hiệu quả của tất cả các trạm kiểm soát cũng không có nắm chắc. Buổi trưa, Lý Vĩ sau khi xem xét hiện trường hơn nửa canh giờ thì chỉ chỉ tay lên nóc nhà nói, chúng ta đi lên nhìn xem. Tần Bạch nói, trên mặt kia đã kiểm tra qua, hẳn là không có vấn đề. Lý Vĩ lạnh nhạt nói, căn cứ theo lời của các người thì kẻ trộm không phải là vào từ cửa chính, cũng không chui từ dưới đất lên hay qua đường ống thông gió lẻn vào thì khả năng duy nhất khi anh là từ mặt trên xuống. Trương Dương ngẩng đầu nhìn lên phía trên, mái thủy tinh cách mặt đất chừng 15 mét, người bình thường từ phía trên rơi xuống chỉ sợ ngay cả tính mệnh cũng không giữ được. Nhưng chung quanh cũng không có chỗ nào có thể leo lên được. Tần Bạch tìm đến nơi thang thoát hiểm, Lý Vĩ dẫn đầu bò lên. Trương Dương tuy có khinh công bất phàm nhưng mà trước mắt bao người cũng không tiện hiển lộ đành thành thành thật thật leo lên phía sau Lý Vĩ. Sau khi lên đến nóc khung kính, Lý Vĩ nhìn về phía bốn phía chung quanh. Nơi đây ngoại trừ phía đông nam có tháp truyền hình Giang Thành thì cũng không có bao nhiêu nhà cao tầng. Hai người đi đến chỗ nóc nhà, Lý Vĩ kiểm tra rất cẩn thận, khi đi đến chính giữa thì hắn dừng lại, Nhìn đinh ốc bắt vít khung thủy tinh sau đo dỗi ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn một cái, cái ốc vít theo đà chuyển động. Trương Dương vừa tới, Lý Vĩ nói cái khối thủy tinh này đã có người tác động vào, ta có thể kết luận những tên trộm kia là từ ở trên này lẻn vào trong sảnh. Trương Du Ân minh bạch tình huống lúc đó, các lối ra vào nhà bảo tàng đều có cảnh sát ứng trực, nếu có người xa lạ xuất hiện ở chung quanh nhất định sẽ bị phát hiện, những tên trộm này làm như thế nào mà né tránh được hệ thống giám sát của công an mà trực tiếp leo lên nóc phòng? Lý Vĩ nói, muốn tránh thoát sự giám sát thì trừ phi là trực tiếp bay đến nóc nhà. Trương Dương cười nói, người nói bọn họ vận dụng phi cơ trực thăng. Nhưng phi cơ trực thăng tạo ra động tĩnh lớn như vậy, hơn 20 nhân viên cảnh sát nay chắc chắn sẽ phát giác. Lý Vĩ nheo lại hai mắt nhìn về phía tháp truyền hình phía xa nói, nếu như là lợi dụng các loại công cụ phi hành thì cũng có thể không có bất kỳ động tĩnh nào mà từ nhà cao tầng phía xa kia lướt tới. Khi tới gần thì thao túng cánh ô đáp xuồng, sau đó cậy mở nóc thủy tinh mà tiến vào trong sảnh, sau khi tìm đợi xá lợi Phật tổ thì theo đường cũ phản hồi. Độ cao này có vẻ không thích hợp dùng nó để phi hành A. Trương Dương mặc dù đối với việc sử dụng ô để lướt đi cũng không biết rõ nhưng cũng có thể nhìn ra từ nóc sảnh cao hơn mời thuốc nên khả năng không quá lớn. Lý Vĩ chỉ hướng nóc nhà bằng thủy tinh nói, kẻ trộm khi chạy khỏi nơi này hẳn là thông qua thủ đoạn này, nếu như trong này còn vết dây bộ, mặt khác chọn một góc mà cảnh sát không quan sát được thì có thể dễ dàng lướt qua đi. Chuông đường đi tới quả nhiên thấy trên nóc còn lưu lại một vết dây kéo. Dây kéo này rất nhỏ, nếu như không nhìn kỹ sẽ không lưu ý đến. Lý Vĩ quả nhiên bất phàm, chỉ xem hiện trường vốn khiến cho Cục Công an Giang Thành Lâm vào khốn cảnh đã phân tích ra manh mối, khiến cho vấn đề trở nên rõ ràng trong sáng hơn nhưng nếu chỉ dựa vào những manh mối này thì vẫn không có cách nào tìm được nơi kẽ trộm hạ xuống. Hai người sau khi quay xuống mặt đất thì Lý Vĩ ký hỏi kỹ thêm về tình huống cảnh sát bố trí lực lượng, từ đó phân tích ra góc độ quản chế yếu kém nhất. Tại phía góc tường tây bắc nhà bảo tàng hắn phát hiện ra một đoạn dây kéo bắn ngập vào trong thân cây, có thể nói kẻ trộm có công cụ cực kỳ tiên tiến, loại dây kéo này cực kỳ quý hiếm. Tại thị trường cũng rất khó mua được. Lý Vĩ gỡ dây kéo xuống, sau khi xem xét kết luận loại dây kéo này là do nước sản xuất Tại quốc nội ngoại trừ một số ít ngành an ninh có được thì các đơn vị khác rất ít trông thấy. Lý Vĩ nói, lợi dụng dây kéo lướt qua nhắm vào đúng góc mà cảnh sát không quan sát được, sau đó lợi dụng dây kéo trượt rời đi. Loại thủ pháp này trên quốc tế cũng đã xuất hiện qua mấy lấn, còn ở trong nước thì chưa có tiền lệ. Ta tuy thiếu chứng có nhưng ta cho rằng nhóm trộm lần này 10 phần là một tổ chức tội phạm quốc tế. Bọn họ có kinh nghiệm dày dạn nên chuyện này tốt nhất là giao cho Cục Công an xử lý. Sau đó hắn chỉ về hướng tháp truyền hình xa xa nói, hy vọng trong tháp truyền hình đều có ghi hình lại, vì lúc đó lượng người ra vào tháp truyền hình hẳn là không nhiều lắm. Tất cả những chi tiết mà Chuông Dương và Lý Vĩ phát hiện được đều được báo cáo chi tiết cho Điền Khánh Long. Điền Khánh Long lập tức làm ra hành động, tới đài truyền hình điều tra, nhất là xem lại băng ghi hình. Kết quả khiến cho Điền Khánh Long cảm thấy vui mừng là đêm đó trong số người ra vào thang máy phát hiện ra ba nhân vật khả nghi trong ba người này có một người là người Giang Thành còn hai người kia đến từ Hong Kong. Căn cứ tư liệu thì hai người hương cảng này đúng là tàng thị huynh đệ 5 năm, năm trước từng ăn trộm ngự hoàng châu báu tại Hong Kong. Điền Khánh Long lập tức phát ra lệnh bắt giữ khẩn cấp. Vụ án được lý vĩ trợ giúp cuối cùng đã có chút manh mối, mục tiêu sơ bộ tập trung vào tàng thị huynh đệ. Đêm đó Trương Dương bày tiệc tại Thủy Tinh các đón gió tẩy trần cho La Tuệ Ninh. Hắn gọi cả Tần Thanh từ Xuân Dương tới bồi tiếp. La Tuệ Ninh trước kia tại Bắc Kinh đã gặp qua Tần Thanh, cũng nhìn ra nàng cùng con nuôi mình có quan hệ không tầm thường nhưng La Tuệ Ninh đối với Tần Thanh là thập phần thưởng thức. Hơn nữa thấy một nữ tử mới hơn 20 tuổi tại con đường làm quan đã có thành tích như vậy, có thể nói là phóng tầm mắt cả Trung Quốc cũng là ít thấy. Liên tưởng đến nữ nhi của mình, La Tuệ Ninh không khỏi sinh lòng cảm thán. Từ khi Văn Linh thức tỉnh thi tính tình hoàn toàn thay đổi, nàng thu mình lại, coi thường hết thảy chung quanh, đa số thời gian đều ngồi một người lặng lặng ngây ngốc, không vui khi gặp người khác mà ngay cả đêm nay Trương Dương vì Ninh đón các nàng mà chuẩn bị tiệc tối mà cũng không vui vẻ. Nàng tuy đã thức tỉnh nhưng tinh thần vẫn đang bị phong bế trong không gian của riêng nàng. Tần Thanh trước mặt La Tuệ Ninh cũng không biểu hiện cái gì bị câu thúc, cái này chứng tỏ nàng rất thông tuệ, La Tuệ Ninh lần này hồi hương tảo mộ hoàn toàn là việc cá nhân, cái nàng muốn chính là một loại tình cảm thân nhân bằng hữu tiếp đãi mà không phải là sự nịnh nọt kinh sợ của hạ cấp đối với thượng cấp. Ấn tượng của La Tuệ Ninh đối với Giang Thành cũng không tốt, sau khi uống một ly rượu kính của Trương Dương, nàng chậm rãi buông chén mỉm cười nói: "Con ngươi và cảnh quan Giang Thành so với nơi khác cũng không phải là xuất sắc nên khi làm du lịch thì sẽ gặp phải không ít khó khăn." Từ trong lời nói của nàng có thể nghe ra, nàng đối với viễn cảnh ngành du lịch Giang Thành cũng không đánh giá cao. Trương Dương vui tươi hớn hở nói: "Trên đời không việc khó, chỉ cần có chịu làm hay không mà thôi." ta tin tưởng qua vài năm nữa mẹ quay lại thì nơi đây nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. là tuệ ninh cười nói y, quốc gia chúng ta tiến hành cải cách lúc này đang nằm trong giai đoạn phát triển nhanh nên chẳng những giang thành mà đa số các thanh thị trong cả nước đều phát sinh biến chuyển từng ngày. trương dương là xem người đối với việc làm du lịch vẫn tràn đầy hứng thú a đó là quan điểm của ta hoặc là sẽ không làm còn đã làm thì nhất định phải làm được làm ra thành tích là tuệ ninh gật đầu nói ta thưởng thức người chính là ở điểm này chỉ cần làm được điểm này bất cứ chuyện gì đều có thể làm tốt sau đó nàng chuyển hướng sang tần thanh nói tần thanh ai nghe nói huyện xuân dương gần thanh thai sơn nơi đó có cảnh quan không tệ a à. tần thanh cười nói là a di nếu như người lần này còn thời gian thì ta muốn mời người đến đó dạo chơi vài bữa ngày xuân cảnh vật thanh thai sơn xinh đẹp chắc chắn sẽ lưu lại cho người ấn tượng khó phai có câu là ngũ nhạc quy lai bất khán sơn, thanh thai quy lai bất khán nhạc. Mẹ nuôi, người liền bớt chút thời giờ đi xem đi, không thì quá đáng tiếc. Là tuệ ninh nở nụ cười đưa tay chỉ chuông dương và tần thanh nói, hai người các ngôi kẻ sướng người họa ỏ trước mặt ta làm quảng cáo ư. Tuy nhiên nghe các ngôi nói tốt như vậy, ta thực sự cũng động tim rồi, bất quá lần này thời gian không thoải mái, chỉ sợ là không có cơ hội nàng lần này đến Giang Thành mục tiêu chủ yếu vẫn là vì tham viếng xá lợi Phật tổ nhưng không thể tưởng tượng được xá lợi Phật tổ không cánh mà bay nên trong nội tâm vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Trương Dương nói, sáng mai, con sẽ đưa ngài đi thăm Nam Lâm Tự, thuận tiện thì đi vào nhà bảo tàng xem số đồ cổ đào được. La Tuệ Ninh lạnh nhạt cười nói, di vật văn hóa ta sẽ không nhìn, còn thắp hương thì ta nghĩ nên đi tu văn thôi. Trương Dương gật nhẹ đầu, chuyển chủ đề sang văn linh, mẹ nuôi, ta xem tốc độ khôi phục của Linh Tỷ rất nhanh, chắc là có những người khác giúp nàng trị liệu. Vừa rồi hắn bất thời giờ trần qua mạch của Văn Linh thì cảm giác được vận mạch hết sức kỳ quái. Hơn nữa tốc độ khôi phục của Văn Linh so với hắn mong muốn phải là nhanh hơn tới một năm. Điểm này khiến cho Trương đua Ân băn khoăn, chỉ có thể đem hết thảy quy về việc mình lúc chăm cứu chữa thương đã kích phát tiềm năng của Văn Linh nên không chỉ có khống chế nội tức thành công mà ngược lại còn có hiệu quả ngoài ý muốn. La Tuệ Ninh lắc đầu nói, nó một mực đều ở trong trung tâm phục hồi, hơn 10 ngày trước mới về nhà lại nhưng mà đứa nhỏ này sau khi tỉnh lại thì tính tình hoàn toàn thay đổi. Ngày thường đều lười nói, lần này ta mang nàng đi ra ngoài, một là vì để cho nàng giải sầu, hai là muốn nhân cơ hội bồi dưỡng cảm tình giữa chúng ta. Ta nghe nói Nam Lâm tự phát hiện xá lợi Phật tổ nên muốn đến cầu cho cả nhà bình an. Nói đến đây là tuệ ninh không khỏi nở nụ cười, văn thúc thúc của ngươi mà biết thì nhất định sẽ trách ta làm mê tín. La Tuệ Ninh cũng không tin Phật, nàng chỉ muốn thông qua phương thức này để giải tỏa tâm lý mà thôi. Trương Dương nói khẽ, xá lợi Phật tổ tuy tạm thời chưa tìm được nhưng việc hương khói tại Nam Lâm tự cũng cực kỳ linh nghiệp. Mẹ nuôi khổ tâm nhất định có thể cảm động tới Phật tổ. La Tuệ Ninh lộ ra vẻ hiểu ý mỉm cười, hai mẹ con nàng nghe hồi lâu thì đều cảm thấy ấm lòng. Bảy giờ sáng sớm hôm sau, Trương Đu ân cùng đi với La Tuệ Ninh và Văn Linh đến Nam Lâm tự thắp hương. Bởi vì hôm nay là ngày 15 cho nên khách hành hương so với ngày thường thì đông hơn rất nhiều nhưng Nam Lâm tự vẫn không mở cửa. Đây là vì Trương Dương trước đó đã thông báo, hôm nay nén hương đầu tiên nhất định phải dành cho La Tuệ Ninh. Khi La Tuệ Ninh xuống xe thì chứng kiến cửa miếu đóng chặt, ngoài cửa có hơn 10 khách hành hương đứng chờ, do chờ lâu nên khách hành hương đã bắt đầu ồn ào, hiển nhiên đối với cách làm của Nam Lâm tự sinh lòng bất mãn. La Tuệ Ninh hơi chút cân nhắc là biết chuyện này do Trương Đu Ân an bài, vốn định nói đứa nhỏ này đem chuyện bé xé ra to nhung nghĩ lại Trương Dương làm như vậy cũng là một fan hiếu tâm nên liền bỏ đi ý trách cứ hắn trong đầu. Trương Đua Ân thường xuyên làm việc không dựa theo quy chế quy trình, đây cũng là cái mà La Tuệ Ninh thưởng thức hắn. So với Trương Dương thì con trai nàng Văn Hạo Nam làm việc có vẻ có chút câu nệ cổ hủ, thiếu tinh thần hăng hái của người trẻ tuổi. Trương Dương đưa bọn họ đi theo cửa sau công trường tiến vào Nam Lâm Tự trong tòa ngàn năm cổ tháp đang được tu sửa tùy ý có thể thấy được đầy cát đá ngói con đường cũng thập phần lầy lội tựa như một cái công trường tam bảo hòa thượng một mực đứng chờ ở cửa sau khi nhìn thấy trương dương dẫn người tới thì lập tức vẻ mặt tươi cười ninh đón trương trưởng phòng ngài đã tới ta đã dặn là dành nén hương đầu cho ngài từ khi phối hợp với trương dương đem đám bán hàng rong kia đuổi đi hắn đối với vị trương trương phòng này rất là kính nể trương dương có phần xấu hổ ho khan một tiếng Tam bảo hòa thượng lúc này mới ý thức được việc mình vỗ mông ngựa có phần quá lộ liễu thì ngượng ngùng đi sang một bên dẫn đường. Văn Linh thấy vậy nói, Trương Dương, cục du lịch có quyền lực rất lớn ai, ngay cả Nam Lâm Tự cũng do người quản lý Trương Dương cười nói, Nam Lâm Tự không thuộc về phạm vi quản lý của cục du lịch. Thường cấp của bọn họ là cục di vật văn hoa, ta vốn không thể thiên vị như thế nhưng ta cùng Tam Bảo Đại Sư là anh em, là ta vận dụng quan hệ cá nhân mà thôi có phải không Tam Bảo Đại Sư. Tam Bảo Hòa thượng cười hắc hắc nói: "A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai." La Tuệ Ninh cũng nhịn không được nở nụ cười, trong lòng tự nhủ Hòa thượng này đâu có bộ dáng của người xuất gia. Tam Bảo Hòa thượng mời Phương Trượng Nam Lâm tự Phổ Nguyên tới vì La Tuệ Ninh mà tụng kinh. Trương Dương giờ đây phụ trách việc kiến thiết Nam Lâm tự nên trong mắt tăng chúng Nam Lâm tự gã đã trở thành thần tài. Phương Trượng Phổ Nguyên cũng không thể không nể mặt hắn, người xuất gia nếu không hòa nhập thời đại thì chỉ có thể bị thời đại đào thải là tuệ Ninh đốt một nén hương trước mặt Phật tổ yên lặng cầu xin cho cả nhà BFNs an, sau khi quỳ lạy thì làm công đức cúng 200 đồng. Văn Linh đối với việc thắp hương bái Phật cũng không có hứng thú lắm, một mực đều đứng ở ngoài đại hùng bảo điện. Tam Bảo Lòa Thượng không biết thân phận Văn Linh nhưng khách mà Trương Dương dẫn đến hiển nhiên cũng có thân phận nên hắn cười nịnh nọt nói, vị nữ thí chủ này thiên thương viễn nhuật, địa khả đầy đặn, sắc trạch tiên minh, hai mắt trầm ổn, quả thật là tuấn đại phú đại quý. Thấy Văn Linh cũng không để ý gì tới hắn, Tam Bảo Hòa thượng lại tiếp tục nói, lông mày cô đỉnh nhọn hai mắt khẽ nhếch là người được thượng thiên bảo hộ, chỉ cần chủ động tiến thủ thì vận hội đến rất sớm. Ta xem nữ thí chủ kiếp trước cũng là thân phú quý, tất nhiên là sống ở trong nhà vương hầu rồi. Lúc này Văn Linh lạnh lùng nhìn Tam Bảo Hòa thượng liếc mắt một cái. Ánh mắt lạnh tựa như thiên cổ huyền băng, chỉ thấy Tam Bảo Hòa thượng dùng mình một cái rồi lại nghe Văn Linh lạnh lùng nói, Giang Hồ thuật sĩ lúc văn linh mở miệng trách cư tam bảo là lúc trương dương cùng la tuệ ninh thắp hương xong đi ra nghe văn linh nói như vậy trương dương không khỏi nở nụ cười nói đúng là không có việc gì tự đi tìm tội văn linh tính tình lãnh đạm nhưng với xuất thân cùng kiến thức của nàng thì có thể tin tưởng tam bảo lừa dối mới là lạ nhưng mà cái này cũng khiến cho trương dương hiểu được vị tỷ tỷ nuôi này vẫn rất tỉnh táo lúc này cửa miếu đã mở khách hành hương nối đuôi nhau tiến vào trong miếu dâng hương là Tuệ Ninh nhẹ giọng nói với Trôn Dương nói, Nam Lâm tự hương khói vẫn rất vượng. Bên cạnh Tam Bảo Hòa Thượng nói, Nam Lâm tự hương khói đều rất linh nghiệp, vào thời Sùng Trinh có quy mô lớn nhất. Mãi về sau khi quân thanh nhập quan phóng hỏa thiêu cháy thì rất nhiều kiến trúc ở đây đều bị phá hủy. Sau khi xây dựng lại thì diện tích cũng ít đi một chút. Đến thời điểm diễn ra cách mạng văn hóa thì lại bị phá hủy lần nữa nên bây giờ trở thành bộ dạng này trong lời nói của hắn có chút vì vận mệnh khúc chiết của nam lâm tự mà cảm thán. Là Tuệ Ninh gật nhẹ đầu, nàng nhìn về phía Trương Dương nói, việc tu sữa nam lâm tự đại khái cần bao nhiêu thời gian. Trương Dương suy nghĩ một chút rồi nói, nếu như tài chính đầy đủ thì trong vòng 3 năm là cơ bản hoàn thành khu du lịch nam lâm tự còn nếu tài chính không đủ thì hết thảy đều không thể nói. Là Tuệ Ninh nói khẽ, trong Phật Quang Tháp khai quật được xá lợi Phật Tổ, chỉ cần cái này đã đủ để quốc gia phong làm di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia. Ta nghĩ cái này hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng khi nhớ tới việc mất trộm xá lợi Phật tổ thì Trương Dương lại bất giác thở dài một hơi. Hai ngày nay theo tin tức xá lợi Phật tổ bị mất trộm lan ra, hắn đã sơ bộ cảm nhận được chuyện này sẽ mang đến ảnh hưởng ác liệt. Đêm qua, Sở Yên Nhiên gọi điện thoại tới, tập đoàn bên anh đã quyết định hủy bỏ việc khảo sát đối với Nam Lâm tự bởi vì bọn họ cũng biết chuyện xá lợi Phật tổ mất tích. Nam Lâm tự thiếu đi xá lợi Phật tổ đã không còn hấp dẫn được các tín đồ Phật giáo cùng du khách khắp nơi được nữa nên giá trị đầu tư tất nhiên là giảm đi nhiều, Sở Yên Nhiên đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng ở Mỹ vẫn đang cố gắng thuyết phục bà ngoại. Thân là phó thị trưởng quản lý du lịch, Lý Trường Vũ hai ngày nay cũng cảm nhận được áp lực quần đại. Sau khi xá lợi Phật tổ bị mất trộm, các thương nhân nguyên vốn có ý đầu tư vào Giang Thành đều thay đổi ý niệm một lần làm cho hy vọng về việc đầu tư vào Nam Lâm tự trong nháy mắt trở nên vô vọng. Trong hội nghị thường ủy thị ủy gần đây, lúc gần kết thúc hội nghị bí thư thị ủy Hồng Vĩ Cơ đã hỏi đến vụ án xá lợi Phật tổ bị mất trộm. Bởi vì Cục trưởng Cục Công an Điền Khánh Long tận sức phá án cho nên Lý Trường Vũ thông báo qua tình hình tiến triển. Hắn rất cẩn thận khi chỉ nói đã nắm giữ được một ít manh mối sự tiến triển của vụ án chính là miêu tả chuyên này nhưng dạng lời nói này hiển nhiên là không cách nào làm cho Hồng Vĩ cơ hài lòng và cũng vô pháp làm cho các vị thường ủy khác ở đấy hài lòng. Quyền thị trường tả viên Triệu Giang Thành dẫn đầu làm khó dễ nói, chuyện xá lợi Phật tổ mất trộm đã không còn là một vụ trộm bình thường nữa, giờ đây ảnh hưởng ác liệt của nó đã dần dần hiển hiện ra. Rất nhiều nhà đầu tư vì sự kiện này mà sinh lòng hoài nghi đối với môi trường đầu tư của Giang Thành chúng ta, cái này không chỉ đơn giản là ảnh hưởng tới việc đầu tư vào du lịch Giang Thành mà còn ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác. Hai ngày nay có tới hơn 10 nhà đầu tư từ bỏ việc đầu tư vào Giang Thành. Tả viên triệu dừng lại một chút rồi nhìn về phía Lý Trường Vũ nói, những khoản đầu tư này đều nhằm vào khu khai phá Giang Thành. Nay do chúng ta sai lầm mà ảnh hóng đến lòng nhiệt tình của nhà đầu tư. Nếu như chúng ta không thể kịp thời thay đổi thì danh tiếng Giang Thành thật vất vả mới xây dựng được đều có thể vì chuyện này mà bị hủy diệt trong tương lai chúng ta muốn chiêu thương hấp dẫn đầu tư cũng sẽ trở nên càng khó khăn. Hồng Vĩ cơ theo thói quen lấy thuốc lá ra nhưng không có đốt mà để trong tay vuốt vuốt hai cái, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Lý Trường Vũ nói, đồng chí Trường Vũ, người có đề nghị nào không? Bây giờ là lĩnh vực do Lý Trường Vũ được phân công quản lý xảy ra vấn đề nên tự nhiên là do hắn giải quyết. Lý Trường Vũ nói, việc xá lợi Phật tổ mất đi đã trở thành sự thật, đây là sai lầm của ta, vô luận chúng ta có tình nguyện hay không thì chuyện này đã tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Việc chúng ta có thể làm giờ đây chính là tận lực vãn hồi ảnh hưởng của chuyện này, tăng cường sự tin tưởng của nhà đầu tư, tranh thủ khiến cho nhà đầu tư nhận rõ về giá trị đầu tư của Giang Thành. Rằng tương lai phát triển của Giang Thành không chỉ dựa vào một viên xá lợi Phật tổ. Lý Trường Vũ nói ra nói lời này cực kỳ gian nan, trong quá khứ hắn một mực đưa ra xá lợi Phật tổ làm trung tâm thu hút đầu tư, làm tiền đề để phát triển du lịch Giang Thành. Bây giờ nói lời này chẳng khác nào phủ nhận quan điểm quá khứ của mình, chẳng khác nào trước mặt tất cả ủy viên thường ủy thừa nhận chính mình trong quá khứ đã sai lầm, chẳng khác nào hướng về phía tả viên Triệu nhận thua. Tả viên Triệu nghe Lý Trường Vũ nói ra lời này thì trong nội tâm đắc ý tới cực điểm nhưng làm một vị lãnh đạo, hắn nhất định phải biểu hiện ra vẻ rộng lượng hơn người. Đánh chó rơi xuống nước có thể làm nhưng phải làm bí mật, còn bên ngoài vẫn phải thể hiện ra vẻ rộng lượng, hắn mỉm cười nói, ta đồng ý với quan điểm của đồng chí Trường Vũ việc cấp bách bây giờ là phải khôi phục lại niềm tin của nhà đầu tư. Hồng Vĩ cơm mỉm cười nói, nghe người nói như vậy thì có vẻ như đã có chủ ý, nói ra cho mọi người cùng thảo luận nào. Tả viên triệu nói, ta đề nghị là chúng ta sẽ đứng lên từ nơi vừa té ngã. Theo đó cần tiếp tục gia tăng tuyên truyền việc đầu tư vào Nam Lâm Tự. Lời nói này của hắn vượt qua ý liệu của tất cả mọi người. Lý Trường Vũ sau khi kinh ngạc thì minh bạch mục tiêu của hắn phát triển kinh tế giang thành theo hướng đa ngành hiển nhiên là một con đường chính xác tả vơ vên triệu trước đây vẫn phản đối nó thực sự không phải là nhắm vào bản thân mình mà là bởi vì bản thân hắn hắn không muốn mình ở trên con đường này làm ra chiến tích mà đoạt đi danh tiếng của hắn sau khi xá lợi phật tổ bị mất đi lý trường vũ huề hoài thiếu phấn chấn và không dám đưa ra khẩu hiệu phát triển kinh tế du lịch nữa thì tả viên triệu lại lựa chọn thời cơ này nhắc lại chuyện này cái này hiển nhiên là nhân lúc cháy nhà đi hôi của hắn muốn đem quá khứ cố gắng của Lý Trường Vũ, đem tất cả thành tích đã có được cướp đoạt đi nhưng tả viên triệu làm như vậy cùng có chỗ ỉ vào. Tập đoàn bên anh từ bỏ kế hoạch đầu tư khiến cho nhà đầu tư vào Nam Lâm tự chỉ còn lại có một nhà, đó chính là An Đức Hằng. Mà An Đức Hằng đã tỏ vẻ khẳng định là kế hoạch đầu tư vào Nam Lâm tự sẽ không thay đổi, sẽ không bởi vì chuyện xá lợi Phật tổ mất đi mà bị bất luận ảnh hưởng gì nhưng mà xét thấy chuyện này có ảnh hưởng lớn tới tương lai của khu du lịch cũng như lợi nhuận đầu tư nên hắn yêu cầu chính quyền Giang Thành cho hắn thêm chính sách ưu đãi. Tả viên Triệu đem việc thế kỳ an khang không thay đổi kế hoạch đầu tư nói cho tất cả mọi người, sau đó lớn tiếng nói, hoạn nạn thấy chân tình, lúc Giang Thành tao mộ nguy cơ thì chúng ta mới có thể nhìn ra ai là bằng hữu của nhân dân Giang Thành đối với thương nhân ái quốc như An Đức Hằng chúng ta sẽ cho hãn chính sách ưu đãi ối đa để cho các nhà đầu tư khác từ An Đức Hằng mà có hy vọng, đồng thời cho những nhà đầu tư rút lui kia cảm thấy hối hận. Hồng Vĩ cơ nặng nề gật đầu nói, đối với sự kiện An Đức Hằng chúng ta có thể tổ chức thành trọng điểm tuyên truyền. Té ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, nói cho cùng. Từ chuyện này tất cả mọi người chúng ta đều phải nhận thức được, chúng ta tại Giang Thành làm du lịch. Làm cho kinh tế khởi sắc cũng không phải là tính toán nhất thời, cũng không phải là bốc đồng, chúng ta đã làm là sẽ làm được một cách tốt nhất. khi trương dương đi cùng la tuệ ninh ra đến cửa chính để rời khỏi nam lâm tự thì gặp an đức hằng. khi an đức hằng nhìn thấy trương dương thì trên mặt hiện lên tiếu ý nhưng trong lòng trương đại quan nhân thì đây là một loại đắc ý, đây là một loại thị uy. nếu không phải là người trong thể chế, nếu không phải lo lắng cho vị trí chức vị của mình thì trương dương đã sớm nện một quyền lên mặt thằng nhãi này. Nhưng Trương Dương giờ đây đã hiểu được cách che giấu phẫn nộ trong lòng, tuy trong nội tâm đối với An Đức Hằng cực kỳ phản cảm nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ ôn hòa xuân phong vui vẻ, chủ động cùng An Đức Hằng bắt chuyện nói An tiên sinh cũng tới thắp Hương a. An Đức Hằng mỉm cười nói, đến đây một hồi nhưng không thể vào được, nguyên lai like là do Trương trưởng phòng ở bên trong a. Từ câu nói này có thể nghe ra hắn phản ứng đối với sự thiên vị của Trương Dương. Trương Dương cười nói, ta quen thuộc tình huống ở đây nên tranh thủ từ cửa sau đi vào tháp nén hương đầu. Hắn đặc biệt cường điệu chuyện nén hương đầu vẫn là do tâm tư háo thắng quậy phá. Hắn muốn trước mặt An Đức Hằng chiếm thượng phong. An Đức Hằng nói, xem ra khi tới Đại Lục làm việc trước hết cần phải tìm xem cửa sau ở nơi nào mới được. Rồi hắn hướng về phía La Tuệ Ninh vừa lên ô tô nhìn nhìn, có thể khiến cho Trương Dương dẫn đi tháp hong đầu thì hẳn không phải là nhân vật tầm thường, hắn nói khẽ Trương trưởng phòng nghe nói tập đoàn bên anh đã quyết định từ bỏ việc đầu tư, ăn nghiêng trả miếng. Ăn Đức Hằng cố ý nhắc tới chỗ đau của Trương Dương. Trương Dương lạnh nhạt nói, tiền là của người ta, không đầu tư là chuyện của người ta ị. Ăn Đức Hằng nói, ta đã trình lên chính quyền giang thành kế hoạch đầu tư. Thế kỷ an khang chúng ta đối với việc đầu tư vào Nam Lâm Tự vẫn không thay đổi. Các vị lãnh đạo Giang Thành đều tỏ vẻ sẽ dành cho chúng ta sự giúp đỡ hết sức, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. An Đức Hằng nói ra nói lời này dụng ý thực sự là khoe khoang với Trương Dương đồng thời cũng là một loại cảnh cáo. Giờ đây sau lưng của ta là các cấp lãnh đạo Giang Thành duy trì, tiểu tử ngươi còn dám đối nghịch với ta thì chính là đối nghịch với các cấp lãnh đạo Giang Thành. An Đức Hằng minh bạch trong lòng Trương Dương có khuynh hướng nghiên về tập đoàn Bên Anh mà giờ đây Bên Anh đã từ bỏ việc đầu tư khiến cho tính toán của thằng nhãi này thất bại. Vô luận Trương Dương tình nguyện hay không thì thế kỷ An Khang đã trở thành nhà đầu tư duy nhất vào Nam Lâm Tự. Trương Dương cười tủm tỉm nói, nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhưng khi nói ra những lời này, trong lòng hắn tràn đầy phẫn nộ. An đức Hằng, ta xem người có thể đắc ý tới khi nào. Là tuệ ninh trong xe thấy được Trương Dương cùng An Đức Hằng nói chuyện với nhau, khi Trương Dương tiến vào trong xe, trên mặt toát ra vẻ buồn bực nên cũng không trá. Trương 140, khởi công. Rõ rệt một vệt đạn bắn vào bên trong xe, trực tiếp đục thẳng vào đầu huynh đệ của hắn. Tăng Khải Trí đầu lệch dựa cả vào kính xe, máu và não tương bầy nhảy chảy lênh láng khắp mặt kính khiến cho cả tấm kính đó nhiễm hồng. Tăng Khởi Trình bộc phát ra một tiếng thét xé ruột xé gan, một viên đạn lại xuyên qua kính buồng điện thoại, sau đó găm vào ngực hắn, than thể của Tăng Khởi Trình khuỵu xuống dần, hắn cố sức gần giọng vào ốm nghe, xúc, sinh. Ta đã sớm nói qua cho ngươi, không kẻ nào có thể phản bội được ta. Lúc cảnh sát phân khu khai phát tới, hai anh em họ Tăng kia đã tang mạng trong xe ô tô của bọn chúng tìm được viên xá lợi Phật bí mất. Vụ án mạng này có nhiều điểm đáng ngờ, bất quá tìm được xá lợi Phật cũng là một điều đáng mừng, lúc bị mất nó cả Giang Thành đã phải cảnh giới, bây giờ thì có thể thoải mái được rồi. Đám mây đen bao phủ trên bầu trời Giang Thành rốt cuộc cũng tán đi. Lúc trước khi Điền Khánh Long nhận được tin tìm được xá lợi Phật thì có một người điện thoại nạc danh tới mật báo với hắn xá lợi Phật sẽ xuất hiện tại phân khu khai phát. An Đức Hằng đã tính toán kỹ càng mỗi bước đi, hắn không muốn lưu lại bất kỳ kẽ hở nào cho cảnh sát, số điện thoại hắn liên hệ với huynh đệ tàng thì cũng là số di động không đăng ký, đương nhiên sẽ không có cách nào truy ra hắn được. Lúc đầu nguyên bản An Đức Hằng đánh cắp xá lợi Phật không phải là vì bản than hắn mà là hắn muốn đả kích đối thủ, khiến cho tập đoàn tài chính bên anh biết khó mà lui. Khiến Giang Thành mất đi xá lợi Phật thì hắn sẽ đạt được nhiều điều kiện ưu đãi hơn, hiện tại mục tiêu đã đạt được nên đem trả xá lợi Phật xá lợi Phật tuy rằng chân quý nhưng cầm trên tay cũng như khoai lang nóng mà thôi, giữ lại sớm muộn gì cũng đem lại hậu hoạn. Chỉ là An Đức Hằng không nghĩ tới hai huynh đệ tàng thị vốn hắn luôn coi như tay chân than tín đột nhiên lại nổi máu tham tiền, sinh ra tâm tư xảo trá. Đối với thuộc hạ phản bội, An Đức Hằng tuyệt không hạ thủ lưu tình, một kẻ đã phản bội một lần cũng có thể phản bội lần hai, những kẻ như thế tuyệt đối không đáng để dùng, kết cục của chúng chỉ có một từ đó là chết. Hắn cũng không lo cảnh sát Giang Thành nghi ngờ hắn, cho dù kể cả là nghi ngờ thì cũng không giải quyết được vấn đề gì, bây giờ thế giới này nói và làm việc gì cũng phải rõ ràng chứ đừng nói là kết tội một người, nếu có chứng cứ thì hãy nói còn không thì quên đi. Hơn nữa giờ hắn còn thuộc dạng khách quý của Giang Thành, thuộc thành phần nhân sĩ thượng lưu của xã hội, người như vậy lẽ nào lại phạm tội. Trương Dương đã biết việc xá lợi Phật được cảnh sát tìm thấy, Khương Lượng hiện là cục trưởng phân cục Giang Thành, xá lợi Phật tìm thấy ở đây công đầu là thuộc về hắn, bởi vật vô cùng có khả năng được xem xét công lao mà tăng thêm một bậc. Trương Dương sau khi chúc mừng Khương Lượng liền gọi điện cho Lý Trường Vũ, Lý Trường Vũ cũng vừa biết chuyện này, thanh âm của hắn cũng không tỏ ra kinh hỉ lắm, vẫn trầm thấp nói Tô Đại Nương nhớ ngươi lắm đó. Tối qua đây ăn, thuận tiện uống vài chén. Lý Trường Vũ thỉnh thoảng vẫn uống rượu với Trương Dương, cái này không phải là uống rượu giải sầu, tu vi của Lý Trường Vũ ngày càng thành thục, Loại sự tình nhỏ này không đáng để hắn phải mất hứng. Là hắn hiểu rõ tính tình Trương Dương, sợ tiểu tử này lại không khống chế được tâm tình mà phải nhắc nhở hắn một chút. Trương Dương vốn đang tính an ủi Lý Trường Vũ mấy câu, nhưng thấy Lý Trường Vũ quan tâm tới mình, mới hiểu là người ta căn bản chẳng đem cái việc nhỏ nhặt ấy đặt trong lòng, cái này gọi là tố chất tâm lý chính trị, nếu đem so hắn với Lý Trường Vũ thì hắn còn phải đi một đoạn đường xa lắm mới đạt được như Lý Trường Vũ bây giờ. Tô Lão Thái đặc biệt chuẩn bị cho Trương Dương món gà hấp cách thủy mà hắn thích nhất. Cát Xuân Lệ cũng rất hợp tính Tô Lão Thái, hai người ở trong bếp nấu nướng nói chuyện, thì thoảng lại phát ra những tiếng cười vui vẻ. Sau khi nấu xong, mọi người đều tập trung quanh bàn ăn, Trương Dương cầm lấy bình mao đài trên bàn rót một lượt cho mọi người. Hớn hở nói, đã lâu không được thưởng thức món gà hấp cách thủy của Tô Đại Nương rồi, hôm nay ta phải ăn thật nhiều mới được tô lão thái mỉm cười gắp một chiếc đùi gà đặt vào bát hắn nói thích thì phải ăn cho thật nhiều vào rồi thường xuyên tới đây ta sẽ nấu cho mà ăn dù sao bình thường ta cũng rất rãnh rỗi a cát xuân lệ mỉm cười nói chủ nghệ của đại tẩu thực sự là rất cao a à, ta béo lên rất nhiều rồi đó tô lão thái cười đáp béo mới tốt thân thể thật khỏe mạnh sau này lại sinh một hài tử a à. câu nói của tô lão thái khiến cho cả lý trường vũ lẫn cát xuân lệ phải đỏ mặt Trương Dương tủm tìm cười nhìn Lý Trường Vũ, xem chừng là cuộc sống sinh hoạt gia đình rất thỏa mãn vui vẻ a. À? Mà ngẫm lại điều này chính là Trương Đại Thần y ban cho, nếu không có cuộc gặp gỡ đầy cơ duyên ở bờ sông Xuân Thủy ấy thì có lẽ giờ này đồng chí Lý Trường Vũ đã xuống gặp Diêm Vương làm quỷ phong lưu rồi. Lý Trường Vũ cười ha hả nói, ta đã hơn 40 rồi, giờ mà còn sinh hài tử nữa thì không chỉ là trái với chính sách quốc gia. Không những thế, người nào không biết người ta lại tưởng đó là cháu gọi mình bằng ông thì chết. Nói xong một câu khiến cho mọi người đều cười nghiêng ngả. Tô Lão Thái cũng chỉ là thuận miệng nói vui một chút, bất quá lại nhớ tới hai đứa con của Lý Trường Vũ mà không khỏi cả giận, tiểu quân và tiểu dân gần đây sao không thấy tới. Lý Trường Vũ nhíu mày nói, tiểu dân bận đi học, tiểu quân gần đây cùng người ta mở một cửa hàng ăn, hai ngày trước có gọi điện báo ta một tiếng. Ai, hai đứa hài tử này cũng có một đứa khiến cho ta bớt lo lắng được rồi. Cả hai đứa con đều không được hưởng gen của hắn mấy mà đa phần toàn giống mẫu thân của chúng. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Trương Dương hỏi quán ăn ở đâu. Cho ta cái địa chỉ, xem xem thế nào, sau này dẫn khách qua ăn uống. Lý Trường Vũ gật đầu, nói tên và địa chỉ nhà hang cho Trương Dương, sau đó câu chuyện của hai người chuyển trọng tâm sang việc xá lợi Phật của Nam Lâm Tự được cảnh sát tìm về, qua các chuyên gia kiểm tra giám định xác nhận là xá lợi Phật thật sự. Sau đó xá lợi Phật được chuyển lại cho Viện Bảo tàng Giang Thành, tiền cảnh đầu tư du lịch Giang Thành lại một lần nữa khởi sắc. Cũng bởi chút phong ba này mà Lý Trường Vũ bị thị trường tả viên triệu đoạt mất thời cơ, chiến tích cũng trở nên nhạt nhòa. Phiền toái nhất là cùng An Đức Hằng ký kết hợp đồng khai thác Nam Lâm Tự, đại biểu là thị trường tả viên triệu chứ không phải là hắn. Mặc dù về phân công quản lý du lịch là phó thị trường đảm nhận, nhưng hiện tại thì thị trường tả viên triệu đang hoàn toàn nắm thế chủ động. Trương Dương có chút căm giận nói, An Đức Hằng căn bản là cái loại người nhân lúc cháy nhà thì hôi của, hắn dựa vào đầu tư khai thác nam lâm tự ở khu khai phát, chẳng hiểu thế nào sao tự nhiên lại phê duyệt cả miếng đất lớn như thế cho hắn. Thật không hiểu là nghĩ cái gì mà lại chiếu cố cho hắn như thế. Không phải là nhận được cái lợi gì rồi chứ. Lý Trường Vũ cười nói, Trương Dương, thị trường là muốn gây dựng lên một điển hình, để từ đó xây dựng một hình ảnh Giang Thành thuận lợi về đầu tư khai thác du lịch, với xuất phát điểm thấp như ở Giang Thành, ưu đãi cho nhà đầu tư tiên phong là đúng đắn. Ta xem An Đức Hằng cũng chẳng phải cái thứ gì tốt. Có lẽ chuyện đánh cắp xá lợi Phật chính là do hắn làm, chủ đích là để đối thủ cạnh tranh ngại khó mà rút lui, khi đó hắn trở thành nhà đầu tư duy nhất và sẽ nhận được nhiều ưu đãi hơn. Nếu không thì thế nào mà vừa mới ký hợp đồng xong thì xá lợi Phật đã lại xuất hiện lý trường vũ lắc đầu nói quá khứ an đức hằng hết sức trong sạch trong hồ sơ kinh tế anh quốc hắn cũng không có bất luận một điểm đen nào trương dương à sau này ngàn vạn đừng có nói lung tung như thế để người khác nghe được ảnh hưởng không tốt chút nào đâu hắn dừng nói một chút rồi lại tiếp tục trên quyết định công tác kiến thiết nam lâm tự sẽ do người của bên viện bảo tàng đảm nhiệm đứng đầu là cục trưởng cục văn hóa và di tích lịch sử khâu thường trương dương uống cạn một chén rượu trước kia lý trường vũ lên kế hoạch chỉ huy công việc này sẽ thuộc về hắn, hiện tại đột nhiên lại đổi sang khâu thường, chuyện này khẳng định không phải là Lý Trường Vũ tình nguyện, xem ra Lý Trường Vũ trước thị ủy cũng phải chịu áp lực từ sự kiện xá lợi Phật bị mất. Hiện tại An Đức Hằng và tả viên Triệu hoàn toàn nắm thế chủ động, mặc dù Trương Dương và Lý Trường Vũ không vừa lòng nhưng cũng đành phải nhẫn nhịn, muốn thay đổi cục diện trước mắt xem chừng là còn cần mất một thời gian. Lý Trường Vũ nói, cuối tuần công trình Nam Lâm tự bắt đầu khởi công, người chuẩn bị một chút làm cho buổi lễ này tưng bừng một chút, làm sao lưu lại cho người ta một cái ấn tượng sâu, mà không nên để phô trương lãng phí. Lý trường vũ cơ bản đã lên xong hết danh sách khách mời cho buổi lễ khởi công công trình Nam Lâm tự rồi, không chỉ Hồng Vĩ Cơ, Tả Viên Triệu mà còn rất nhiều khách mời danh dự khác nữa cũng tới. Lý trường vũ thân là phó thị trường phụ trách về mảng du lịch, mặc dù lúc này thế chủ động không nằm trong tay, nhưng công việc trước mắt này hắn vẫn phải phụ trách bất quá tính toán làm sao để cho chiến tích phải thuộc về mình cũng đủ đau đầu, nhưng nếu không như thế thì bao nhiêu công lao sẽ để cho tả viên triệu lãnh hết, vậy chẳng phải là cốc mò cỏ sơi sao. Lý Trường Vũ cũng xem qua bản hợp đồng ký kết với An Gia về đầu tư khai thác du lịch Giang Thành, phải nói là phía An Gia nhận được ưu đãi cực kỳ lớn, bất qua tả viên triệu muốn xây dựng An Gia trở thành mô hình điển hình về đầu tư khai thác du lịch Giang Thành thì cũng có thể lý giải được nguyên do vì sao An Đức Hằng lại nhận được nhiều ưu đãi như thế ly khai khỏi nhà Lý Trường Vũ một lúc, Trương Dương đang đi trên đường thì gặp thị trưởng tả viên triệu đang tản bộ, hắn do dự một chút, sau đó tiến tới bắt chuyện, chào tả thị trưởng. Tả viên triệu đối với Trương Dương biểu hiện ra tương đối thân thiết, tiểu Trương A. Vừa tới nhà Lý phó thị trưởng ăn tối à, hắn và Trương Dương không có giao tình gì lớn, bất quá cũng nghe loáng thoáng chuyện của Trương Dương, biết thanh niên nhân này bối cảnh và quan hệ rất lớn, chứ nếu không, với thân phận tả viên triệu, Đời nào chịu bắt chuyện với một cán bộ cấp khoa như thế. Trương Dương cười nói, dạ, vừa mới dùng bữa ở nhà Lý phó thị trưởng, đang chuẩn bị về ạ. À. Tả viên Triệu gật đầu, cố gắng phấn đấu, thanh niên nhiệt huyết rất có tương lai a. À. Chờ tả viên Triệu đi xa, Trương Dương mới chui vào ô tô, bởi vì chuyện của tả hiểu tình và hắn đối với nhà họ Tả không hề có chút hảo cảm nào, lần này nguyên bản đang trông chờ sự kiện Nam Lâm tự sẽ mang về một thành tích rực rỡ mắt thấy công lao tới thì lại bị An Đức Hằng cùng tả viên triệu cướp mất, thành ra trong lòng đối với tả viên triệu lại càng tỏ ra phản cảm, bất quá có thế nào thì vẫn phải giữ lại trong lòng, thân phận và địa vị của hắn hiện tại căn bản chưa có tư cách là đối thủ của tả viên triệu. Trương Dương lái xe ra khỏi khu vực thị ủy ra thuộc khu nhà dành cho cán bộ thuộc thị ủy, vừa mới đi ra tới góc đường tự nhiên lại bị hai gã cảnh sát giao thông chặn xe. Trương Dương bước xuống xe thấy gần đó cũng có mất chiếc ô tô đang đỗ rồi hai gã cảnh sát giao thông mặt uy nghiêm đi tới, bọn họ vừa tới đã ngửi thấy mùi rượu từ Trương Dương, một trong hai gã lớn tiếng uống rượu xong còn lái xe. Đưa giấy tờ ra đây. Mặt khác một gã cầm máy kiểm tra nồng độ cồn muốn kiểm tra Trương Dương. Trương đại quan nhân từ trước đến nay tử lượng như bể, có uống mấy cũng chẳng say được, bất quá nếu dính vào cái máy kia thì vừa định mức cho phép là cái chắc. Trương Dương cười nói, ta là người ở sở du lịch, vì công tác phải tiếp khách nhân, mong đồng chí cảnh sát thông cảm, ta hứa lần sẽ không có lần sau nữa đâu. Sở du lịch thì đã sao, có là cục quốc an thì cũng phải tuân thủ luật pháp. Hai gã cảnh sát chấp pháp rất nghiêm túc, thấy Trương Dương có vẻ chây ý muốn trốn tránh liền quát, người nếu không phối hợp, chúng ta sẽ tiến hành cưỡng chế. Trương Dương trong lòng kêu khổ, lão tử đây chính là người của cục quốc an đây, bất quá hắn thật không thể tưởng tượng lại rắc rối với đảm cảnh sát giao thông trong cái trường hợp như thế này nhưng dù sao uống rượu xong rồi lái xe thì cũng sai rồi trương dương rút điện thoại ra suy nghĩ xem nên gọi cho ai nếu như gọi cho điền khánh long thì lại là chuyện bé xé ra to khương lượng thì vừa mới tới giang thành quan hệ chưa nhiều không chắc đã có thể giúp được việc bất quá nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có khương lượng là hợp lý nhất kể cả không quen biết lắm nhưng nếu khương lượng nói một câu thì người ta chắc cũng cấp mặt mũi cho hắn gọi cho khương lượng xong khương lượng bảo trương dương chờ một chút vì bây giờ hắn cũng phải đi tìm mối quan hệ một chút đã. Trương Dương lại nghĩ tới Tần Bạch, tiểu tử này chẳng phải chính là cảnh sát giao thông sao. Tần Bạch nhận được điện thoại của Trương Dương lập tức chạy tới. Tối nay hắn vừa vặn đang ngồi ăn với bằng hữu ở ngay gần chỗ đó, chạy tới nơi cũng chỉ mất 5 phút đồng hồ. Hai gã cảnh sát kia là đồng sự của Tần Bạch, mặc dù Trương Dương lái xe sau khi uống rượu là sai. Nhưng dù sao, Tần Bạch cũng coi hắn như tỷ phu của mình, chẳng nhẽ lại không tương trợ. Trương đại quan nhân về tới nhà thì đã là hơn 11 giờ tối, tâm tình hắn hôm nay không tốt, ngồi trên ghế sofa uống trà suy ngẫm một lúc, tìm cách làm sao để xoay chuyển cái chuyện trước mắt này. Xem ra cần phải liên hệ tới An Lão Gia Tử, bất quá sau sự kiện năm ngoái, An Chí Viễn đã lui về, mọi chuyện đều giao hết cho An Đức Hằng, lẽ nào Lão tính nghỉ hưu thật mặc cho An Đức Hằng làm sằng làm bậy sao? Trương Dương nhấc điện thoại lên gọi cho Cố Giai Đồng, gần đây hắn bận việc Nam Lâm Tự, Cố Giai Đồng cũng bận rộn việc miếng đất bách hóa dệt Đông Giang cho nên cả hai ít liên lạc với nhau. Lúc Cố Giai Đồng nghe máy là nàng đã đi ngủ rồi, thanh âm có vẻ ủ rũ ngái ngủ, bất quá lọt vào tai Trương Dương lại có một cái vị đạo khác. Cố Giai Đồng cũng nghe qua chuyện xá lợi Phật ở Giang Thành đã tìm được, Trương Dương kể lại câu chuyện sinh động cứ như là thật vậy, lại còn thêm một chút hài hước khiến cho nàng ta cứ cười khanh khách. Cuối cùng nghe tới điều kiện yêu đãi dành cho An Gia, Cố gia đồng không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi, "An Đức Hằng này lợi hại a? À? Kể cả với điều kiện ưu đãi đó, nhưng đầu tư cả Nam Lâm tự lẫn khai phá Thanh Thai Sơn đều cần một lượng tài chính lớn. An gia thật là lắm tiền a." À. Trương Dương nói, "Có tiền đã là giỏi hơn người sao? Về đầu tư Thanh Thai Sơn là chủ ý của An lão gia tử, hắn chỉ là người chấp hành mà thôi. Còn về phần Nam Lâm tự, hắn lợi dụng chuyện kia kiếm không ít lợi." khiến cho giang thành nhượng cho hắn miếng đất gần khu công nghiệp dệt vì ý sử dụng lại còn một miếng đất ở khu khai phát nữa cố dài đồng cười nói nghe người nói như thế ta cảm thấy thật có chút hối hận cứ đâm đầu vào cái vụ bách hóa dệt đông giang mất bao nhiêu công sức mà chưa đâu vào đâu bỏ lỡ mất bao nhiêu cơ hội đầu tư tốt a à? trương dương nói hiện tại đầu tư vẫn không muộn a à? ta không có nhiều sức khỏe và vốn như vậy đâu được rồi cố minh kiện hai ngày nữa muốn tới giang thành tham quan xá lợi phật gì đó người an bài giúp một chút nhé a à. trương dương cười nói hắn và tả thị trưởng quan hệ mật thiết như thế còn cần tới ta an bài sao chỉ có ngươi tới ta mới bằng mọi cách phải an bài cho được nhớ ta sao thanh âm cố dài đồng chợt nhỏ hẳn xuống ân nhớ ngươi hận lúc này không thể ôm ngươi vào lòng được cố gia đồng dịu dàng nói ta cũng vậy chờ việc lần này xong ta sẽ tới Giang Thành thăm ngươi. Hai ngày nữa ta sẽ tới Đông Giang, Phương Văn Nam muốn gặp ta, nhân tiện ta cũng đi thăm tiểu tính. Nhà đầu không có vấn đề gì, gần đây dưỡng dưỡng hay gặp nàng, triệu tính tính cách vui vẻ thoải mái, ai cũng quý a. À. Hai người khanh khách trò chuyện một lúc lâu, bất chi bất giác nhìn lại đồng hồ đã là một giờ đêm rồi, Trương Dương ẩn cần chúc cố dai đồng ngủ ngon. Hắn đi tắm rửa một lúc, sau đó bắt đầu khoanh chân đả tọa, Việc khai phá Nam Lâm tự lần này, hắn và Lý Trường Vũ coi như đã thua keo đầu, sau này phải tìm đủ mọi cách để vãn hồi lại. Bất chi giác Trương Dương đã đem bản thân mình cùng với Lý Trường Vũ và Tần Thanh thành một khối chung mục đích và lợi ích chính trị. Trương Dương bỗng nhớ tới lúc còn ở Xuân Dương, Phó Chủ tịch huyện Từ Triệu Bân từng nói về nhân sinh trên đời, nếu một người muốn trên con đường làm quan tiến bước thật xa thì phải lấy bản thân mình làm trung tâm, đừng nên cố kéo cả người khác về phe mình buổi lễ khởi công công trình khai phá nam lâm tự diễn ra hết sức long trọng và nhiệt liệt trương dương chuẩn bị cho buổi lễ lần này hết sức tận tâm tận lực hắn huy động toàn bộ sở du lịch giang thành bắt tay vào làm việc khiến cho buổi lễ phải nói là hết sức náo nhiệt bí thư thị ủy hồng vĩ cơ đi trên thảm đỏ sắc mặt vui vẻ hồng nhuận dung quang dạng người mây đen trên bầu trời rốt cuộc cũng tán đi ánh dương quang ấm áp chiếu dạng trên người hắn lễ khởi công công trình khai thác nam lâm tự này thực sự là một chuyện đáng mừng hắn mong bắt đầu từ đây tất cả mọi chuyện sẽ chuyển biến thật tốt thực sự thì hắn đã cảm giác được trường phong ba đã rời xa khỏi giang thành vụ án về dương thủ nghĩa chết một cách khó hiểu đã mở năm cuộc điều tra nhưng vẫn rơi vào đình trệ về vấn đề của lê quốc chính cũng không điều tra ra thêm ai có dính dáng tới vấn đề của lê quốc chính về cơ bản là đã điều tra rõ xá lợi phật bị mất mà tìm lại được đối với giang thành phải nói là vô cùng may mắn nó có tác dụng lớn tới phát triển du lịch của thành phố thân là lãnh đạo tối cao của Giang Thành, Hồng Vĩ Cơ sẽ không ngồi yên mà nhìn tả viên triệu cùng Lý Trường Vũ lấy cảnh khu Nam Lâm tự ra đánh cờ. Từ lúc bắt đầu tới nay, hắn Thủy Trung vẫn sống chết mặc bay, lặng yên quan sát phán cờ này mà không đứng về phía ai. Cuối cùng người thắng cuộc là tả viên triệu. Bất quá chuyện này Hồng Vĩ Cơ cũng nhìn ra được tầm nhìn và năng lực của Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ chọn du lịch để đẩy mạnh phát triển là hết sức chính xác. Bất quá tới cuối cùng lại bị tả viên triệu đoán mất công lao, Hồng Vĩ Cơ cũng đành ngậm ngùi thay cho số phận đen đủi của lão đồng học mà thôi. Lại nhìn sang tả viên triệu, tên này thực sự là vận khí quá tốt, lần trước thì vì lý trường vũ bị song quy mà hắn nghiễm nhiên được lên làm thị trưởng thành phố, lần này thì đột nhiên An Đức Hằng lại tìm đến hắn để ký hợp đồng hớt tay trên luôn bao nhiêu công lao của lý trường vũ, chẳng biết có phải hắn là khắc tinh của lý trường vũ không nữa. Căn cứ theo hiểu biết của Hồng Vĩ Cơ thì tả viên triệu có quan hệ trực tiếp với lão đại tỉnh Bình Hải Bí Thư tỉnh ủy Cố Duẩn Chi, mà hiện tại tả viên triệu tại Giang Thành phải nói là đang phất lên như diều, hợp đồng ký kết với An Gia chính là một thành tích chính trị to lớn. Hồng Vĩ Cơ chỉ biết ao ước có được vận khí may mắn như tả viên triệu, bất quá trong lòng cũng sinh ra một suy nghĩ, thằng nhãi kia bây giờ hiện đang là ngôi sao sáng, làm việc gì cũng xuất sắc, việc gì cũng náo nhiệt. Người như thế sẽ nhanh chóng bị người khác chú ý, đương nhiên sẽ không thể vĩnh viễn may mắn mãi được si. Hồng Vĩ cơ nhàn nhạt cười lẩm bẩm, tả viên triệu, một ngày nào đó người sẽ cảm nhận được thế nào là đen đủi trước khi nghi thức khởi công tiến hành tả viên triệu cùng an đức hằng đại biểu cho xong phương ký hợp đồng lên phát biểu sau đó tới lượt phương trượng nam lâm tự phổ nguyên cuối cùng mới là bí thư thị ủy hồng vĩ cơ hồng vĩ cơ để ý thấy một điểm là ngày hôm nay không có an bài lý trường vũ phát biểu mặc dù lễ khởi công này là do lý trường vũ phụ trách chuẩn bị xem chừng là lý trường vũ cố ý lựa chọn im lặng Máy ảnh và camera các loại tập trung hướng về phía Hồng Vĩ Cơ, hắn tay cầm sẻng, thực hiện một động tác xúc đất, biểu thị cho công việc kiến thiết cảnh khu Nam Lâm Tự đã chính thức hoạt động. Trong suốt quá trình tiến hành lễ khởi công, Lý Trường Vũ biểu hiện như là một người đứng ngoài cuộc vậy, so sánh với tả viên triệu vui vẻ thỏa mãn thì thực sự là đối lập. Lý Trường Vũ ngồi yên tại ghế của mình, lặng lẽ hút thuốc, hắn nhìn thành quả mà bản thân mình khéo tay đem về lại bị kẻ khác cướp đi mất qua làn khói thuốc mờ ảo trong lòng Lý Trường Vũ có chút khó chịu, bất quá hắn cũng tin tưởng một điều là tả viên triệu chỉ nhờ vận khí may mắn mà nhất thời nổi lên thôi. Muốn tiến bước trên con đường chính trị này không thể tính toán nhất thời được mà phải có tầm mắt nhìn xa trông rộng, chỉ có biết nhìn xa thì mới bước đi xa được. Tại lễ khởi công này, Trương Dương gặp một người, đó là nhi tử của bí thư tỉnh ủy Cố Duẫn Chi Cố Minh Kiện. Hôm trước đo nghe Cố Giai Đồng nói hắn sẽ tới Giang Thành tham quan, chỉ là Trương Dương không ngờ hắn lại đến sớm như thế, và cũng chẳng liên hệ gì với mình. Trong khởi thời gian vừa rồi, bản thân Trương Dương và Cố Minh Kiện có phát sinh một số chuyện hiểu nhầm, tình bạn hai người so với trước kia thì nhạt phai rất nhiều. Bất quá Trương Đại Quan Nhân vẫn luôn coi hắn như là em vợ mình mà đối đãi, liền tiến tới biểu hiện vui vẻ nhiệt tình mà chào hỏi. Cố Minh Kiện cũng lịch sự đáp lại, bất quá sự lịch sự này khiến cho người cảm thấy có một chút khoảng cách, hắn nhẹ giọng nói, ta tới từ tối qua, bất quá vì tới muộn nên sợ làm phiền mà chưa liên hệ với ngươi, nghe tả thị trưởng nói ngày hôm nay là lễ khởi công nên tới dự một chút. Cũng đoán nhất định sẽ gặp ngươi ở đây mà. Trương Dương biết hắn cùng thị trưởng tả viên triệu có quan hệ tốt, cho nên cũng chẳng cần tới mình chiêu đãi làm gì, bất quá vẫn tỏ ra khách khí chưa nay có rãnh chứ. Ta mở tiệc tẩy trần cho ngươi. Cố Minh Kiện nhàn nhạt cười, lần này sợ rằng không được, lịch trình ở Giang Thành đã sắp xếp kín mất rồi. Tuy rằng nói nằm uyển chuyển như thế nhưng vẫn là từ chối, từ sau vụ việc tập đoàn thịnh thế, Cố Minh Kiện đối với với Trương Dương luôn có tâm lý đề phòng. Tỉnh táo suy nghĩ lại, việc bản thân hắn bị đánh rất có khả năng liên quan đến Trương Dương, sau đó Trương Dương lại tạo lập mối liên hệ rất tốt với Phương Văn Nam giúp hắn hóa giải nguy cơ. Điều này làm cho Cố Minh Kiện phẫn nộ, hắn cho rằng chuyện này bản thân đã bị Trương Dương lợi dụng, kẻ thu được lợi ích cũng chỉ có Trương Dương. Hơn nữa sau khi biết chuyện Trương Dương và tỷ tỷ hắn có dây dưa với nhau, Hắn đối với Trương Dương lại càng phản cảm, hắn cho rằng lúc trước tiểu tử kia chữa trị cho dưỡng dưỡng chính là mưu kế để tiếp cận với gia đình mình, lợi dụng lực ảnh hưởng của gia đình mình mà thu lợi. Vì quan điểm của hắn như thế nên đối với Trương Dương hắn lãnh đạm đi rất nhiều. Hai người đang nói chuyện thì An Đức Hằng đi tới cười nói, "Trương trưởng phòng, nguyên lai là có quen biết với Cố tiên sinh, ta còn đang muốn giới thiệu hai người chứ?" Cố Minh kiện cười đáp, "Lão bằng hữu rồi a." À nói ra những lời này hắn mới ý thức được bản thân và Trương Dương hiện tại thực sự là chăng có cái tình cảm bằng hữu này. An Đức Hằng gật đầu nói với Trương Dương, trưa nay ta có mở tiệc ở Thụy Dương Lầu, Trương trưởng phòng qua góp vui. Từ lời của An Đức Hằng, Trương đại quan nhân đoán được trưa nay Cố Minh Kiện nhất định có mặt ở đó, trong lòng thầm kêu kỳ quá, An Đức Hằng quen biết Cố Minh Kiện từ lúc nào mà hắn không hề hay chút phong thanh nào. Ở cùng một chỗ với An Đức Hằng khẳng định không phải là cái chuyện tốt đẹp gì an đức hằng này là một loại người làm việc bao giờ cũng tính toán hắn tiếp cận cố minh kiện tuyệt đối không phải không có mục đích trương dương cười nói không được mất rồi hôm nay là lễ khởi công ta còn rất nhiều việc phải làm bằng không cấp trên khiển trách xuống thì không hay nói xong hắn quay sang nói với cố minh kiện lúc nào rãnh gọi cho ta đi uống rượu chút cố minh kiện gật đầu cho có lệ nhìn bóng lưng trương dương rời đi an đức hằng cười nói trương trưởng phòng thực sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn An Đức Hằng nhẹ giọng, cố tiên sinh, ta dẫn người đi xem miếng đất xưởng dệt cũ. Thụy Dương Lầu ở Giang Thành nổi danh về thủy hải sản, hôm nay An Đức Hằng làm chủ, bao toàn bộ Thụy Dương Lầu. Lại nói chuyện An Đức Hằng quen biết Cố Minh Kiện là do thị trưởng tả viên triệu giới thiệu. Cố Minh Kiện lần này đến Giang Thành chủ yếu là để tham quan Nam Lâm Tự và xem xá lợi Phật. Theo thời gian trôi qua, tâm trí của Cố Minh Kiện cũng trưởng thành dần, hắn thành thục cũng bởi một phần lần trước tại Giang Thành bị đả kích. Từ lúc ấy tự nhiên hắn cảm thấy ghét cái cuộc sống cứ rong chơi chẳng làm được gì. Hắn bắt đầu cảm thấy một loại nguy cơ, Sở Dĩ Phương Văn Nam nguyện ý bồi thường cho hắn là bởi vì hắn là công tử của bí thư tỉnh ủy Cố Duẫn Chi. Giả như một ngày lão tử về hưu thì hắn sẽ như thế nào? Lúc này Cố Minh Kiện mới bắt đầu cố gắng lợi dụng lực ảnh hưởng của cha nhân lúc lão còn tại để phấn đấu lên. Trước kia tỷ tỷ Cố Giai Đồng không ít lần khuyên hắn, nhưng hắn nghe không có lọt hiện tại tự thân trải qua sự tình kia hắn mới ngộ ra được. Sáng hôm đó, An Đức Hằng đưa Cố Minh Kiện đi tham quan cảnh khu Nam Lâm Tự, khảo sát khu đất xưởng dệt cũ, đưa cho Cố Minh Kiện xem qua bản kế hoạch pháo thảo hướng phát triển trong thời gian tới. Cố Minh Kiện tỏ ra hết sức hứng thú, dưới sự miêu tả của An Đức Hằng hắn cảm thấy giang thành trong thời gian tới, tràn trề hy vọng phát triển. An Đức Hằng mời khách nhân trưa nay chỉ có một mình Cố Minh Kiện, Hắn nâng chén nói: "Ta cùng Cố tiên sinh mặc dù mới gặp mặt nhưng đã có những tiếng nói chung, tin tưởng rằng sau này chúng ta nhất định có thể là hảo bằng hữu." Cố Minh Kiện cười nói: "An tiên sinh không cần phải khách khí như thế, từ người ta đã học được không ít điều, bốn chữ nhất kiến như cố, mới gặp mà như đã quen, mới có thể diễn tả được." Hai người cùng cụng chén rồi uống cạn, An Đức hằng hỏi: "Nghe nói Cố tiên sinh cũng có ý định đầu tư?" Cố Minh Kiện nói: "Trước cũng khảo sát qua một lần, bất quá lúc đó còn chưa có phát hiện ra xá lợi Phật, cho nên mới nói cơ hội không đến đúng lúc. An Đức Hằng mỉm cười nói, người đối với cảnh khu Nam Lâm tự này có hứng thú chứ? Trong lòng cố minh kiện khẽ động, An Đức Hằng biểu hiện chủ động như vậy chứng minh rằng mình đối với hắn rất có giá trị lợi dụng, bất quá nếu không quan tâm tới dụng ý của hắn thì cảnh khu Nam Lâm tự phải nói là tiềm năng vô cùng. Giả như nếu có thể tham dự vào đó, sau này lợi ích thu về hẳn là không nhỏ. Cố Minh Kiện đạm nhiên cười nói, ta không có đủ tài chính lớn như thế để thao tác. Trương Dương nhấc điện thoại lên gọi điện cho Cố Giai Đồng, gần đây hắn bận việc nam lâm tự, Cố Giai Đồng cũng bận rộn việc miếng đất bách hóa dệt đông giang cho nên cả hai ít liên lạc với nhau một chút. Lúc Cố Giai Đồng nghe máy là nàng đã đi ngủ rồi, thanh âm có vẻ ủ rũ ngái ngủ, bất quá lọt vào tai Trương Dương lại có một cái vị đạo khác. Cố Giai Đồng cùng nghe qua chuyện xá lợi Phật ở Giang Thành đã tìm được. Trương Dương kể lại câu chu viện sinh động cứ như là thật vậy, lại còn thêm chút hài hước khiến cho giai đồng cứ cười khanh khách. Cuối cùng nghe tới điều kiện ưu đãi dành cho An gia không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi: An Đức hằng này lợi hại a? À? Kể cả với điều kiện ưu đãi đó, nhưng đầu tư cả Nam Lâm tự lẫn khai phá Thanh Thai Sơn đều cần một lượng tài chính lớn. An gia thật là có tiền a? À? Trương Dương nói có tiền đã là giỏi hơn người sao? Về đầu tư Thanh Thai Sơn là chủ ý của An lão gia tử hắn chỉ là người chấp hành mà thôi còn về phần nam lâm tự hắn lợi dụng chuyện kia kiếm không ít lợi khiến giang thành nhường cho hắn miếng đất gần khu công nghiệp dệt vì ý sử dụng lại còn một miếng đất ở khu khai phát nữa cố giai đồng cười nói nghe người nói như thế ta cảm thấy thật có chút hối hận cứ đâm đầu vào cái vụ bách hóa dệt đông giang mất bao nhiêu công sức mà chưa đâu vào đâu bỏ lỡ mất bao nhiêu cơ hội đầu tư tốt à trương dương nói hiện tại đầu tư vẫn không muộn à Ta không có nhiều sức khỏe và vốn như vậy đâu ha. À. Được rồi, cố minh kiện hai ngày nữa muốn tới Giang Thành tham quan xá lợi Phật gì đó. Người an bài giúp một chút ra. À. Trương Dương cười nói, hắn và tả thị trưởng quan hệ mật thiết như thế, còn cần tới ta an bài sao? Chỉ có người tới ta mới bằng mọi cách phải an bài cho được. Nhớ ta sao, thanh âm cố dài đồng chợt nhỏ hẳn xuống. Ân, nhớ ngươi, hận lúc nạp không thể ôm ngươi vào lòng được. Cổ giai đồng dịu dàng nói, ta cũng vậy, chờ việc lần này xong, ta sẽ tới Giang Thành thăm ngươi. Hai ngày nữa ta sẽ tới Đông Giang, Phương Văn Nam muốn gặp ta, nhân tiện ta cũng đi thăm tiểu tính. Nhà đầu không có vấn đề gì, gần đây dưỡng dưỡng hay gặp nàng. Triệu tính tính cách vui vẻ thoải mái, ai cũng quý a. À. Hai người khanh khách trò chu vện một lúc lâu, bất chi giác nhìn lại đồng hồ đã là một giờ đêm rồi. Trương Dương ân cần chúc giai đồng ngủ ngon hắn đi tắm rửa một lúc, sau đó bắt đầu khoanh chân đả tọa. Việc khai phá Nam Lâm tự lần này, hắn và Lý Trường Vũ coi như đã thua keo đầu, sau này phải tìm đủ mọi cách để vãn hồi lại. Bất chi giác Trương Dương đã đem bản thân mình cùng với Lý Trường Vũ và Tần Thanh thành một khối chung mục đích và lợi ích chính trị. Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới lúc còn ở Xuân Dương, Phó Chủ tịch huyện Từ Triệu Bân từng nói về nhân sinh trên đời, nếu một người muốn trên con đường làm quan tiến bước thật xa thì phải lấy bản thân mình làm trung tâm, đừng nên quá kéo cả người khác về phe của mình. Buổi lễ khởi công công trình khai phá Nam Lâm tự diễn ra hết sức long trọng và nhiệt liệt. Trương Dương chuẩn bị cho buổi lễ lần này hết sức tận tâm tận lực, hắn huy động toàn bộ sở du lịch Giang Thành bắt tay vào làm việc khiến cho buổi lễ phải nói là hết sức náo nhiệt. Bí thư thị ủy Hồng Vĩ Cơ đi trên thảm đỏ, sắc mặt vui vẻ hồng nhuệ, dung quang dạng người mây đen trên bầu trời rốt cuộc cũng tan đi, ánh dương quang ấm áp chiếu dạng trên người hắn. Lẽ khởi công công trình khai thác nam lâm tự này thực sự là một chuyện đáng mừng, hắn mong bắt đầu từ đây tất cả mọi chuyện sẽ chuyển biến thật tốt, thực sự thì hắn đã cảm giác được trường phong ba đã rời xa khỏi Giang Thành. Vụ án Lý Trấn Dương chết một cách khó hiểu đã mở màn cuộc điều tra nhưng vẫn rơi vào đình trệ. Về vấn đề của Lê Quốc Chính cũng không điều tra ra thêm ai có dính dáng tới, vấn đề của Lê Quốc Chính về cơ bản là đã điều tra rõ. Xả lợi Phật bị mất mà tìm lại được đối với Giang Thành phải nói là vô cùng may lắm. Nó có tác dụng lớn tới phát triển du lịch của thành phố, thân là lãnh đạo tối cao của Giang Thành. Hồng Vĩ Cơ sẽ không ngồi yên mà nhìn tả viên triệu cùng Lý Trường Vũ lấy cảnh khu Nam Lâm tự ra đánh cờ từ lúc bắt đầu tới nay, hắn Thủy Trung vẫn sống chết mặc bay, lặng yên quan sát phán cờ này mà không đứng về phía ai. Cuối cùng người thắng cuộc là tả viên triệu, Bất quá qua chuyện này Hồng Vĩ Cơ cũng nhìn ra được tầm nhìn và năng lực của Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ chọn du lịch để đẩy mạnh phát triển là hết sức chính xác. Bất quá tới cuối cùng lại bị tả viên tri éo đoạt mất công lao. Hồng Vĩ Cơ cũng đành ngậm ngùi tiếc cho số phận đen đủi của lão đồng học mà thôi. Lại nhìn sang tả viên triệu, tên nạp thực sự là vận khí quả tốt, lần trước thì vì Lý Trường Vũ bị song quy mà hắn nghiễm nhiên được lên làm thị trường thành phố, lần này thì đột nhiên an đức hằng lại tìm đến hắn để ký hợp đồng hớt tay trên luôn bao nhiêu công lao của lý trường vũ chẳng biết có phải hắn là khắc tinh của lý trường vũ không nữa căn cứ theo hiểu biết của hồng vĩ cơ thì tả viên tri ẻo có quan hệ trực tiếp với lão đại tỉnh bình hải bí thư tinh ủy cố duẫn chi mà hiện tại tả viên triêu tại giang thành phải nói là đang phất lên như diều hợp đồng ký kết với an ra chính là một thành tích chính trị to lớn hồng vĩ cơ chỉ biết ao ước có được vận khí may mắn như tả viên triệu bất quá trong lòng cũng sinh ra một suy nghĩ. Thẳng nhãi kia bây giờ hiện đang là ngôi sao sáng, làm việc gì cũng xuất sắc. Việc gì cũng náo nhiệt, người như thế sẽ nhanh chóng bị người khác chú ý, đương nhiên sẽ không thể vĩnh viễn máp mắn mãi được. Hồng Vĩ cơ nhàn nhạt cười lẩm bẩm tả viên triệu. Một ngày nào đó ngươi sẽ cảm nhận được thế nào là đen đủi Trước khi nghi thức khởi công tiến hành, tả viên triệu, cùng an đức hằng đại biểu cho. Song phương ký hợp đồng lên phát biểu, sau đó tới lượt phương trưởng Nam Lâm tự phổ nguyệt cuối cùng mới là bí thư thị ủy Hồng Vĩ Cơ. Hồng Vĩ Cơ để ý thấy một điểm là ngày hôm NAV không có an bài Lý Trường Vĩ phát biểu, mặc dù lễ khởi công này là do Lý Trường Vũ phụ trách chuẩn bị, xem chừng là Lý Trường Vũ cố ý lựa chọn im lặng. Máy ảnh và camera các loại tập trung hướng về phía Hồng Vĩ Cơ, hắn tay cầm sẻng, thực hiện một động tác xúc đất, biểu thị cho công việc kiến thiết cảnh khu Nam Lâm tự đã chính thức hoạt động trong suốt quá trình tiến hành lễ khởi công, Lý Trường Vũ biểu hiện ra như là một người đứng ngoài cuộc vậy, so sánh với tả viên triệu vui vẻ thỏa mãn thì thực sự là đối lập. Lý Trường Vũ ngồi yên tại ghế của mình, lặng lẽ hút thuốc, hắn nhìn thành quả mà bản thân mình khéo tay đem về lại bị kẻ khác cướp đi mất qua làn khói thuốc mờ ảo. Trong lòng Lý Trường Vũ cũng có chút khó chịu, bất quá hắn cũng tin tưởng một điều tả viên triệu chỉ là nhờ vận khí may mắn mà nhất thời nổi lên thôi, muốn tiến bước trên con đường chính trị này không thể tính toán nhất thời được mà phải có tầm mắt nhìn xa trông rộng chỉ có biết nhìn xa thì mới bước đi xa được tại lễ khởi công này trương dương gặp một người đó là nhi tử của bí thư tỉnh ủy cố duẫn chi cố minh kiện hôm trước có nghe cố giai đồng nói hắn sẽ tới giang thành tham quan chỉ là trương dương không ngỡ hắn lại đến sớm như thế và cũng chẳng liên hệ gì với mình trong khoảng thời gian vừa rồi bản thân trương dương và cố minh kiện có phát sinh một số chuyện hiểu nhầm Tình bạn hai người so với trước kia thì nhạt phai rất nhiều. Bất quá Trương đại quan nhân vẫn luôn coi hắn như là em vợ mình mà đối đãi, liền tiến tới biểu hiện vui vẻ nhiệt tình mà chào hỏi. Cổ Minh Kiện cũng lịch sự đáp lại, bất quá sự lịch sự này khiến cho người ta cảm thấp có một chút gì đó khoảng cách, hắn nhẹ giọng nói, ta tới từ tối qua, bất quá vì tới muộn nên sợ làm phiền mà chưa liên hệ với ngươi, nghe Tả thị trưởng nói ngày hôm nay là lễ khởi công nên tới dự một chút. Cũng đoán nhất định sẽ gặp ngươi ở đây mà. Trương Dương biết hắn cùng thị trường Tả Viên Triệu có quan hệ tốt, cho nên cũng chẳng cần tới mình chiêu đãi làm gì. Bất quá vẫn tỏ ra khách khí. Trưa nay có rảnh chứ? Ta mở tiệc tẩy trần cho ngươi. Cố Minh Kiện nhàn nhạt cười. Lần này sợ rằng không được. Lịch trình ở Giang Thành đã sắp xếp kín mất rồi. Tuy rằng nói Nam Uyển chuyển như thế, nhưng vẫn là từ chối. Từ sau vụ việc tập đoàn Thịnh Thế, Cố Minh Kiện đối với Trương Dương luôn có tâm lý đề phòng. Tỉnh táo suy nghĩ lại. Việc bản thân hắn bị đánh rất có thể có liên quan đến Trương Dương, sau đó Trương Dương lại tạo lập mối liên hệ rất tốt, giúp Phương Vãn Nam hóa giải nguy cơ. Điều này làm cho Cố Minh Kiện phẫn nộ, hắn cho rằng chuyện này bản thân đã bị Trương Dương lợi dụng, kẻ thu được lợi ích cũng chỉ có Trương Dương. Hơn nữa sau khi biết chuyện Trương Dương và tỷ tỷ hắn có dây dưa với nhau, hắn đối với Trương Dương lại càng phản cảm, hắn cho rằng lúc trước tiểu tử kia chữa trị cho dưỡng dưỡng chính là mưu kế để tiếp cận với gia đình mình lợi dụng lực ảnh hưởng của gia đình mình mà thu lợi. Vì quan điểm như thế nên đối với Trương Dương lãnh đạm đi rất nhiều. Hai người đang nói chu viện thì An Đức Hằng đi tới cười nói, Trương trưởng phòng, nguyên lai là có quen biết với cố tiên sinh, ta còn đang muốn giới thiệu hai người chứ. Cố Minh Kiện cười đáp, là bằng hiểu. Nói ra những lời này hắn mới ý thức được bản thân và Trương Dương hiện tại thực sự là chẳng có cái tình cảm bằng hữu này. An Đức Hằng gật đầu nói với Trương Dương, trưa nay ta có mở tiệc ở Thụy Dương Lầu. Trương trưởng phòng qua góp vui. Từ lời của An Đức Hằng, Trương đại quản nhân đoán được trưa nay Cố Minh Kiện nhất định có mặt ở đó, trong lòng thầm kêu kỳ quái An Đức Hằng quen biết Cố Minh Kiện tự lúc nào mà hắn không hề hay chút phong thanh nào. Ở cùng một chỗ với An Đức Hằng khẳng định không phải là cái chuyện tốt đẹp gì An Đức Hằng này là một loại người làm việc bao giờ cũng tính toán, hắn tiếp cận Cố Minh Kiện tuyệt đối không phải không có mục đích trương dương cười nói không được mất rồi hôm nay là lễ khởi công ta còn rất nhiều việc phải làm bằng không cấp trên khiển trách xuống thì không hay nói xong hắn quay sang nói với cố minh kiện lúc nào rảnh gọi cho ta đi uống rượu chút cố minh kiện gật đầu cho có lệ nhìn bóng lưng trương dương rời đi ăn đức hằng cười nói trương trưởng phòng thực sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn Cố minh kiện nhẹ giọng cố tiên sinh ta dẫn người đi xem miếng đất xưởng dệt cũ Thụy Dương Lầu ở Giang Thành nổi danh về thủy hải sản, hôm nay An Đức Hằng làm chủ, bao toàn bộ Thụy Dương Lầu. Lại nói chuyện An Đức Hằng quen biết Cố Minh Kiện là do thị trưởng Tả Viên Triệu giới thiệu. Cố Minh Kiện lần nạp đến Giang Thành chủ yếu là để tham quan Nam Lâm Tự và xem xá lợi Phật. Qua thời gian trôi qua, tâm trí của Cố Minh Kiện cũng trưởng thành theo, hắn thành thục cũng bởi một phần lần trước tại Giang Thành bị đả kích. Từ lúc ấy tự nhiên hắn cảm thấy ghét cái cuộc sống cứ rong chơi chẳng làm được gì hắn bắt đầu cảm thấy một loại nguy cơ sở dĩ phương văn nam nguyện ý bồi thường cho hắn là bởi vì hắn là công tử của bí thư tinh ủy cố duẫn chi giả như một ngày lão ra từ về hưu thì hắn sẽ như thế nào lúc này cố minh kiện mới bắt đầu cố gắng lợi dụng lực ảnh hưởng của cha hắn nhân lúc lão còn tại vị đề phấn đấu lên trước kia tỷ tỷ giai đồng không ít lần khuyên hắn nhưng hắn nghe không có lọt hiện tại tự thân trải qua sự tình kia hắn mới ngộ ra được sáng hôm đó An Đức Hằng đưa Cố Minh Kiện đi tham quan cảnh khu Nam Lâm Tự, khảo sát khu đất xưởng dệt cũ, đưa cho Cố Minh Kiện xem qua bản kế hoạch phát thảo hướng phát triển trong thời gian tới. Cố Minh Kiện tỏ ra hết sức hứng thú, dưới sự miêu tả của An Đức Hằng hắn cảm thấy Giang Thành trong thời gian tới tràn trề hy vọng phát triển. An Đức Hằng mời khách nhân trưa nay chỉ có một mình Cố Minh Kiện, hắn nâng chén nói, ta cùng Cố Tiên Sinh mặc dù mới gặp mặt nhưng đã có những tiếng nói chung, tin tưởng rằng sau này chúng ta nhất định có thể là hảo bằng hữu. Cố Minh Kiện cười nói, An Tiên Sinh không cần phải khách khí như thế, từ người ta đã học được không ít điều, bốn chữ nhất kiến như cố, mới gặp mà như đã quen mới có thể diễn tả được. Hai người cùng cụng chén rồi uống cạn, An Đức Hằng hỏi, nghe nói Cố Tiên Sinh cũng có ý định đầu tư. Cô Minh Kiện nói, trước cũng khảo sát qua một lần, bất quá lúc đó còn chưa có phát hiện ra xá lợi Phật, cho nên mới nói cơ hội đến không đúng lúc. An Đức Hằng mỉm cười nói, người đối với cảnh khu Nam Lâm tự này có hứng thú chứ? Trong lòng cố minh kiện khẽ động, An Đức Hằng biểu hiện chủ động như vậy chứng minh rằng mình đối với hắn rất có giá trị lợi dụng, bất quá nếu không quan tâm tới dụng ý của hắn thì cảnh khu Nam Lâm tự phải nói là tiềm năng vô cùng. Giả như nếu có thể tham dự vào đó, sau này lợi ích thu về hẳn là không nhỏ. Cố Minh Kiện đạm nhiên cười nói, ta không có đủ tài chính lớn như thế để thao tác audio điện tử võ tấn bền hết chương 140